Cao Tân Hoa đầy đủ lĩnh hội lãnh đạo ý đồ, cho nên mới sẽ quả quyết đồng ý Thái Vinh Quyên từ chức. Thái Vinh Quyên rời đi Cao Tân Hoa văn phòng không lâu sau, liền nhận được pháp viện lệnh truyền, Đông Mỹ Lệ khởi tố nàng tổn hại tư nhân tài vật một án đã lập án cũng xác định mở phiên tòa thời gian. Đông Mỹ Lệ cầm tới y học giám định kết quả về sau liền cải biến sách lược, nàng biết đánh sĩ quan quân y ti là không thể nào thắng kiện, cho nên liền chuyển mà khởi tố người khác hủy hoại tài vật, luật sư đề nghị nàng trực tiếp khởi tố người, dạng này tỷ số thắng lớn hơn. Thái Vinh Quyên là thật không nghĩ tới Đông Mỹ Lệ sẽ lấy phương thức như vậy khởi tố mình, nàng trưng cầu một vị luật sư bằng hữu ý kiến, bằng hữu đề nghị nàng tốt nhất vẫn là để viện phương ra mặt, tại mở phiên tòa trước đó, trọng yếu nhất chính là sưu tập đối với mình có lợi chứng cứ. Chuyện xảy ra thời điểm, có không ít bản viện công nhân viên trước ở đây, Thái Vinh Quyên nhớ kỹ y tế chỗ kia ba vị đều tại, nàng cũng biết qua thua kiện hậu quả, nếu như thua kiện, nàng rất có thể phải đối mặt cách xù bồi thường. Hóa đơn bên trên thế nhưng là 88 vạn, hiện tại Đông Mỹ Lệ là khởi tố nàng cá nhân, Trường Hưng bệnh viện không thể là vì nàng cá nhân tính tiền. Thái Vinh Quyên có chút hối hận từ chức, lập tức trọng yếu nhất chính là đi tìm chứng nhân, nàng kêu lên trượng phu Đàm Quốc Lương cùng một chỗ, đi một chuyến y tế chỗ. Mấy ngày nay Chu Văn Bân đi tỉnh thành họp, Trình Tiểu Hồng hôm nay nghỉ bệnh, y tế chỗ chỉ còn lại Hứa Thuần Lương một mình lưu thủ. Cặp vợ chồng đều cùng Hứa Thuần Lương phát sinh qua không nhanh. Nhìn thấy hắn tại, lập tức có chút xấu hổ. Đàm Quốc Lương kiên trì lên tiếng chào hỏi, tiểu Hứa, một mình ngươi a? Hứa Thuần Lương nhìn bọn hắn một chút, đúng a, chỉ một mình ta a. Chu chủ nhiệm không tại. Hứa Thuần Lương tức giận nói, tỉnh thành họp đi, các ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Đàm Quốc Lương cùng Thái Vinh Quyên liếc mắt nhìn nhau, Đàm Quốc Lương nở nụ cười, vậy bây giờ y tế chỗ chính là ngươi phụ trách. Liền xem như đi, có việc. Đàm Quốc Lương nói, là như thế này, Đông Mỹ Lệ ngươi còn nhớ chứ, ngày đó nàng đến y tế chỗ gây chuyện thời điểm, mình không cẩn thận đem vòng tay cho ngã, lúc ấy ngươi thật giống như ở đây a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đúng vậy a, ta giống như ở đây, nơi khởi nguồn điểm không phải y tế chỗ, là sát phách điều giải thất. Thái Vinh Quyên nói, đúng, chính là tại sát phách, tình huống lúc đó ngươi hẳn là rõ ràng, Đông Mỹ Lệ muốn nhảy lầu, là các ngươi gọi điện thoại để cho ta tới khuyên nàng. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng ý ở ngoài lời, cười nói, Thái chủ nhiệm, ngài ký ức giống như có chênh lệch chút ít chênh lệch, lúc ấy là ta đi trước mời ngài tới giải quyết vấn đề, nhưng là không có mời được ngài đại giá, về sau mới phát sinh Đông Mỹ Lệ leo cửa sổ sự tình, là nàng yêu cầu muốn gặp ngài, chúng ta y tế chỗ chỉ là trợ giúp người bệnh chuyển đạt nàng tố cầu, không phải chúng ta để ngươi qua đây. Thái Vinh Quyên âm thầm hít một hơi hơi lạnh, tiểu tử này không đơn giản a, lúc trước thật đúng là xem thường hắn. Đàm Quốc Lương lĩnh giáo qua Hứa Thuần Lương lợi hại, hắn lôi kéo thê tử ở trên ghế salon ngồi xuống, từ vào cửa đến bây giờ Hứa Thuần Lương đều không có mời bọn họ ngồi đâu, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng không có có lễ phép. Hứa Thuần Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nói, hai vị còn có không có chuyện gì khác. Đàm Quốc Lương cười nói, là như thế này, người lúc đó đã ở đây, hẳn là thấy rõ chuyện gì xảy ra đi. Ngài chỉ đến chuyện nào? Hứa Thuần Lương kỳ thật đã nghe nói Đông Mỹ Lệ khởi tố Thái Vinh Quyên sự tình, đánh giá ra cái đôi này hôm nay đến y tế chỗ chính là vì chuyện này. Chính là Đông Mỹ Lệ mình ngã nát vòng tay sự tình. Đàm Quốc Lương đặc địa nhấn mạnh một chút. Hứa Thuần Lương nói, nguyên lai việc này a, ta chỗ đứng góc độ nguyên nhân, thấy không tính là quá rõ ràng, lúc ấy tình huống là như thế này, Thái chủ nhiệm muốn đi, Đông Mỹ Lệ không cho, Thái chủ nhiệm nhất định phải đi, Đông Mỹ Lệ kiên quyết không cho. Thế là hai người phát sinh một chút tứ chi bên trên xung đột, ta nhìn thấy Thái chủ nhiệm mãnh hơi vung tay, Đông Mỹ Lệ vòng tay leng keng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Thái Vinh Quyên nghe xong liền gấp, nếu như Hứa Thuần Lương tại tòa án bên trên cũng nói như vậy, mình khẳng định xong, tiểu Hứa, không phải như vậy, là ta muốn đi, nàng giữ chặt ta dây dưa ta lúc ấy rất sợ hãi, tránh thoát quá trình bên trong, vòng tay của nàng không biết làm sao lại rơi mất, cùng ta là không có quan hệ. Hứa Thuần Lương cười nói, đúng vậy a, ta cách xa xôi, tình huống cụ thể khẳng định là ngươi cùng Đông Mỹ Lệ rõ ràng nhất, ta chỉ xem lại các ngươi phát sinh tứ chi xung đột, vòng tay đến cùng làm sao rơi trên mặt đất ta thật không rõ ràng. Cặp vợ chồng mặt đều tái rồi, vốn còn muốn tìm đối với mình có lợi chứng cung, nhưng Hứa Thuần Lương căn cứ chính xác cung cấp làm sao nghe được có chút bỏ đá xuống giếng. Đàm Quốc Lương nói, giám sát, các ngươi ngay lúc đó màn hình giám sát tổng giữ a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, giữ, đồn công an đều điều đi, lặp lại nhìn nhiều lần,
từ màn hình giám sát nhìn không ra tay kia vòng tay là thế nào rơi, các ngươi không cần lo lắng, thanh giả tự thanh, mà lại chuyện này lui một vạn bước còn có bệnh viện giúp các ngươi lật tẩy đâu, đừng sợ. Đàm Quốc Lương nói, tiểu Hứa, chúng ta cũng không gạt ngươi, Đông Mỹ Lệ nàng hiện tại khởi tố nhà chúng ta nhỏ Thái, đơn giản không thèm nói đạo lý a. Vì cái gì, không phải giám định kết quả đã ra tới sao? Đã chứng minh không thuộc về giải phẫu sự cố, bệnh viện chúng ta không cần nhận gánh trách nhiệm. Thái Vinh Quyên nhìn ra tiểu tử này là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Đàm Quốc Lương đầu óc chậm nửa nhịp, cường điệu nói, thế nhưng là nàng khởi tố nhà chúng ta nhỏ Thái, hướng chúng ta bắt đền. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền kinh pháp viện thôi, phải tin tưởng pháp luật là công chính, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Thái Vinh Quyên nhìn không được, người nói lời này có ý tứ gì? Các người y tế chỗ mặc kệ thật sao? Hứa Thuần Lương nói, Thái chủ nhiệm, chúng ta y tế chỗ chức trách là xử lý chữa bệnh tranh chấp, nhưng người loại này tình huống cũng không thuộc về chữa bệnh tranh chấp, ta thật sự là lực bất tòng tâm a. Tiểu Hứa, lời này của ngươi liền không chịu trách nhiệm, nếu như không phải là vì bệnh viện, ta làm sao lại cùng Đông Mỹ Lệ phát sinh xung đột? Có phải hay không tại bệnh viện phát sinh sự tình? Có phải hay không khi làm việc trong lúc đó phát sinh vấn đề? Thái Vinh Quyên thanh âm rõ ràng lớn lên. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài đừng kích động, ta chính là cái nhân viên văn phòng nho nhỏ, ngài có chuyện gì vẫn là liên hệ Chu chủ nhiệm, không được nữa còn có đại lãnh đạo đâu. Đàm Quốc Lương vỗ vỗ lão bà vai, ý là để nàng tỉnh táo, bọn họ đích xác không cùng Hứa Thuần Lương nổi giận tất yếu, nổi giận cũng không làm nên chuyện gì. Đàm Quốc Lương đề nghị thê tử thu hồi kia phần đơn từ chức, hiện tại tuyệt không phải từ chức thời điểm. Thái Vinh Quyên mặc dù cũng bắt đầu hối hận, nhưng là trở ngại mặt mũi nàng nói cái gì cũng không chịu lại tìm Cao Tân Hoa muốn về kia phần đơn từ chức, cặp vợ chồng thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là Đàm Quốc Lương kiên trì đi vào Cao Tân Hoa văn phòng. Cao Tân Hoa gặp hắn tới cũng không có gì đặc biệt biểu thị, lão Đàm, ngươi cũng là đến từ chức. Đàm Quốc Lương hoảng vội vàng lắc đầu, không phải, ta làm sao có thể từ chức đâu, ta tới là muốn đem Thái Vinh Quyên kia phần đơn từ chức lấy về, nàng làm việc quá xúc động. Làm chuyện này đều không có cùng ta thương lượng, ta biết sau hung hăng phê bình nàng. Cao Tân Hoa trong lòng cười thầm, liền ngươi còn dám phê bình nàng. Toàn bộ Trường Hưng bệnh viện người nào không biết ngươi Đàm Quốc Lương sợ vợ. Lão Đàm, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, cặp vợ chồng trọng yếu nhất là tương hỗ tôn trọng, đã Thái chủ nhiệm đã hạ quyết tâm, ngươi vẫn là tôn trọng lựa chọn của nàng đi. Cao Viện, ngài đừng hiểu lầm, ta đã thuyết phục nàng. Nàng cũng nhận vì quyết định của mình khiếm khuyết cân nhắc, quá xúc động, dù sao Trường Hưng nuôi dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy, sao có thể nói đi là đi đâu. Dạng này a, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi lỗ hổng muốn chung cùng tiến lùi đâu. Không có sự tình, ta khẳng định phải lưu tại Trường Hưng. Cao Tân Hoa cố ý nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đàm Quốc Lương biết hắn cố ý trêu chọc mình. Trở ngại thân phận của đối phương cũng không thể sinh khí, ha ha cười nói, Cao Viện, ngài cũng đừng tiêu khiển ta, kia chuyện từ chức. Cao Tân Hoa nói, đã phê, nhân sự khoa đang làm thủ tục. A, Cao Viện, phiền phức ngài cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi, không chối từ. Cái này ta nói không tính a. Cao Viện, ngài đừng nói đùa ta, ngài phân công quản lý phòng khám bệnh, ngài nói làm sao lại không tính. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ cũng không biết con hàng này làm sao lăn lộn đến phó chủ nhiệm, ta mẹ nó đem lời nói rõ ràng như vậy ngươi còn nghe không hiểu. Đáng đời tại lão bà ngươi trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ta cũng là có lãnh đạo người. Đàm Quốc Lương lần này mới tính minh bạch, Cao Tân Hoa ám chỉ hắn đi tìm Cố Hậu Nghĩa. Một cái sắp rời khỏi Trường Hưng bệnh viện lịch sử võ đài người, Đàm Quốc Lương vợ chồng sớm đã không để ý đến hắn tồn tại. Lúc này Phương mới ý thức tới Cố Hậu Nghĩa trước mắt vẫn có thể trưởng khống vận mệnh của bọn hắn, chỉ cần Cố Hậu Nghĩa một ngày không đi, hắn chính là Trường Hưng viện trưởng. Để cho ổn thỏa, Đàm Quốc Lương trước cho Cố Hậu Nghĩa gọi một cú điện thoại, Cố Hậu Nghĩa không tiếp, lại để cho Thái Vinh Quyên mình đánh một lần, Cố Hậu Nghĩa vẫn là không tiếp. Cặp vợ chồng lần này triệt để hoàng hôn, bản muốn lợi dụng chuyện này tạo thanh thế, tại mới viện trưởng đến trước khi đến cùng Cố Hậu Nghĩa phân rõ giới hạn, nghĩ không ra bọn hắn biến khéo thành vụng. Cố Hậu Nghĩa tới cái thuận nước đẩy thuyền, để Thái Vinh Quyên từ chức trở thành sự thật. Cố Hậu Nghĩa đã đang vì rời đi làm chuẩn bị, hắn rời đã là công khai bí mật, mới viện trưởng nhân tuyển đã xác định, cuối tháng liền sẽ đến đây Trường Hưng tiền nhiệm. Cố Hậu Nghĩa tại Trường Hưng nhiều năm như vậy,
vì Trường Hưng Cúc Cung tận tụy, mặc dù không có thể làm cho bệnh viện trong tay hắn phát triển lớn mạnh, nhưng hắn vì Trường Hưng cống hiến cũng là rõ như ban ngày, trong nội viện có không ít người chủ động đưa ra muốn vì hắn tiễn đưa. Cố Hậu Nghĩa xin miễn tất cả mọi người hảo ý, tại rời chức trước đó, hắn tự tay bố trí hai cái trọng đại thay đổi nhân sự, một là xung quân phó viện trưởng Cảnh Văn Tú, hai là thụ ý phê chuẩn Thái Vinh Quyên từ chức. Cái trước là bởi vì ở sau lưng của hắn làm tiểu động tác, đưa đến hắn lần này chính trị kiếp sống hoạt thiết lô túi sạch bóng. Cái sau hắn vốn là nghĩ mở một mặt lưới, nhưng là nghĩ không ra hắn một tay nâng đỡ lên tới Thái Vinh Quyên tại hắn rời đi lúc vậy mà từ dùng chức bức bách. Cố Hậu Nghĩa tùy tiện liền xem thấu Thái Vinh Quyên lợi dụng chuyện này tại chế tạo cùng mình phân rõ giới hạn ảnh hưởng, từ trước phía sau dụng ý thực sự là phải hướng mới tới viện trưởng đưa nhập đội. Liên tưởng tới dẫn đến mình lần này biến động khởi nguyên chính là y Mỹ trung tâm, Cố Hậu Nghĩa cũng không còn cách nào bảo trì tha thứ, thụ ý phê chuẩn Thái Vinh Quyên từ chức, mà lại không cho nàng lưu có bất kỳ chỗ trống. Cố Hậu Nghĩa phi thường rõ ràng, theo người kế nhiệm đến, lúc trước hắn định ra rất nhiều chính sách sẽ bị một cái tiếp theo một cái lật đổ. Hắn trọng dụng người, cất nhắc người, trừ phi chân chính tinh anh, hoặc sớm hoặc tiệc tối bị nhổ tận gốc, làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, hắn cho là mình tận lực, xứng đáng Trường Hưng, về phần Trường Hưng ngày mai đi về nơi đâu, hắn đã bất lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha thứ những cái kia không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Cao Tân Hoa đặc địa hướng Cố Hậu Nghĩa ở trước mặt báo cáo Thái Vinh Quyên chuyện từ chức. Cố Hậu Nghĩa biểu thị hài lòng, rút ra một điếu thuốc lá. Cao Tân Hoa tay mắt lanh lẹ giúp hắn đốt. Cố Hậu Nghĩa tướng hộp thuốc lá đưa cho Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa cũng xuất ra một chi rút, hai người cứ như vậy yên lặng hút thuốc, thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Cố Hậu Nghĩa chậm rãi nói, tổ chức nâng lên nhượng lại ta đi khoa hiệp công việc. Cao Tân Hoa kỳ thật đã sớm biết tin tức này, bất quá Cố Hậu Nghĩa hôm nay mới mở miệng chứng thực chuyện này. Cố Việt, chúng ta đều không nỡ ngài. Cố Hậu Nghĩa nở nụ cười. Cao Tân Hoa câu nói này chỉ là mặt mũi công phu thôi. Có biết hay không ta tại sao muốn để ngươi đến phụ trách quá độ kỳ công việc? Cao Tân Hoa lại lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Cố Hậu Nghĩa, Cố Hậu Nghĩa khoát tay áo, Cao Tân Hoa mình đốt, hít một hơi thuốc lá mới nói, ngài hẳn là đã sớm biết ta cùng Triệu Phi Dương quan hệ, chỉ có ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn cùng mới tới viện trưởng Triệu Phi Dương là trường đảng đồng học, mà lại Triệu Phi Dương có phụ thân là hắn lão thủ trưởng. Quan hệ như vậy là chịu nổi khảo nghiệm, cũng quyết định hắn sẽ trở thành mới viện trưởng người tín nhiệm nhất một trong. An bài hắn đến phụ trách quá độ kỳ công việc, chủ yếu là cân nhắc đến hắn nhưng mọi việc đều thuận lợi, nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu như an bài cho những người khác, rất có thể sẽ bị mới tới lãnh đạo coi là tiền nhiệm dòng chính, về sau sẽ bị xa lánh, thậm chí nhận chèn ép, từ một điểm này tới nói, Cố Hậu Nghĩa suy tính được phi thường chu toàn, tận khả năng đối với mình người sớm tiến hành bảo hộ. Mấy cái phó chức bên trong, người có năng lực nhất, mà lại nhân phẩm đoan chính, đáng tiếc a, người không phải làm nghiệp vụ xuất thân. Cố Hậu Nghĩa nói bóng gió chính là Cao Tân Hoa nếu như là nghiệp vụ xuất thân rất có thể lên làm Trường Hưng viện trưởng. Cố Viện, con người của ta không có chủ chính một phương năng lực, hỗ trợ gõ cổ vũ vẫn được. Triệu Phi Dương mới 38 tuổi a. Vẫn chưa tới, hắn tháng 12 sinh. Hậu sinh khảo úy a, không đến 38 tuổi liền chính sự cấp. Tại hệ thống vệ sinh không thấy nhiều đi. Cao Tân Hoa nói, tại toàn bộ Đông Châu cũng không nhiều gặp. Hắn là người thế nào? Cao Tân Hoa không biết trả lời như thế nào, mặc dù bọn hắn nhận biết thật lâu, mà dù sao không có cùng một chỗ cộng sự qua, hắn cũng không hiểu rõ Triệu Phi Dương. Cố Hậu Nghĩa ý thức được chính mình vấn đề làm hắn làm khó, lại nói, hắn hiểu rõ Trường Hưng sao? Khẳng định sẽ có một cái quá trình. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng lưu luyến, loại cảm giác này cực kỳ giống nữ nhi xuất giá ngày ấy, hắn lo lắng bất an, bởi vì không biết tương lai người cầm lái có thể hay không giống hắn đối đãi Trường Hưng tựa như đối đãi sinh mệnh của mình đồng dạng. Mới cũ giao thế là tất nhiên quy luật, Cố Hậu Nghĩa sớm tối đều phải rời, đơn giản là sớm rời đi nửa năm, người ở bên ngoài xem ra hắn kết cục coi như không tệ. Nhưng là không có ai biết Trường Hưng đối Cố Hậu Nghĩa chân chính ý nghĩa. Hắn giờ phút này tựa như là một cái vì đội bóng kính dâng thanh xuân công huân cầu thủ, chỉ muốn tại chi này đội bóng xuất ngũ, đáng tiếc ngay cả cái này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện. Ngay tại cuối cùng nửa cái trận đấu mùa giải, hắn vẫn là bị bách chuyển nhượng, loại đau này chỉ có chính hắn mới hiểu được. Ứng mới viện trưởng yêu cầu, giao tiếp nghi thức tại viện tuần sẽ bên trên tiến hành, cục vệ sinh lãnh đạo, tổ chức người phụ trách đều dự thính lần này hội nghị, còn chuyên môn tiến hành phát biểu.
những này thông lệ phát biểu đơn giản là đi cái chương trình, khẳng định lão viện trưởng cống hiến, biểu đạt đối mới viện trưởng hoan nghênh. Vì lần này giao tiếp nghi thức, viện tuần sẽ đặc địa điều chỉnh đến buổi sáng tiến hành. Cố Hậu Nghĩa vẫn là nhạy cảm cảm giác được nhỏ xíu khác biệt, hắn đọc lời chào mừng lúc kết thúc, tiếng vỗ tay mặc dù nhiệt liệt, nhưng so với Triệu Phi Dương vẫn là phải thoáng kém một chút, hắn làm rời chức cảm nghĩ thời điểm, rất nhiều trung tầng cán bộ lực chú ý đều không ở trên người hắn, có người thậm chí ở phía dưới vụng trộm chơi điện thoại di động, tại quá khứ, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng là hôm nay hắn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Mới viện trưởng Triệu Phi Dương nói chuyện thời điểm, trong hội trường ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua hắn, chuyên chú lại chăm chú, cũng không phải là bởi vì Triệu Phi Dương nói chuyện so với mình muốn đặc sắc, mà là bởi vì từ giờ khắc này, hắn chính là Trường Hưng người cầm lái, hắn chính là tòa này bệnh viện quyền lực trung tâm, hắn mới là mọi người chú mục tiêu điểm. Sau đó, Cố Hậu Nghĩa về tới phòng làm việc của viện trưởng, theo bản ý của hắn là không muốn trở lại một chuyến. Nhưng Triệu Phi Dương chủ động đưa ra muốn theo hắn đơn độc phiếm vài câu, làm tiền nhiệm, hắn nhất định phải biểu đạt ra rộng rãi cùng khí độ, hắn cũng nghĩ cùng Triệu Phi Dương tâm sự, cũng muốn biết tiếp thay mình trưởng quản Trường Hưng đến tột cùng là người thế nào. Triệu Phi Dương anh tuấn cao lớn, khí chất bất phàm, tiếu dung rất có sức cuốn hút, đối Cố Hậu Nghĩa vị này tiền nhiệm biểu hiện được phi thường tôn kính, lão lãnh đạo, ta đối với ngài thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Lão lãnh đạo ba chữ mặc dù là tôn xưng, nhưng là Cố Hậu Nghĩa rất không thích, hắn thích đừng người xưng hắn là Cố Việt, đại lão bản, nhưng hôm nay khởi Trường Hưng viện trưởng họ Triệu, coi như lại không thích cũng cần tiếp nhận hiện thực. Triệu viện khách khí, ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi, chúng ta hệ thống vệ sinh nhất tuổi trẻ tài cao cán bộ. Triệu Phi Dương cười nói, tuổi trẻ miễn cưỡng được xưng tụng, có triển vọng ta nhưng không dám nhận. Tại Trường Hưng quản lý phương diện, ta còn phải hướng ngài vị tiền bối này nhiều hơn thỉnh giáo. Cố Hậu Nghĩa nói, điểm này ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan làm được biết gì nói nấy. Hai người đều nở nụ cười, tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Cố Hậu Nghĩa bàn làm việc phía sau trên mặt tường treo Trường Hưng bệnh viện hai kỳ quy hoạch hiệu quả đồ, hắn đem Triệu Phi Dương dẫn tới bản vẽ trước, Triệu Viện, đây chính là Trường Hưng hai kỳ quy hoạch hiệu quả đồ. Triệu Phi Dương nói, bản thiết kế rất xinh đẹp a. Cố Hậu Nghĩa cảm khái nói, 6 năm trước liền đã chuẩn bị hai kỳ xây dựng thêm. Nhưng chỉ riêng phê duyệt thủ tục sẽ làm 2 năm, chờ thủ tục xử lý đủ, phá dỡ lại gặp phải phiền toái, 2 tháng trước mới đem phá dỡ công việc chứng thực, hiện tại cuối cùng toàn bộ phá dỡ hoàn tất. Hắn hy vọng người kế nhiệm có thể cảm nhận được mình những năm này vất vả cùng nỗ lực, nhưng là Triệu Phi Dương tựa hồ cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ. Ta nghe nói cấp trên đoạn dưới để công trình tạm dừng rồi. Tính tạm thời, ta hỏi qua, nhiều nhất nửa tháng liền có thể một lần nữa khởi động. Không thể tự tay vì hai kỳ xây dựng thêm công trình điện cơ, là Cố Hậu Nghĩa trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối, cho dù là khởi động, cái này ngăn nắp cùng chiến tích cũng thuộc về Triệu Phi Dương, bất kỳ người nào đều hiểu đạo lý này, Triệu Phi Dương đương nhiên phải hiểu. Triệu Viện A, hai kỳ xây dựng thêm công trình nhất định phải nắm chặt tiến hành, hiện tại chúng ta Trường Hưng phần cứng điều kiện đã toàn diện lạc hậu hơn cái khác bệnh viện, nếu như tại trong ngắn hạn không cách nào cải biến tình hình này, Trường Hưng liền sẽ từ thê đội thứ nhất tụt lại phía sau. Mà lại sẽ bị càng kéo càng xa. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ngài cứ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực tướng Trường Hưng phát triển lớn mạnh. Cố Hậu Nghĩa vốn còn muốn bàn giao một số việc, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mất đi hào hứng, Triệu Phi Dương khiêm cung chỉ là lưu vu biểu diện, cơ hồ hắn mỗi câu lời nói bên trong đều là ám chỉ mình ra, đã là hoa cúc xế chiều, chỉ kém không có nói rõ hiện tại Trường Hưng là ta đương ra, về sau nơi này hết thảy không liên hệ gì tới ngươi. Cố Hậu Nghĩa hướng Triệu Phi Dương vươn tay ra, Triệu Phi Dương duỗi ra hai tay cùng hắn đem nắm, Triệu Phi Dương lòng bàn tay ấm áp hữu lực, Cố Hậu Nghĩa tay phải thô ráp băng lãnh, chính như hắn giờ phút này thất lạc nội tâm. Cố Hậu Nghĩa không muốn bại lộ trong lòng mình thất lạc, cấp tốc rút về tay đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, xin nhờ. Triệu Phi Dương một mực đem Cố Hậu Nghĩa đưa đến dưới lầu, để lái xe Tiểu Phùng mở ra bệnh viện GL8 đưa Cố Hậu Nghĩa về nhà. Cố Hậu Nghĩa nhà cách rất gần, trừ phi tình huống đặc biệt, hắn rất ít vận dụng đơn vị xe buýt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi bộ về nhà, nhưng hôm nay hắn quyết định đón xe rời đi. Trường Hưng lãnh đạo chủ yếu đều tới đưa tiễn, bí thư Trần Hưng An đi theo Triệu Phi Dương sau lưng cùng hắn nắm tay, Cố Hậu Nghĩa khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người trở về đi, không cần thiết dần dần nắm tay, hắn luôn luôn phản cảm bệnh hình thức. Tới mấy vị phó viện trưởng hơn phân nửa hành chú mục lễ.
chỉ có Cao Tân Hoa nói một câu, Cố Việt, về sau thường xuyên trở lại thăm một chút a. Cố Hậu Nghĩa hướng hắn đáp lại mỉm cười thản nhiên, Triệu Phi Dương quan tâm giúp hắn đóng cửa xe lại, xuất lĩnh Trường Hưng ban lãnh đạo tại ngoài xe phất tay. Cố Hậu Nghĩa phất phất tay, liền để Tiểu Phùng lái xe, giờ phút này hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi Trường Hưng, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra vĩnh ý niệm khác trong đầu, có lẽ hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Đưa tiến Cố Hậu Nghĩa, Triệu Phi Dương hướng mọi người cười cười, tất cả mọi người trở về mau lên, có chuyện gì sau này hãy nói. Những người khác đi, Triệu Phi Dương đem Cao Tân Hoa lưu lại, hắn cùng Triệu Phi Dương quan hệ cũng coi là công khai bí mật. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca, người theo giúp ta đi dạo. Cao Tân Hoa có chút chịu không nổi, để Triệu Phi Dương đừng xưng hô như vậy hắn, dù sao đây là tại đơn vị làm việc, Triệu Phi Dương lại là cấp trên của hắn. Cao Tân Hoa bồi tiếp Triệu Phi Dương đi trước một chuyến phòng bệnh cao ốc, sau đi hai kỳ công trường. Công trường chưa khởi công, phá dỡ công việc đã toàn bộ hoàn thành, trống rỗng trong sân chỉ có một cái phụ trách chăm sóc công trường nông dân công. Hai ngày trước xuống một trận mưa to, không ít địa phương nước đọng đều không có biến mất, hiện trường lầy lội không chịu nổi, không có gì đáng giá nhìn địa phương. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đứng tại một cái mô đất bên trên, Cao Tân Hoa chỉ vào phía trước nói, chính là địa phương này. Lúc đầu kế hoạch cuối tháng khởi công, bởi vì thượng cấp muốn một lần nữa kiểm tra, cho nên chỉ có thể trì hoãn. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ta xem qua bản thiết kế, giống như 6 năm trước liền đem thiết kế phương án định ra tới a. Không sai. Xã hội phát triển thật sự là biến chuyển từng ngày a. Cao Tân Hoa trong lòng nao nao, chợt liền hiểu Triệu Phi Dương ý tứ, hắn là ám chỉ thiết kế đã quá hạn, chẳng lẽ hắn muốn phủ định Cố Hậu Nghĩa phương án. Hai kỳ xây dựng thêm công trình phương diện tiền bạc có vấn đề hay không? Chính phủ cấp phát một bộ phận, bản viện gánh chịu một bộ phận, Trường Hưng Trương Mục không có nhiều tiền như vậy, phương diện tiền bạc chủ yếu vẫn là cần nhờ ngân hàng cho vay, bởi vì đình công sự tình, ngân hàng phương diện cũng tạm dừng cho vay, đối cho vay quá trình tiến hành một lần nữa kiểm tra, hẳn không có vấn đề quá lớn. Chuyện này trước thả một chút đi, ta vừa tới Trường Hưng, không thích hợp làm quá lớn động tác. Minh Bạch. Đúng rồi, làm sao không gặp Cảnh Văn Tú? Cao Tân Hoa đơn giản tướng Cảnh Văn Tú sự tình nói cho hắn, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Triệu Phi Dương vừa tới liền muốn lật đổ Cố Hậu Nghĩa quyết định? Triệu Phi Dương cũng không có châm đối với chuyện này làm quá nhiều biểu thị, Cao Tân Hoa nói cho hắn biết, ban lãnh đạo thành viên vì nghênh đón hắn đến, ban đêm chuyên môn an bài tiếp phong yến, Triệu Phi Dương để Cao Tân Hoa đem bữa cơm này hủy bỏ, dạng này tiếp phong yến không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không muốn cho Trường Hưng nhân viên lưu lại vừa tới liền vui chơi giải trí mục nát ấn tượng. Y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân dựa theo nguyên kế hoạch phải chạy về tới tham gia mới lãnh đạo tại Trường Hưng lần đầu biểu diễn nghi thức, nhưng hắn tại tỉnh thành xảy ra chuyện, con hàng này không biết cái nào gân dựng sai, thế mà tại khách sạn mật hội năm đó một vị nào đó nữ đồng học, kết quả bị theo dõi mà tới nhà gái trượng phu báo cáo có người tại khách sạn gian phòng tiến hành có thủ lao nguyên thủy bản có thể hoạt động, bị cảnh sát bắt cái hiện hình. Mặc dù sau đó tới điều tra rõ ràng, hai người cũng không phạm pháp. Chỉ thuộc về đạo đức vi quy. Nhưng chuyện này cũng huyên náo mọi người đều biết, nhà gái trượng phu tướng hai người lợi dụng đi công tác mướn phòng sự tình tuyên bố lên mạng, khiến cho Chu Văn Bân đầy bụi đất. Trường Hưng bệnh viện cũng nhận được đối phương gửi tới rất nhiều vật liệu cùng tố giác tin, đối phương cũng không phải cái tốt quấn nhân vật, tướng hai người mướn phòng truyền đơn tại bệnh viện bãi đỗ xe rộng vì tản. Chu Văn Bân không mặt mũi gặp người. Rơi vào đường cùng xin đứng lên nghỉ bệnh, hắn có thể chứa thành đà điểu, đối với ngoại giới tin tức chẳng quan tâm, nhưng là Trường Hưng bệnh viện nhưng lại không thể không đối diện trận này dư luận phong bạo. Chu Văn Bân chuyện này trở ra rất không phải lúc, Triệu Phi Dương quan mới tiền nhiệm, chính là lập uy lúc. Đâm vào đầu gió đỉnh sóng Chu Văn Bân lại vừa lúc là bên trên nhâm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa để bạt lên đồng hương, tại Trường Hưng, giống Chu Văn Bân dạng này trung tầng cán bộ có không ít, Triệu Phi Dương đang lo không chỗ hạ đao. Đây là Triệu Phi Dương đến nhận chức ngày thứ hai, cũng là hắn trở thành Trường Hưng bệnh viện người đứng đầu chính trị thủ tú, ngày hôm qua viện tuần sẽ chỉ là một cái tượng trưng giao tiếp nghi thức. Trường Hưng ban lãnh đạo lần này hội nghị tại phòng họp nhỏ tiến hành, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú cũng chuyên môn đuổi tới tham gia lần này hội nghị, cái này cũng xác nhận nàng trong khoảng thời gian này một mực tại trang trí nội thất bệnh sự thật. Triệu Phi Dương nói đơn giản vài câu lời dạo đầu. Liền cắt vào chính đề, y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân sinh hoạt vấn đề tác phong huyên náo dư luận xôn xao, mặc dù xảy ra vấn đề chính là hắn người,
nhưng là Trường Hưng bệnh viện danh dự cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Triệu Phi Dương đề nghị miễn rơi Chu Văn Bân y tế chỗ chủ nhiệm chức vị. Để mọi người giơ tay biểu quyết thời điểm, tất cả mọi người không chút do dự giơ tay lên, coi như Trường Hưng viện trưởng vẫn là Cố Hậu Nghĩa, đoán chừng hắn cũng sẽ làm ra chảy nước mắt trả mã tắc quyết định. Chu Văn Bân sự kiện tại trên mạng truyền bá rất rộng, trước đó không lâu mới vừa vặn phát sinh y Mỹ trung tâm duy quyền án, hiện tại lại nhiều cái này khởi sự kiện, Trường Hưng bệnh viện hình tượng tại rộng rãi không rõ chân tướng nhân dân quần chúng trong suy nghĩ đã té ngã đáy cốc. Mặc dù Chu Văn Bân hành vi cũng không phạm pháp, cũng phát sinh ở ngoài viện, mà dù sao hắn là tại đi công tác trong lúc đó phát sinh sự tình. Triệu Phi Dương nói, thông qua Chu Văn Bân đồng chí sự kiện lần này, ta hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương, chỉ cần ngươi vẫn là Trường Hưng nhân viên, ngươi đại biểu đến liền không chỉ là chính ngươi, chỉ cần bôi đen bệnh viện hình tượng, nhất định phải vì thế nhận gánh trách nhiệm. Ta không liên quan ngươi là ai, chỉ cần xúc phạm Trường Hưng lợi ích, ta tuyệt không nhân nhượng. Không có người thay Chu Văn Bân nói chuyện, tìm căn nguyên tố nguyên cũng đều là chính hắn tìm đường chết. Y tế ở vào bệnh viện là một cái không thể thiếu bộ môn, Chu Văn Bân bị miễn, nhất định phải có người trên đỉnh, Triệu Phi Dương dù sao vừa tới Trường Hưng, đối bệnh viện nhân sự cấu thành còn chưa đủ quen thuộc, cho nên để mọi người nói thoải mái, để danh thích hợp thay thế nhân tuyển. Mặc dù Triệu Phi Dương biểu hiện được phi thường dân chủ, nhưng là không có người châm đối với chuyện này đưa ra ý kiến của mình. Bí thư Trần Hưng An từ trước đến nay đối đảng quần bên ngoài sự tình chẳng quan tâm, thói quen giả thành câm điếc. Còn lại mấy vị phó viện trưởng cho rằng Triệu Phi Dương rất có thể muốn lợi dụng cơ hội này xếp vào hắn mình người, cho dù là trong lòng có thí sinh thích hợp cũng không dám nói. Triệu Phi Dương đưa ánh mắt về phía phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, lão Nghiêm, người phân công quản lý chữa bệnh, không bằng ngươi nói một chút. Nghiêm Hồi Ý lắp bắp nói, y tế chỗ, không phải ta phân quản. Đi qua đều là, hắn nhìn Cảnh Văn Tú một chút, đi qua phân công quản lý y tế chỗ chính là Cảnh Văn Tú. Cảnh Văn Tú trước mấy ngày bị Cố Hậu Nghĩa xung quân đi Nguy Sơn đảo phân viện, hiện tại phân công quản lý y tế chỗ nên là Cao Tân Hoa. Triệu Phi Dương nở nụ cười, mọi người phân công cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đã nói đến chỗ này, ta liền đem tất cả công việc một lần nữa phân phối một chút. Tân Hoa đồng chí từ hôm nay trở đi vẫn là chủ trào hậu cần cùng xây dựng cơ bản công việc. Phòng khám bệnh liền từ già Nghiêm đồng chí phụ trách đi. Nghiêm Hồi Ý sửng sốt, mình đi qua một mực phụ trách toàn bộ bệnh viện công việc y liệu, đã đủ vất vả, Triệu Phi Dương lại phải cho mình thêm gánh. Người hắn đã nghe rõ, Triệu Phi Dương là tại đối các vị phó viện trưởng công việc tiến hành một lần nữa phân phối. Đều biết hắn cùng Cao Tân Hoa quan hệ, Cao Tân Hoa tiếp quản Cảnh Văn Tú công việc, chỉ là ngộ biến tùng quyền, dù sao hắn không phải làm chữa bệnh xuất thân, giúp hắn dỡ xuống gánh. Để hắn đi phụ trách xây dựng cơ bản, đủ để tỏ rõ mới viện trưởng tín nhiệm với hắn. Mấy năm tiếp theo, hai kỳ xây dựng thêm công trình tất sẽ thành Trường Hưng quan trọng nhất, Triệu Phi Dương khẳng định phải tướng chuyện này giao cho người mà mình tín nhiệm nhất, ngoại trừ Cao Tân Hoa cũng hoàn toàn chính xác không có những người khác xứng đáng trách nhiệm này. Nghiêm Hồi Ý quá khứ là thứ nhất phó viện trưởng, chủ quản công việc y liệu, đồng thời còn phụ trách dược phẩm cùng khí giới mua sắm, đi qua một mực là Cố Hậu Nghĩa trở xuống người có quyền thế nhất. Triệu Phi Dương đối với hắn phân công quản lý bộ môn tiến hành điều chỉnh, rõ ràng rút nhỏ phạm vi chức quyền của hắn. Triệu Phi Dương hướng Cao Tân Hoa cười nói, Tân Hoa đồng chí, không có vấn đề a. Cao Tân Hoa nói, ta sẽ hết sức làm công việc tốt. Tất cả mọi người lưu ý đến Triệu Phi Dương cũng không hỏi Nghiêm Hồi Ý ý kiến, không biết hắn là vô tình hay là cố ý xem nhẹ. Triệu Phi Dương nói, Quốc Lương đồng chí, ngươi là Trường Hưng ngành học người dẫn đầu, y thuật tinh xảo. Tiếng lành đồn xa, người chuyên nghiệp liền nên làm chuyên nghiệp sự tình, về sau Trường Hưng công việc y liệu liền từ ngươi đến phụ trách. Tần Quốc Lương nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này không có dị nghị. Nghiêm Hồi Ý lúc này đã hoàn toàn minh bạch Triệu Phi Dương bố cục, từ hắn tiền nhiệm bắt đầu mình liền bị biên duyến hóa. Triệu Phi Dương ánh mắt nhìn về phía Cảnh Văn Tú, Cảnh Văn Tú hôm nay làm được phá lệ đoan chính, Cố Hậu Nghĩa sau khi đi, nàng cấp tốc tìm về tự tin. Lúc đầu không lớn bộ ngực hôm nay lại có chút thẳng tắp. Văn Tú đồng chí, người tiếp tục phụ trách mấy cái phân viện công việc, còn phải chiếu cố bộ phận hành chính quản lý, hai kỳ công trình cho vay phương diện ngươi cần phải nắm chặt chứng thực. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Cảnh Văn Tú một đôi mắt dị thường sáng ngời. Một triều thiên tử một triều thần, bị Cố Hậu Nghĩa vừa mới vứt bỏ Cảnh Văn Tú lại như thiểm điện về tới hạch tâm lãnh đạo đoàn trong đội. Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu. Lấy Cảnh Văn Tú bối cảnh,
nàng trở về là chuyện sớm hay muộn, chỉ là ai cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cố Hậu Nghĩa chân trước vừa đi, Triệu Phi Dương đã bắt đầu hắn bố cục, công khai phủ định tiền nhiệm quyết đoán. Bí thư Trần Hưng An yên lặng quan sát, coi như cái quần chúng rất tốt, hắn đối Triệu Phi Dương thiếu khuyết hiểu rõ, chỉ biết là vị này mới viện trưởng xuất thân gia đình quân nhân, là cái có được màu đỏ gen truyền thừa người. Hiện tại xem ra, vị này tuổi trẻ lãnh đạo trên thân tràn đầy nhuệ khí, tiền nhiệm bắt đầu liền triển khai quyết đoán cải cách, Cố Hậu Nghĩa biết về sau, không biết trong lòng sẽ làm gì cảm thụ. Triệu Phi Dương lại về tới y tế chỗ chủ nhiệm người chọn đề bên trên, đã tất cả mọi người không có thí sinh thích hợp, như vậy ta đưa ra một cái phương án đi, trước hết để Hứa Thuần Lương đồng chí tạm thời chủ trì y tế chỗ công việc, chờ có nhân tuyển thích hợp lại làm an bài, mọi người cảm thấy thế nào? Quyết định này so với tướng Nghiêm hồi ý biên giới hóa tới càng khiến người ta rung động, người ở chỗ này có hơn phân nửa không biết Hứa Thuần Lương là ai. Khi bọn hắn thật vất vả đem người đối đầu hào, lập tức cảm thấy chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Để một cái mới vừa tới đến bệnh viện không đủ 2 tháng người trẻ tuổi thế mà chủ trì y tế chỗ công việc. Đây không phải hồ nháo sao? Y tế ở vào một cái trong bệnh viện địa vị sao mà trọng yếu, Triệu Phi Dương chính mình là y tế chỗ xuất thân. Hắn hẳn là phi thường rõ ràng. Khả năng nhất nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Hứa Thuần Lương quan hệ với hắn không phải bình thường, hắn muốn để bạt mình người. Tất cả mọi người tại phòng quan hệ giữa bọn họ, Cao Tân Hoa đều có chút hồ đồ rồi, ngay cả hắn đều không rõ ràng Hứa Thuần Lương khi nào cùng Triệu Phi Dương leo lên quan hệ. Triệu Phi Dương chẳng những chuẩn xác gọi ra Hứa Thuần Lương danh tự, mà lại trực tiếp ủy thác trách nhiệm, tướng y tế chỗ công việc giao cho hắn phụ trách. Nghiêm hồi ý cho là mình có tất muốn nói một câu bảo, làm Trường Hưng thổ dân, làm thứ nhất phó viện trưởng, bị Triệu Phi Dương như thế kéo dẫm, hắn nếu là không có một chút xíu phản ứng, về sau tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Triệu viện, ta cảm thấy không ổn. Ồ, Triệu Phi Dương mỉm cười nhìn qua hắn. Nghiêm hồi ý có chút khẩn trương, vừa căng thẳng cả lâm liền trở nên càng phát ra nghiêm trọng, Hứa, Thuần. Lão Nghiêm. Ngươi không cần khẩn trương, từ từ nói. Triệu Phi Dương nâng chung trà lên, phát hiện chén trà đã uống rỗng, Cảnh Văn Tú rất có ánh mắt đứng người lên giúp đỡ hắn nối liền nước nóng, đã không quan trọng ánh mắt của người khác, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đi qua có thể chịu được khuất nhục vì Cố Hậu Nghĩa đốt thuốc, hôm nay cho mới lãnh đạo châm trà tính là gì? Nghiêm hồi ý điều chỉnh một hạ cảm xúc, Hứa Thuần Lương. Hắn chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, nói đến đây hắn hướng Cao Tân Hoa nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên ý thức được mình nhưng có thể đắc tội Cao Tân Hoa, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, hắn cũng không phải là chữa bệnh chuyên nghiệp, tại sao có thể để dạng này người đi phụ trách y tế chỗ. Lão Nghiêm, dựa theo ngươi logic, ta cùng Trần Thư Ký đều không nên tại chữa bệnh hệ thống công việc đi. Vài phút trước đó Cao Tân Hoa đối Nghiêm hồi ý tao ngộ còn là đồng tình, nhưng là ngươi Nghiêm hồi ý hướng về phía Hứa Thuần Lương nã pháo, tương đương với công nhiên đánh ta Cao Tân Hoa mặt. Toàn bộ Trường Hưng người nào không biết Hứa Thuần Lương là ta Cao Tân Hoa người. Trần Hưng An thầm than, êm đẹp mà đem ta cũng liên lụy tiến đến, Nghiêm hồi ý người đúng là ngu xuẩn, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói, đương người khác không biết người cả lâm a. Cao Tân Hoa chọn hắn tên, hắn cũng không tốt không nói lời nào, cười nói, hồi ý đồng chí nói ta cũng không đồng ý, cái này Hứa Thuần Lương, ta nghe nói qua, rất có năng lực, từ khi phân đến y tế chỗ về sau. Mấy món chữa bệnh tranh chấp đều xử lý đến phi thường xinh đẹp. Văn Tú đồng chí, người đi qua một mực phân công quản lý y tế chỗ, người hiểu rõ nhất ha. Anh hùng không hỏi xuất xứ, Hứa Thuần Lương mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật sự là hắn là cái khả tạo chi tài. Đi qua chúng ta y tế chỗ tình huống mọi người hẳn phải biết. Từ khi Chu Văn Bân chủ trì công việc đến nay, khiếu nại tăng vọt, tranh chấp không ngừng. Tiểu Hứa đi y tế chỗ về sau rõ ràng có đổi mới, ta đồng ý Triệu viện đề nghị. Cảnh Văn Tú đối Hứa Thuần Lương không cảm giác, chỉ là không muốn buông tha cái này hướng mới lãnh đạo biểu trung tâm cơ hội. Triệu Phi Dương mỉm cười nói, đã tất cả mọi người đồng ý, chuyện này quyết định như vậy đi, người trẻ tuổi tại xử lý vấn đề bên trên khẳng định thiếu kinh nghiệm, nhưng là còn có người lão Nghiêm A, y tế chỗ chính là người phân quản bộ môn, có người đem quan, tuyệt đối không có vấn đề. Câu nói này một câu hai ý nghĩa, mặt ngoài là để Nghiêm hồi ý giữ cửa ải, đồng thời cũng là ám chỉ. Nếu như y tế chỗ ra vấn đề gì, ta trước truy cứu lãnh đạo cấp trên trách nhiệm, duy ngươi là hỏi. Nghiêm hồi ý tại trong hội nghị liên tiếp chịu hai cái trọng quyền, đã triệt để không có tính tình, rũ cục lấy đầu, uể oải chi tình lộ rõ trên mặt. Hội nghị kết thúc về sau,
Cao Tân Hoa ngay lập tức đi Triệu Phi Dương văn phòng, có mấy lời hắn không nhả ra không thoải mái, nhất định phải ở trước mặt lên tiếng hỏi. Triệu Phi Dương tựa hồ dự liệu được hắn sẽ đến, cười mời hắn ngồi xuống, cầm hai điếu thuốc cho hắn. Triệu Phi Dương mình không hút thuốc lá, gói thuốc lá này cũng là hắn phụ thân để hắn chuyển giao cho Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa cảm thán nói, hẳn là ta cho lão thủ trưởng đưa khói, lần này ngược lại. Triệu Phi Dương hai cha con đều thành vì lãnh đạo của mình, Cao Tân Hoa ngầm thán mình tiến bộ thật sự là quá chậm. Người có trận không có đi nhà ta, lão gia tử chịu không được mẹ ta nói không ngừng, quyết định cai thuốc, cho nên hắn để cho ta thuốc lá cho ngươi đưa tới. Cao Tân Hoa cười nói, nếu là hắn có thể cai thuốc, ta có thể đem cơm đi cai. Ngươi khoan hãy nói, lần này làm không tốt thật có thể từ bỏ. Triệu Phi Dương tại Cao Tân Hoa bên người ngồi xuống. Tìm ta có việc. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, trọng dụng Hứa Thuần Lương là không phải là bởi vì duyên cớ của ta. Triệu Phi Dương cười nói, hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta còn thực sự không rõ ràng, ta là thưởng thức tiểu tử này năng lực, mà lại chúng ta trước đó đã sớm quen biết. Các ngươi nhận biết. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Cao Tân Hoa lúc này mới tin tưởng cũng không phải là xem ở trên mặt của mình, trong lòng thoáng an tâm một điểm, cũng vì Hứa Thuần Lương có cái tầng quan hệ này cao hứng, cái này mang ý nghĩa về sau tiểu tử này không gian phát triển rất lớn. Triệu Phi Dương hỏi hắn đối với mình hôm nay phân công an bài thấy thế nào. Cao Tân Hoa lời nói thật thực nói ra, ta luôn cảm thấy ngươi vừa tới Trường Hưng, có một số việc không cần nóng vội. Hắn thấy Triệu Phi Dương cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút, hôm nay trong hội nghị biểu hiện được quá khích tiến, mặc dù có trợ giúp hắn tại Trường Hưng cấp tốc lập uy, thế nhưng dễ dàng tạo thành nội bộ khủng hoảng, dù sao Trường Hưng trung tầng cốt cán bên trong, hơn phân nửa đều là Cố Hậu Nghĩa đề bạt lên. Chê ta cấp tiến rồi, ta cũng không muốn a, nhưng có một số việc không phải do ta mang xuống, cảnh bí thư tìm được ta, chúng ta Trường Hưng ngay tại gác chuông khu, mặt mũi này có phải hay không muốn cho. Triệu Phi Dương cũng có hắn khó xử. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, Cảnh Văn Tú bối cảnh cũng không phải bài trí, gác chuông khu bí thư chính là nàng thân đại ca. Triệu Phi Dương nói, Cảnh Văn Tú trên thân mặc dù có không ít mau bệnh, nhưng chỉ cần dùng đối địa phương còn là một thanh hảo đao, Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm công trình một khi khởi động, cần tài chính liền thiên văn sổ tự, ngân hàng phương diện dựa vào ngươi đi chạy. Các phương diện quan hệ ngươi đi cân đối. Cao Tân Hoa nhớ tới Trường Hưng tài vụ vẫn luôn là Cảnh Văn Tú phụ trách, nàng cùng ngân hàng quan hệ vô cùng mật thiết, như thế nói đến Triệu Phi Dương nghĩ đến vẫn là rất chu toàn. Ta đến Trường Hưng trước đó liền đối Nghiêm Hồi Ý người này từng có hiểu rõ, hắn năng lực khiếm khuyết, lâm sàng các phòng người phụ trách đối với hắn đều không phục, lâm sàng là bệnh viện hạch tâm, để dạng này một cái người tầm thường phụ trách, là đối Trường Hưng không chịu trách nhiệm, là đối toàn thể nhân viên không chịu trách nhiệm. Cao Tân Hoa tán đồng Triệu Phi Dương đối Nghiêm Hồi Ý đánh giá, nhưng là hắn cũng không cho rằng Nghiêm Hồi Ý tồn tại sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, dù sao Trường Hưng chân chính đánh nhịp định án người chưa hề đều không phải là bọn hắn những này phó chức. Từ Hứa Thuần Lương tạm thời chủ trì công tác tin tức truyền đến y tế chỗ, Hứa Thuần Lương cũng lấy làm kinh hãi, cũng không phải cảm thấy mình đức không xứng vị, mà là cảm thấy phi thường đột nhiên, hắn cũng nghĩ không thông chuyện này làm sao lại rơi vào trên đầu mình. Trình Tiểu Hồng mặc dù tán thành Hứa Thuần Lương năng lực, nhưng là tâm bên trong phi thường không phục, tuy nói thuộc trung không đại tướng Liêu Hóa Thành tiên phong, có thể theo như tư sắp xếp bối cũng hẳn là chính mình cái này tới trước. Người chính là kỳ quái như thế, lúc đầu mọi người bình đẳng liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng đột nhiên cân bằng bị đánh phá, tâm lý lập tức bắt đầu mất cân bằng. Nhất ảo não người còn không phải nàng, Trần Quang Minh mới từ y tế chỗ điều đi lây nhiễm khoa một tháng. Nếu như sớm biết Chu Văn Bân lại nhanh như vậy xảy ra chuyện, hắn nói cái gì đều phải chết thủ y tế chỗ, chưa chừng cái này chuyện tốt liền rơi vào trên đầu của mình. Trình Tiểu Hồng đã bắt đầu chua chua xưng hô Hứa Thuần Lương làm chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương để nàng đừng la như vậy, mình chỉ là lâm thời chủ trì công việc, cũng không một quan nửa chức, hắn nhìn quen sóng gió, liếc mắt liền nhìn ra Trình Tiểu Hồng tâm thái bắt đầu mất cân bằng. Trình Tiểu Hồng cho rằng chủ trì công việc chính là y tế chỗ người phụ trách. Thành làm chủ nhiệm còn không phải chuyện sớm hay muộn. Vì hiểu rõ trạng huống, Hứa Thuần Lương chuyên môn đi tìm Cao Tân Hoa, nửa đường gặp mới tới viện trưởng, vẫn là Triệu Phi Dương trước gọi tên của hắn. Hứa Thuần Lương thế mới biết vị này mới tới viện trưởng, cư lại chính là hắn ngày đó thay Chu Văn Bân đi cục vệ sinh họp lúc gặp phải trung tâm bệnh viện y tế chỗ phó chủ nhiệm. Kỳ thật hắn hai ngày này ngược lại là nghe qua mới viện trưởng danh tự,
bởi vì cùng thượng tầng cách mấy tầng khoảng cách, cho nên cũng một mực không có hướng nơi khác muốn. Ngài chính là chúng ta Triệu viện trưởng. Làm sao, ngươi rất thất vọng à? Chỉ là có chút ngoài ý muốn, ta nhớ được lần trước lúc họp, ngài vẫn là trung tâm bệnh viện y tế chỗ phó chủ nhiệm, cái này thăng thiên tốc độ cũng quá nhanh. Hứa Thuần Lương đã hiểu, Triệu Phi Dương lần trước khẳng định không có tự nhủ lời nói thật, nào có thăng nhanh như vậy, y tế chỗ phó chủ nhiệm. Lừa gạt quỷ à? Triệu Phi Dương ha ha cười nói, ta nhưng nhớ kỹ, người đáp ứng chờ ta trở thành y tế chỗ chủ nhiệm thời điểm mời ta ăn cơm đâu. Kỳ thật hắn đến Trường Hưng trước đó cũng đã là Đông Châu Trung tâm Bệnh viện Phó Viện trưởng, y tế chỗ là hắn phân công quản lý bộ môn. Lời ta từng nói khẳng định chắc chắn, thế nhưng là ta mời khách tốc độ cũng không đuổi kịp ngài thăng thiên tốc độ, hiện tại mời ngài ăn cơm đều phải xếp hàng đi. Ta lại không phải là cái gì người cơm đều ăn, Triệu Phi Dương vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, không cho phép quỵt nợ nha. Triệu Phi Dương nói xong cũng đi, Hứa Thuần Lương nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng thầm nghĩ, từ hắn câu nói này liền có thể chứng minh, mình sở dĩ có thể được đến trọng dụng hẳn là duyên cớ của hắn, vốn định lại đi Cao Tân Hoa nơi đó hỏi một chút. Không đợi hắn đi tới chỗ, Trình Tiểu Hồng liền gọi điện thoại tới để hắn nắm chặt trở về, có người bệnh ngay tại y tế chỗ khiếu nại. Hứa Thuần Lương trở lại y tế chỗ, nhìn thấy chàng diện coi như bình tĩnh khả khống, người bệnh gọi Lâm Hữu Cương. Hắn khiếu nại là trung y khoa Trịnh Bồi An. Hứa Thuần Lương nghe nói là Trịnh Bồi An tự nhiên coi trọng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, liền hướng về phía Trịnh Bồi An cùng ra ra quan hệ mình cũng phải giúp hắn. Lâm Hữu Cương nói cho bọn hắn, mình bởi vì đau răng tại trung y khoa châm cứu, cho Trịnh Bồi An mạo xưng 1.000 đồng tiền tiền điện thoại đang hồng bao. Trình Tiểu Hồng một bên nói, vị đồng chí này, người thật giống như đến nhầm địa phương, người nói lên vấn đề không về chúng ta y tế chỗ quản. Ngươi nên đi kiểm tra kỷ luật văn phòng. Lâm Hữu Cương sửng sốt một chút, kiểm tra kỷ luật văn phòng ở nơi nào? Nếu như là người khác, Hứa Thuần Lương khẳng định đem chuyện này giao cho kiểm tra kỷ luật, nhưng Trịnh Bồi An sự tình, hắn không thể giả bộ như nhìn không thấy, liền tranh thủ chuyện này cho ôm xuống dưới, Hồng tỷ, ngươi bận bịu đi thôi, chuyện này ta đến xử lý. Hứa Thuần Lương đem Lâm Hữu Cương gọi vào sát vách điều giải thất, trước tìm Trịnh Bồi An hiểu rõ một chút tình huống. Trịnh Bồi An nghe nói chuyện này cũng là không hiểu ra sao, hắn ngược lại là nhận được 1.000 đồng tiền tiền điện thoại nạp tiền, nhưng là hắn căn bản không biết là ai cho hắn mạo xưng, đi qua loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh, đều là bệnh nhân vì cảm tạ bác sĩ, thông qua loại phương thức này biến tướng cho hồng bao, mọi người cũng sẽ không để ý, bản thân mức cũng không lớn. Cũng không cần thiết thượng cương thượng tuyến tướng tiền nộp lên kiểm tra kỷ luật bộ môn. Bệnh viện tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm. Những này quy tắc ngầm khả năng cũng không phù hợp quy định, nhưng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, y hoạn ở giữa sớm đã tạo thành ăn ý, cứ thế mãi, tất cả mọi người cho rằng là chuyện đương nhiên. Cái này Lâm Hữu Cương hoàn toàn chính xác tại hắn nơi này làm châm cứu, nhưng là hắn có thể cam đoan, mình cũng không ám chỉ hoặc chủ động tác thủ hồng bao, 1.000 khối tiền tiền điện thoại là Lâm Hữu Cương chủ động cho nạp tiền. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong trong lòng liền có phổ. Trịnh Bồi An biểu thị mình bây giờ liền có thể tới tướng tiền trả lại cho Lâm Hữu Cương, Hứa Thuần Lương để hắn không dùng qua đến, trực tiếp đối diện người bệnh ngược lại dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện. Hứa Thuần Lương đi vào điều giải thất, đóng cửa lại, cho Lâm Hữu Cương rót chén đặc chế lúa mạch trà đưa đến trước mặt, cười nói, người nói cho Trịnh chủ nhiệm nạp tiền điện thoại, có bằng chứng sao? Lâm Hữu Cương đem nạp tiền ghi chép đem ra, ta lưu lại ghi chép, phía trên rõ ràng nạp tiền 1.000 đồng. Hứa Thuần Lương nghĩ tiếp tới xem một chút, Lâm Hữu Cương nhưng lại đem ghi chép chứa trở về túi, tính cảnh giác 10 phần, con hàng này từ vừa mới bắt đầu liền định đem Trịnh Bồi An cho hố tiến đến, loại tiểu nhân này hành vi để Hứa Thuần Lương rất là khinh thường. Lâm tiên sinh, ngươi có cái gì tố cầu? Ta yêu cầu Trịnh Bồi An trả lại sổ sách khoản, ta còn muốn cầu y viện xử lý hắn, công kỳ hắn loại này tác thủ hối lộ hành vi, răn đe. Nghe ngươi ý tứ, hắn chủ động đưa ra để ngươi giúp hắn nạp tiền rồi. Đương nhiên là hắn chủ động, không phải ta tại sao phải giúp hắn nạp tiền. Ngươi đi trong chúng ta y khoa đi làm cái gì rồi? Xem bệnh a, ta đau răng, nghe nói Trịnh Bồi An tại trị liệu đau răng phương diện đặc biệt sở trường, cho nên ta liền ăn tỏi rồi hắn hào. Còn đau không? Hiện tại cũng không đau đớn, nhưng cái này cũng không thể trở thành hắn hướng ta tác thủ hồng bao lý do a, hai chúng ta lỗ hổng đều nghỉ việc, kiếm chút tiền không dễ dàng, ngươi nói hắn nhiều thất đức. Còn tìm ta muốn hồng bao. Ngươi có thể không cho à, tại sao phải cho?
vì cái gì biết rất rõ ràng loại hành vi này không tốt còn muốn dung túng. Ta nếu là không cho lo lắng hắn không cho ta hảo hảo trị liệu a, các ngươi những này làm thầy thuốc, coi như cho cha ruột làm giải phẫu cũng phải trước yếu điểm hồng bao ép eo. Lâm Hữu Cương ho khan một tiếng, hướng về phía một bên soạt rác nhổ một ngụm đầm vàng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, người đại gia, bác sĩ không có người nói như thế không chịu nổi có được hay không, hắn mặt ngoài cũng không làm bất luận cái gì biểu lộ, mỉm cười nói, ngài trước uống trà. Lâm Hữu Cương nói hồi lâu cũng cảm thấy khát nước, nâng chung trà lên ừng ực uống một hơi cạn sạch, cảm giác cái này lúa mạch trà vẫn rất uống ngon, Hứa Thuần Lương lại giúp hắn tục một chén. Lâm Hữu Cương phát hiện trong chén trà ngoại trừ lúa mạch còn có chút miếng nhân sâm, y tế chỗ suy tính được ngược lại là phi thường chu đáo. Lâm Hữu Cương uống xong trà trở lại đề tài mới vừa rồi, người đến cùng có thể hay không giúp ta giải quyết vấn đề? Không có thể giải quyết, ta liền đi tìm kiểm tra kỷ luật văn phòng, tìm các ngươi viện trưởng. Lâm tiên sinh, người lãnh tĩnh một chút, ta nghĩ trong quá trình này có thể có chút hiểu lầm, người cho Trịnh chủ nhiệm nạp tiền 1.000 khối không giả. Nhưng là hắn nói là tại mình không biết rõ tình hình tình trạng dưới, mà lại hắn tại phát hiện sau chuyện này, đã đem trong chuyện này báo cho bệnh viện, cũng tới giao nộp kia 1.000 khối tiền. Lâm Hữu Cương nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, người có ý tứ gì? Người tại bao che Trịnh Bồi An sao? Người có nghe hay không đến lời của ta mới vừa rồi, hắn hướng ta tác thủ hồng bao, ta có nạp tiền ghi chép, ta đã sớm biết bệnh viện các ngươi bao che mình bác sĩ, đi. Tiền ta từ bỏ, ta lộ ra ánh sáng các ngươi. Nếu như ngươi nói đều là sự thật, lộ ra ánh sáng chúng ta cũng nhận, nhưng nếu như ngươi dám bẻ cong sự thật, tạo ra lời đồn, bệnh viện chúng ta cũng sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Một khi cho bệnh viện chúng ta danh dự tạo thành ảnh hưởng, chúng ta tất nhiên sẽ truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm, đến lúc đó ngươi nỗ lực đến không chỉ có riêng là 1.000 khối đơn giản như vậy, làm không tốt đến bị câu lưu. Ngươi dám uy hiếp ta? Lâm Hữu Cương móc ra điện thoại di động của mình. Hắn khi tiến vào điều giải thất trước đó liền vụng trộm mở ra ghi âm phần mềm, đem giữa bọn hắn đối thoại tiến hành toàn bộ hành trình ghi âm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi ghi âm. Ta khuyên như ngươi loại này hạ lưu thủ đoạn ngươi vẫn là đừng đùa, làm người tốt nhất nhiều tích chút âm đức, không phải sẽ có báo ứng. Ngươi mắng ta, có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Lâm Hữu Cương trừng lớn một đôi mắt, trong trắng mắt bên trong hiện đầy tơ máu, biểu lộ phi thường dọa người. Hứa Thuần Lương che cái mũi lui về phía sau một bước, miệng thật thối, người có bệnh, ta không chấp nhặt với ngươi. Người mẹ nó mới có bệnh đâu. Lâm Hữu Cương giận dữ hét, vốn là ôm nháo sự mà đến, nhưng tiểu tử này căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nói Lâm Hữu Cương thật sự nổi giận. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi còn thật không biết mình bệnh đến nặng bao nhiêu, ta nhìn mặt ngươi sắc ửng hồng, mắt đỏ môi làm, tính tình dễ giận, bực bội bất an, quả thật dương minh hỏa tà chứng bệnh. Ít mẹ nó lừa phỉnh ta không có bệnh, ta rất tốt. Lâm Hữu Cương trước đây ngược lại là có chút đau răng, có thể đi trung y khoa tìm Trịnh Bồi An cho châm tốt, hắn hiện tại cảm giác rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta nói miệng ngươi thối, không có kỳ thị ý tứ, cũng không phải ngại ngươi nói chuyện không sạch sẽ, mà là nói khẩu khí của ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không đặc biệt thích ăn lạnh, thường xuyên lạc nôn đờm vàng. Lâm Hữu Cương sửng sốt, kỳ thật lão bà hắn gần nhất cũng ghét bỏ hắn miệng thối. Hứa Thuần Lương nói đến triệu chứng hắn đều có, nhưng suy nghĩ một chút, mùa hè ai không thích ăn lạnh. Vừa rồi mình tại Hứa Thuần Lương trước mặt ho khan vài tiếng nhổ một ngụm ra đàm, bị hắn nhìn thấy, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy, tiểu tử này lắc lư người có một bộ, lão tử cũng không phải dọa lớn. Hứa Thuần Lương nói tiếp, người gần nhất có phải hay không đại tiện bí kết, tiểu tiện đỏ ngắn. Không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao bệnh ở trên thân thể ngươi. Ta rất tốt. Ngươi nguyền rủa ta, Lâm Hữu Cương lúc này không có vừa rồi lực lượng. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nội hỏa quá thừa, nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ ít có nửa năm không có sinh hoạt vợ chồng đi. Cứng rắn mà không kiên, kiên mà không lâu có đúng hay không? Lâm Hữu Cương mặt mo đỏ bừng, tiểu tử này chẳng lẽ thần cơ diệu toán, ngay cả chuyện này cũng biết. Hắn năm nay vừa 45 tuổi, nói đến kỳ quái, nửa năm này đối chuyện nam nữ đột nhiên liền không có hào hứng, nói hưu nói vượt. Ta không có vấn đề. Bình thường nói mình không có vấn đề người, thường thường đều có vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn. Lửa tà từ bên trong mà sinh, bình thường là âm dương khí huyết mất cân đối bố trí, lửa vì dương tà, tổn thương tân hao tổn khí, sinh phong động máu, nhiễu loạn tâm thần, mặt ngoài nhìn qua ngươi triệu chứng cực kỳ giống dương cang, nhưng trên thực tế, ngươi dương khí tràn ra ngoài,
khí huyết hai hư, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ kiếp này cũng không còn cách nào đi chuyện nam nữ, còn có, người đau răng căn nguyên cũng tại ở đây, lần sau tái phạm chỉ sợ so trước đây muốn đau gấp trăm lần. Lâm Hữu Cương nội tâm giật cả mình, lúc này hàm răng lại bắt đầu đau nhức, càng đau càng là lợi hại, đau đến hắn không thể chịu đựng được, che lấy má phải ai u kêu lên, chẳng lẽ chúng nguyền rủa. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta đã nói rồi, có phải hay không rất đau. Lâm Hữu Cương ngay cả mắng khí lực của hắn cũng không có, sầu mi khổ kiểm cùng tam tôn tử, hắn hiện tại chỉ muốn đi trung y khoa tìm Trịnh Bồi An cho mình đâm mấy châm, muốn nói lão Trịnh châm cứu tiêu chuẩn thật là không thấp, trước đây đau răng chính là hắn cho châm tốt. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ngươi thật giống như thực sự rất đau. Nói nhảm, ai u, đau chết mất. Nếu không ta đem Trịnh chủ nhiệm mời đến cấp ngươi đâm hai châm. Lâm Hữu Cương liên tục gật đầu, vừa khiếu nại người ta, cái này muốn tìm người châm cứu, hắn lo lắng lão Trịnh thừa cơ hạ độc thủ trả thù. Nhưng Hứa Thuần Lương lại lắc đầu nói, thôi được rồi, ngươi vừa còn muốn cáo người ta Trịnh chủ nhiệm đâu, lấy oán trả ơn, ta đoán chừng hắn tám thành là sẽ không cho trị cho ngươi. Hắn quay người làm bộ muốn đi. Lâm Hữu Cương một phát bắt được hắn, đau đến vặn vẹo biến hình khuôn mặt che kín khẩn cầu thần sắc, đau răng không phải bệnh, đau muốn mệnh. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy con hàng này, Hứa Thuần Lương liền nhìn ra hắn có dương minh hỏa tà chứng bệnh, biết được Lâm Hữu Cương là cố ý chế tạo sự cố, lợi dụng việc này bôi đen Trịnh Bồi An. Hứa Thuần Lương quyết định lấy độc trị độc, một bên dùng ngôn ngữ đem chọc giận, một bên cho hắn đưa lên lúa mạch trà bản thân phát hỏa, có thể dẫn phát Lâm Hữu Cương chứng bệnh, Hứa Thuần Lương còn ngại không đủ, lại đi đến tăng thêm vài miếng phát hỏa hồng sâm. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, mình không cho hắn trực tiếp hạ độc đã là lòng mang từ bi. Lâm Hữu Cương vốn là nội hỏa tràn đầy, Hứa Thuần Lương cách làm tương đương tại lửa cháy đổ thêm dầu, hai bút cùng vẽ, để Lâm Hữu Cương không có rời đi điều giải thất liền đã bệnh cũ tái phát. Hứa Thuần Lương nói không sai, trước đó đau răng cũng không bằng lần này lợi hại. Lâm Hữu Cương đau đến hận không thể tại mình trên quai hàm rút hai bàn tay, hiện tại chỉ cần có thể đem hắn đau răng chữa khỏi, đừng nói nháo sự, coi như để hắn lại cho Trịnh Bồi An mạo xương 1.000 khối tiền tốn hao hắn đều vui lòng. Lâm Hữu Cương nhịn đau nói, ta không cáo. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng không được, chúng ta phải đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Hữu Cương đã không nhịn được, hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này đi xem bệnh, buông ra Hứa Thuần Lương, che lấy quai hàm hướng ngoài cửa đi. Nhưng Hứa Thuần Lương một tay lấy hắn cho hao ở, chớ vội đi a, sự tình không có giải quyết đâu, giải quyết xong lại đi. Lâm Hữu Cương vẻ mặt cầu xin, đau chết mất, ngươi thả ta ra, ta phải xem bệnh, ai u. Mọi thứ đều có tuần tự, ngươi như thế lớn một lão gia môn, như thế điểm đau đều nhịn không được. Đi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra kỷ luật văn phòng, giúp ngươi đem 1.000 khối tiền muốn trở về. Ta từ bỏ, ngươi, thả ta, đi, ai u. Khó mà làm được, coi như ngươi không cần tiền, cũng phải đem sự tình làm rõ ràng, ngươi không phải nói Trịnh chủ nhiệm tìm ngươi tác thủ hồng bao sao. Hứa Thuần Lương lôi kéo hắn hướng kiểm tra kỷ luật văn phòng phương hướng đi. Lâm Hữu Cương đau đến cũng nhanh khóc, đừng kéo ta. Ngươi thả ta đi, là ta chủ động cho, cùng Trịnh chủ nhiệm không quan hệ, ai u hống hống hống, đau chết mất. Hứa Thuần Lương âm thầm bật cười, thật không quan hệ. Lâm Hữu Cương lắc đầu. Điện thoại phí là ngươi tại Trịnh chủ nhiệm không biết rõ tình hình tình trạng hạ cho mạo xưng bên trên. Lâm Hữu Cương gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy, tìm người đánh một châm gây tê cũng tốt, thật sự là đau đến không chịu nổi. Hứa Thuần Lương buông tay ra, điều giải trong phòng bột có giám sát, từ khi Đông Mỹ lệ sự tình sau khi phát sinh, bọn hắn tại điều tiết trong phòng lại tăng lên một tổ giám sát, cơ bản làm được không góc chết. Hai người đang theo dõi trong phòng phát sinh hết thảy tất cả đều bị ghi chép lại. Lâm Hữu Cương đi chỗ nào xem bệnh hắn mặc kệ, hắn chỉ quan tâm phải chăng giúp Trịnh Bồi An giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương cho Trịnh Bồi An gọi điện thoại, nói cho hắn biết đã không sao, Lâm Hữu Cương 89 phần 10 còn sẽ đi tìm hắn châm cứu, chuyện này không có đơn giản như vậy, làm không tốt Lâm Hữu Cương phía sau có người sai xử. Trịnh Bồi An bên kia ngầm hiểu, nói cho Hứa Thuần Lương hắn tâm lý nắm chắc. Lâm lúc tan việc, Trịnh Bồi An chuyên môn tới một chuyến y tế chỗ, nhìn ra được hắn tâm tình không tệ. Hết thảy đều như Hứa Thuần Lương sở liệu, cuối cùng đau đớn khó nhịn Lâm Hữu Cương vẫn là mặt dạn mày dày đi trung y khoa tìm hắn. Dương minh hỏa tà không tính là nghi nan tạp chứng gì, Trịnh Bồi An mặc dù ngừng củi giữ chức nhiều năm,
nhưng là hắn vẫn luôn không hề từ bỏ bản chức chuyên nghiệp. Mặc dù khinh thường Lâm Hữu Cương hành vi, nhưng vẫn là đáp ứng giúp hắn trị liệu, bất quá có cái bổ sung điều kiện, yêu cầu Lâm Hữu Cương nói ra đến cùng là ai sai xử hắn hãm hại mình. Lâm Hữu Cương tình nguyện bất trị, cũng không chịu nói, cuối cùng lại chịu đựng đau đi khoang miệng khoa. Trịnh Bồi An cao thấp vẫn là không có hỏi ra kết quả, hắn nghe nói mới viện trưởng bổ nhiệm Hứa Thuần Lương chủ trì y tế chỗ chuyện công việc, hắn trở về cũng có mấy ngày, bởi vì cùng Hứa ra quan hệ, cho nên đặc biệt chú ý một chút Hứa Thuần Lương, biết được tiểu tử này tại y tế chỗ làm được phong sinh thủy khởi, hôm nay xem như thấy tận mắt Hứa Thuần Lương xuất chúng năng lực, vốn đang dự định chiếu cố một chút tiểu tử này, thật không nghĩ đến trước bị hắn chiếu cố. Trịnh Bồi An đưa ra mời Hứa Thuần Lương ăn cơm, đến một lần chúc mừng hắn cao thăng, hai để diễn tả một chút đối với hắn hôm nay hỗ trợ cảm tạ chi tình, Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối, hắn đã đáp ứng ra ra hôm nay về sớm một chút cùng hắn ăn cơm. Trịnh Bồi An biểu thị mình dù sao về nhà cũng là một người, chủ động đưa ra cùng hắn cùng đi bồi lão gia tử uống hai chén. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cũng đến lúc tan việc, thu thập một chút cùng hắn cùng rời đi. Hai người tới dưới lầu lại gặp được phó viện trưởng Cao Tân Hoa, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng. Cao Tân Hoa đang chờ viện trưởng Triệu Phi Dương tan tầm, hai người ban đêm ước hẹn, gần nhất bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ, không phải là vì uống rượu, mà là Triệu Phi Dương hy vọng thông qua Cao Tân Hoa cấp tốc hiểu rõ Trường Hưng tình huống nội bộ. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Cao Tân Hoa khó tránh khỏi muốn căn dặn hai câu, dù sao y tế chỗ trách nhiệm trọng đại, Hứa Thuần Lương lại còn trẻ như vậy. Lo lắng hắn ứng phó không được, hắn gần nhất công việc bận rộn cũng không có thời gian đi tiếp Hứa lão gia tử, để Hứa Thuần Lương giúp mình cho lão gia tử mang cái tốt. Chính trò chuyện thời điểm, viện trưởng Triệu Phi Dương đến đây, Trịnh Bồi An cùng mới viện trưởng đi qua không có giao tập, Cao Tân Hoa giúp hắn dẫn kiến một chút. Triệu Phi Dương biểu hiện được phi thường hiền hòa, chủ động cùng Trịnh Bồi An nắm tay, lại cổ vũ Hứa Thuần Lương làm rất tốt. Hứa Thuần Lương cười biểu thị tuyệt không cô phụ lãnh đạo tín nhiệm. Đưa mắt nhìn Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa lên xe rời đi, Trịnh Bồi An nói, ngươi cùng Triệu Viện rất quen. Kỳ thật chính hắn đều cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa, nếu như chưa quen thuộc, Triệu Phi Dương cũng không có khả năng để tuổi quá trẻ Hứa Thuần Lương phụ trách y tế chỗ công việc. Hứa Thuần Lương lắc đầu, kỳ thật tại Triệu Phi Dương đến Trường Hưng nhậm chức trước đó, bọn hắn cũng liền đánh qua một lần quan hệ, hắn cũng lười giải thích người khác cũng sẽ không tin tưởng, Hứa Thuần Lương cho rằng, Triệu Phi Dương trọng dụng mình hẳn không phải là ra ngoài thưởng thức, chủ yếu là tượng trưng ý nghĩa, chính là muốn để người khác nhìn xem, chỉ cần ta Triệu Phi Dương muốn dùng người, ta mới mặc kệ hắn là cái gì trình độ cái gì tư lịch. Hứa Thuần Lương đối với mình có rõ ràng nhận biết, chính mình là tỉ mộc lập trong thư gỗ, chính là ngàn vàng mua xương ngựa bên trong xương cốt, hắn cùng mới viện trưởng Triệu Phi Dương không có kia phần giao tình. Trịnh Bồi An đối Hứa Thuần Lương ấn tượng còn dừng lại tại hơn 10 năm trước. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái học sinh tiểu học, bởi vì thiếu khuyết phụ mẫu yêu mến, có chút trầm mặc ít nói, nhìn thấy người xa lạ liền sợ sinh, nhìn qua rất không có cảm giác an toàn. Trịnh Bồi An không có con cái, thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này, Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng biểu hiện để hắn lau mắt mà nhìn, cũng bởi vì này sinh ra không ít cảm khái, hiện tại thế giới thuộc về những người tuổi trẻ này. Hai người đi bộ tiến về Hồi Xuân Đường, trên đường mua chút đồ ăn, dựa vào Hứa Thuần Lương ý tứ. Mua chút kho đồ ăn đơn giản ăn chút chính là, nhưng Trịnh Bồi An đối nấu nướng có dị thường cố chấp hứng thú, tại chợ bán thức ăn mua thật nhiều tươi mới nguyên liệu nấu ăn, không phải muốn đích thân động thủ. Mặc dù Lâm Hữu Cương không có lộ ra phía sau giật dây người, Hứa Thuần Lương vẫn là cho rằng chuyện này phía sau khẳng định có người thôi động, mà lại mục đích tính phi thường minh xác, nên là Trịnh Bồi An đến xúc phạm một ít người lợi ích. Trịnh Bồi An biểu thị không cần thiết tiếp tục truy cứu, Lâm Hữu Cương cũng ăn đau khổ. Chỉ cần hắn không tiếp tục chế tạo sự cố, chuyện này coi như lật thiên, mỗi thiên môn chẩn bệnh nhiều người như vậy, muôn hình muôn vẻ người thế nào đều có, sớm tối đều gặp được phiền phức, chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, công việc sau này bên trong nhất định phải nhiều chút tính cảnh giác, so hiện nay chờ chuyện này hắn liền lơ là bất cẩn, hẳn là trước hướng kiểm tra kỷ luật bộ môn báo cáo. Hai người tới Hồi Xuân Đường, nhìn thấy bên cạnh mặt tiền cửa hàng kéo vây cản chính đang sửa chữa, vây ngăn lại in quảng cáo. Đẹp vô cùng mực lớn, trả lại ngươi một cái đầy đặn nhân sinh, khai trương thời gian định tại 10 ngày sau. Đã đến lúc tan việc, công nhân còn tại tăng giờ làm việc tiến hành sửa chữa, tạp âm rất lớn, canh cổng mặt quy mô muốn so Hồi Xuân Đường lớn không ít, kinh doanh diện tích ít nhất là Hồi Xuân Đường gấp 3. Hứa Trường Thiện từ trước đến nay thích thanh tính,
cũng bị cái này trang trí tạp âm quấy nhiễu đến có chút bực bội, dựa theo quy định tương quan, khu dân cư nhỏ 5 giờ chiều nửa nên đình công, nhưng bọn hắn cái này thuộc về thương nghiệp mặt tiền cửa hàng, chỉ nếu không có ai báo cáo cũng sẽ không có người quản lý. Bất quá nói như vậy, thương gia trang trí trước đó vẫn là phải cùng chung quanh hàng xóm lên tiếng kêu gọi, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tương hỗ tạo thuận lợi cũng là bình thường, nhưng nhà này đẹp vô cùng ngực lớn lão bản cho tới bây giờ đều không có tới nói một tiếng, có chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Trịnh Bồi An cầm mua được đồ ăn một đầu đâm vào phòng bếp, Hứa Thuần Lương nhìn ra không mấy vui vẻ, đi vào phía sau hắn giúp hắn xoa bóp hai vai. Ra, có phải hay không sát phách tạp âm để ngài tâm phiền rồi? Ta đi tìm bọn họ. Hứa Trường Thiện thở dài nói, trang trí trong lúc đó tạp âm cũng là khó tránh khỏi, đều là hàng xóm nhiều chút lý giải đi. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy ngài chính là cảm thấy hồi xuân đường bên cạnh mở cái ngực lớn cơ cấu, kéo xuống chúng ta cấp bậc. Hứa Trường Thiện bị cháu trai nói chúng tâm tư, cười khổ nói, kỳ thật người ta làm cái gì sinh ý ta cũng không xen vào. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng những này cái gọi là y đẹp ngực lớn cơ cấu, trên cơ bản đều là ngay cả được mang lửa gạt, bảo bối cháu trai nói không sai, cùng loại này cơ cấu làm hàng xóm các loại với mình cấp bậc cũng bị kéo xuống, cái này so bên cạnh mở cái quản linh cữu và mai táng cửa hàng còn để hắn bực mình. Trịnh Bồi An gọi Hứa Thuần Lương hỗ trợ bưng thức ăn, Hứa Thuần Lương đi qua đem hắn chuẩn bị xong rau trộn mở tiệc. Trịnh Bồi An nghe nói lão gia tử phiền não, nhịn không được bật cười, thúc. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu, người ta có thể làm ngực lớn, hồi xuân đường cũng có thể làm a. Ta đi qua tại Tương Nam liền làm qua tương tự hạng mục, phối chút thuốc cao, thoa lên trên, mát xa một đoạn thời gian liền có hiệu quả. Hứa Trường Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, ta bao lớn tuổi rồi, người ít cùng ta kéo những này không đứng đắn. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương đều nở nụ cười, Trịnh Bồi An nói, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải để ngài tự mình động thủ. Có thể chiêu mấy cái trẻ tuổi nữ trợ lý, để các nàng đi làm ngực lớn xoa bóp, ngài nếu là có mục đích, những sự tình này ta đến xử lý. Hứa Trường Thiện nói, dẹp đi đi, ta không hứng thú. Hứa Thuần Lương đối sát phách y đẹp ngực lớn có chút hiếu kỳ, hỏi thăm Trịnh Bồi An bọn hắn ngực lớn quá trình là cái gì. Trịnh Bồi An kiến thức rộng rãi giải thích một chút, những năm này lưu hành y đẹp ngực lớn, kỳ thật chính là một loại vật lý trị liệu, có người thấy được trong đó lợi ích, phóng đại hiệu quả. Cơ bản cơ chế kỳ thật chính là lợi dụng ngực lớn nghi phụ ép tiến hành vật lý rút hút, trợ giúp bộ ngực bành trướng, phối hợp một chút cái gọi là thực vật dược cao, bôi lên trên đó, lại từ chuyên gia tiến hành xoa bóp, trong ngắn hạn đều sẽ có chút hiệu quả. Hứa Thuần Lương nghe rõ, nói trắng ra chính là lợi dụng ngoại lực tra tấn bộ ngực, lại hút lại vò, bộ ngực không sưng mới là lạ, sưng lên tự nhiên biến lớn, cũng không thể nói một chút hiệu quả không có, nhưng là trường kỳ hiệu quả trên cơ bản bằng không, một khi tiêu sưng lên còn phải trở về lúc đầu kích thước, cho nên những này cơ cấu thường quy sáo lộ chính là kéo dài đợt trị liệu, không đợi ngươi hoàn toàn tiêu sưng cho ngươi thêm hút vào một vòng, để khách hàng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Động lòng người chính là kỳ quái như thế, rõ ràng một chút liền có thể xem thấu âm mưu, hết lần này tới lần khác liền có người vui lòng mắc lừa, Trịnh Bồi An nói cho bọn hắn, hiện tại phương Nam loại này cơ cấu mở rất nhiều, trên cơ bản đều là kiếm nhanh tiền. Bên cạnh bọn họ tiệm này quy mô không nhỏ, nếu như kinh doanh thỏa đáng, một năm làm cái mấy trăm vạn không thành vấn đề, loại này cơ cấu cũng có cái cộng đồng đặc điểm liền là phi thường đoản mệnh, không có khả năng trường kỳ kinh doanh xuống dưới, bình thường đều là đánh một thương đổi chỗ khác, nói trắng ra là chính là tại một tòa thành thị lừa gạt xong chuyển sang nơi khác tiếp lấy lừa gạt. Hứa Trường Thiện nghe được lòng đầy căm phẫn, hắn làm không rõ ràng vì cái gì dạng này vô lương thương gia còn có thể đường hoàng đi lừa gạt. Giám thị bộ môn vì cái gì không đem thủ tiêu. Trịnh Bồi An còn nói loại chuyện này cũng không thể cua đũa cả nắm, trong đó cũng có một bộ phận làm ra ngực lớn hiệu quả, những này cơ cấu đối điều nghiên thị trường rất thấu, tinh chuẩn khóa chặt hộ khách quần thể, cũng am hiểu giữ gìn các mặt quan hệ. Bọn hắn chính trò chuyện khí thế ngất trời, Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, để hắn ngoài ý muốn chính là, lại là thuốc con buôn Bùi Lâm gọi điện thoại tới, hắn cùng Bùi Lâm tổng cộng chỉ thấy qua 2 lần. Không biết nàng tìm mình có chuyện gì. Bùi Lâm hỏi hắn ở nơi nào, Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình tại hồi xuân đường, Bùi Lâm nở nụ cười, nói cho hắn biết mình ngay tại hồi xuân đường bên ngoài, muốn tới đây bái phỏng một chút. Khách người đến cửa chính miệng, tổng không có ý tứ tránh mà không thấy, Hứa Thuần Lương đi ra cửa nghênh đón, nhìn thấy Bùi Lâm cùng một vị khác khí chất nữ lang mang theo lễ vật đi tới.
Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Bùi Lâm cười giới thiệu nói, đây là ta Đường tỷ Bùi Ngọc, bên cạnh chính đang sửa chữa y mỹ trung tâm chính là nàng mở. Hứa Thuần Lương thế mới biết Bùi Lâm quả nhiên là có mục đích, hắn đối Bùi Lâm chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét, ấn tượng chính là cái này nữ nhân quá khôn khéo, ăn ý độc quyền bán hàng vô khổng bất nhập, căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc, đem hai người bọn họ gấp cho vào. Bùi Lâm mặc dù tuổi tác không lớn, mà dù sao làm thuốc phẩm marketing nhiều năm, há miệng cực ngọt, vào cửa liền kêu lên, Hứa lão tiên sinh, ngài tốt, ta gọi Bùi Lâm, là Hứa Thuần Lương hảo bằng hữu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta cùng ngươi không có quen như vậy, nhưng loại tình huống này cũng không tốt vạch trần. Hứa Trường Thiện đối thế hệ trẻ tuổi phi thường tha thứ hòa ái, mỉm cười nói, ta gặp qua ngươi, hai ngày trước đưa Thuần Lương trở về, ta chính nói muốn cảm ơn ngươi lá trà đâu. Lão gia tử trí nhớ cũng không phải bình thường, ngày đó chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền đem Bùi Lâm nhớ kỹ. Nghe nói Bùi Ngọc chính là sát vách cửa hàng lão bản, Hứa Trường Thiện trong lòng cảnh giác tỏa ra, bởi vì vừa rồi Trịnh Bồi An phổ cập khoa học, hắn đối y đẹp ngực lớn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bùi Ngọc tính cách muốn so Bùi Lâm nội liếm một chút, đầu tiên bởi vì những ngày này trang trí khả năng cho lão gia tử tạo thành phiền phức biểu đạt áy náy, nàng cũng không phải là tay không tới, chuyên môn mang đến hai hộp lá trà, hai bình rượu đế. Hứa Trường Thiện nói đã thành hàng xóm, lẫn nhau chiếu ứng cũng là nên, tặng lễ thì không cần. Bùi Lâm hai tỷ muội muốn đem đồ vật lưu lại liền đi, Hứa Thuần Lương lại mang theo lễ vật đuổi tới, hắn gọi lại Bùi Lâm, Bùi Lâm, lão gia tử có lệnh, lễ vật nhất định phải lấy về. Bùi Lâm nói, ghét bỏ ta lễ vật quá mỏng. Hứa Thuần Lương cười nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng a, tâm lĩnh, ngươi đừng làm khó ta. Bùi Lâm nghe hắn nói như vậy đành phải tiếp trở về, giao cho Bùi Ngọc, để nàng lên xe trước, hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, ta còn chưa tới cùng chúc mừng ngươi cao thăng đâu. Ngươi cũng đừng khó coi ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ tin tức của nàng thật đúng là linh thông, Trường Hưng phát sinh lớn nhỏ sự tình, nàng đều có thể trước tiên biết, liên tưởng tới trước đây nàng đưa mình trở về trên đường nói qua kia lời nói, cái này Bùi Lâm thật đúng là không đơn giản, đoán chừng nàng đã sớm biết Triệu Phi Dương muốn đi Trường Hưng đương viện trường sự tình. Bùi Lâm nói, tuổi còn trẻ liền chủ trì y tế chỗ công việc, tương lai đều có thể a. Hứa Thuần Lương không muốn cùng nàng nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Ánh mắt nhìn về phía một bên ngực lớn cơ cấu, người có phải hay không cũng đầu tư. Bùi Lâm nở nụ cười, thật đúng là không thể gạt được ngươi, ta đầu điểm, nhưng là bất quá hỏi cụ thể kinh doanh, chỉ còn chờ chia hoa hồng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nàng làm sao lại nghĩ khởi tới đây mở tiệm, chẳng lẽ là ngày đó đưa mình tới thời điểm để mắt tới địa phương này. Nếu thật là dạng này, tự mình tính không tính là dẫn sói vào nhà. Vậy liền cầu chúc ngươi khai trương đại cát. Tài nguyên cuồn cuộn. Bùi Lâm cười nói, khai trương ngày đó ngươi nhất định phải tới a, về sau chúng ta cơ hội gặp mặt liền có thêm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đối cùng với nàng gặp mặt không có chút nào chờ mong. Trường Hưng bệnh viện y mỹ trung tâm vẫn ở vào ngừng kinh doanh trạng thái, lúc đầu thầu khoán Tằng Hồng Văn sớm rời sân, y mỹ trung tâm chủ nhiệm Thái Vinh Quyên từ chức, hiện tại y mỹ trung tâm rắn mất đầu. Thái Vinh Quyên bản ý cũng không muốn từ chức. Đáng tiếc cặp vợ chồng tính toán quá khôn khéo, không nghĩ tới bị Cố Hậu Nghĩa tới cái tương kế tựu kế. Thái Vinh Quyên mặc dù tại Đông Châu y đẹp giới có chút danh khí, nhưng là muốn tìm đến phù hợp nàng phát huy sân khấu cũng không dễ dàng, nhỏ mỹ dung cơ cấu nàng chướng mắt, lớn y đẹp cơ cấu trên cơ bản đều nổi danh nhà tọa chấn, coi như điều kiện phù hợp, nàng đi qua cũng không có khả năng lập tức một mình đảm đương một phía, còn gặp phải đồng hành xa lánh, cái nào so ra mà vượt nàng kinh doanh nhiều năm nhất ngôn cửu đỉnh Trường Hưng y đẹp. Đông Mỹ Lệ khởi tố nàng bản án thẩm phán kết quả đã ra tới, bởi vì khuyết thiếu có lợi chứng cứ, Thái Vinh Quyên không cách nào chứng minh mình cùng Đông Mỹ Lệ vòng tay ngã nát một chuyện không quan hệ, căn cứ cùng ngày thu hình lại cùng chứng nhân khẩu cung, quan tòa cho rằng vòng tay là tại Thái Vinh Quyên cùng Đông Mỹ Lệ tranh chấp bên trong ngã nát. Cân nhắc đến ngay lúc đó tình huống đặc biệt, cuối cùng tuyên án kết quả là, Đông Mỹ Lệ cùng Thái Vinh Quyên các gánh chịu một nửa trách nhiệm, pháp viện bác bỏ Đông Mỹ Lệ bắt đền 100 vạn yêu cầu. Ủng hộ dựa theo ngay lúc đó mở hòm phiếu giá tiến hành trách nhiệm phân phối đến Thái Vinh Quyên cá nhân trên người chính là 44 vạn. Thái Vinh Quyên đối kết quả như vậy hiển nhiên là không phục, nàng dự định chống án, nhưng luật sư khuyên nhủ nàng chống án có thể, nhưng là tố tụng đối tượng hẳn là lựa chọn Trường Hưng Bệnh viện, chuyện xảy ra thời điểm nàng vẫn là Trường Hưng Bệnh viện nhân viên, Trường Hưng Bệnh viện hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm.
Cặp vợ chồng thương lượng một chút, cho rằng khởi tố Trường Hưng bệnh viện tuyệt không phải sáng suốt hành vi, cuối cùng quyết định vẫn là để Đàm Quốc Lương đi trước tiếp một chút mới tới viện trưởng Triệu Phi Dương, tìm kiếm hắn đối với cái này thái độ. Mấy ngày nay, Triệu Phi Dương đang cùng các phòng người phụ trách chủ yếu cùng ngành học người dẫn đầu gặp mặt, làm bí niệu khoa phó chủ nhiệm Đàm Quốc Lương cũng ở trong đó. Đàm Quốc Lương chờ mong cái này lần gặp gỡ đã rất lâu rồi, nếu như Triệu Phi Dương lại không tìm hắn, hắn liền sẽ thông qua quan hệ liên hệ vị này mới viện trưởng. Từ khi cặp vợ chồng biến khéo thành vụng dẫn đến Thái Vinh Quyên từ chức trở thành sự thật, Đàm Quốc Lương ở nhà thời gian quả thực là một ngày bằng một năm, chỉ muốn về nhà liền sẽ bị Thái Vinh Quyên oán trách, cho rằng đều là hắn chủ ý ngu ngốc đem mình lấy tới tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Triệu Phi Dương phạm vi lớn tiếp xúc các phòng người phụ trách chủ yếu, mục đích đúng là muốn từ đó sàng chọn ra nhân tuyển thích hợp, mấy ngày nay gặp mặt để hắn ý thức được, Cố Hậu Nghĩa dùng người không khách quan thói quen rất nghiêm trọng, lâm sàng phòng bên trong, rất nhiều khoa chủ nhiệm đều là hắn đồng hương bằng hữu. Đương nhiên không bài trừ trong đó tương đương một bộ phận người là bằng thực lực bản thân đi lên, nhưng là cũng có một bộ phận người, tỷ như Nghiêm Hồi Ý, Chu Văn Bân Chi Lưu, căn bản chính là đức không xứng vị. Kỳ thật bất luận cái gì đơn vị đều là như thế này, lãnh đạo nguyên tắc dùng người tuyệt không phải chọn ưu tú trúng tuyển, mà là lựa chọn thích hợp nhất chính mình, tuyệt đại đa số lãnh đạo đều thích thuộc hạ nghe lời. Đàm Quốc Lương gặp mặt trước đó đã thông qua nhiều mặt con đường hiểu rõ vị này mới tới viện trưởng, cũng biết hắn vừa mới nhậm chức, liền đem thứ nhất phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý biên giới hóa, miễn trừ Chu Văn Bân chức vụ, hai người này đi qua đều là Cố Hậu Nghĩa thân tín. Quan trọng hơn phải là, hắn một lần nữa bắt đầu dùng Cảnh Văn Tú, phải biết Cảnh Văn Tú là bị Cố Hậu Nghĩa vừa mới trục xuất người, cái này mang ý nghĩa hắn phủ định tiền nhiệm cách làm. Đủ loại hành vi cho thấy, Triệu Phi Dương không có tiếp tục sử dụng tiền nhiệm chính sách dự định, lần này đơn độc gặp mặt là một cái cơ hội tuyệt hảo. Triệu Phi Dương trước hết nghe Đàm Quốc Lương báo cáo một chút bí nước tiểu ngoại khoa công việc bây giờ tình huống, lại giải mấy cái hắn tương đối quan tâm vấn đề, Đàm Quốc Lương nghiệp vụ phương diện vẫn tương đối quá cứng, hắn báo cáo cũng khiến Triệu Phi Dương phi thường hài lòng. Triệu Phi Dương nói, Đàm chủ nhiệm ngươi đối phòng phát triển còn có cái gì mong muốn cùng yêu cầu sao? Đàm Quốc Lương nói, Triệu viện trưởng, có chuyện ta muốn hướng ngài phản ứng một chút. Đạt được Triệu Phi Dương cho phép về sau, Đàm Quốc Lương tướng lão bà hắn Thái Vinh Quyên sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Triệu Phi Dương nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu, chờ Đàm Quốc Lương nói xong, hắn hỏi, các ngươi cho rằng Cố viện trưởng tại chuyện này xử lý bên trên đối Thái Vinh Quyên chủ nhiệm có sai lầm công bằng. Cố Hậu Nghĩa mặc dù đi, Đàm Quốc Lương vẫn không dám nói thẳng không phải là hắn, Triệu viện, chúng ta không phải lãnh đạo, chúng ta chỉ có thể từ trên góc độ của mình nhìn vấn đề, có một chút chúng ta có thể cam đoan, Đông Mỹ Lệ vòng tay cũng không phải là Thái Vinh Quyên cho ngã nát, cùng nàng phát sinh tranh chấp, cũng là tại trong lúc công tác, hiện tại chúng ta lại muốn vì này nhận gánh trách nhiệm, chúng ta cảm thấy phi thường ủy khuất. Triệu Phi Dương gật đầu nói, nghe người nói như vậy, sự tình phát sinh ở bệnh viện, lại khi làm việc trong lúc đó, bệnh viện xác thực nên gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nghe hắn nói như vậy Đàm Quốc Lương mừng thầm trong lòng, xem ra thật sự là tìm đúng người, xem ra mới viện trưởng là cái giảng đạo lý người. Triệu Phi Dương lời nói xoay chuyển lại nói, theo ta được biết, Thái Vinh Quyên đã từ Trường Hưng rời chức, Đông Mỹ Lệ cũng không phải là bởi vì y đẹp giải phẫu tiến hành khởi tố. Khởi tố người cùng khởi tố bệnh viện là hai chuyện khác nhau, đạo lý đơn giản như vậy Triệu Phi Dương đương nhiên phân rõ ràng. Đàm Quốc Lương nói, Triệu viện, cái kia Đông Mỹ Lệ căn bản chính là đổi trắng thay đen, nàng ngay từ đầu là muốn tìm bệnh viện bắt đền, giám định kết quả sau khi đi ra, chứng minh thủ thuật của nàng không có bất cứ vấn đề gì, nàng mới chuyển đổi mục tiêu lừa bịp lừa chúng ta. Nếu như nói chúng ta muốn nhận gánh trách nhiệm, xin hỏi lúc ấy y tế chỗ có cần hay không nhận gánh trách nhiệm? Bảo vệ khoa có cần hay không nhận gánh trách nhiệm? Trường Hưng có cần hay không nhận gánh trách nhiệm? Triệu Phi Dương nở nụ cười, Đàm chủ nhiệm, nếu như ta nói không cần, hai vợ chồng các ngươi có phải hay không dự định ngay cả ta cùng một chỗ khởi tố đâu? Đàm Quốc Lương sửng sốt, hắn lập tức lắc đầu nói, chúng ta chưa từng có khởi tố ý của ngài. Kỳ thật trong lòng của hắn từng có khởi tố Trường Hưng bệnh viện dự định, nhưng hắn không dám, lão bà mặc dù từ chức, nhưng hắn còn tại Trường Hưng, hắn đến vì mình về sau cân nhắc. Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng người đại biểu pháp lý là ta, khởi tố Trường Hưng chính là khởi tố ta, lão Đàm, ngươi suy nghĩ gì ta minh bạch. Ta cùng Thái chủ nhiệm mặc dù không quen, nhưng là y thuật của nàng ta cũng là nghe đại danh đã lâu, nhân tài như vậy không nên từ Trường Hưng xói mòn. Như vậy đi, người trở về trưng cầu một hạ Thái chủ nhiệm ý kiến,
nàng còn nguyện ý hay không trở về Trường Hưng, chỉ cần nàng chịu đến, Trường Hưng đại môn vĩnh viễn hướng nàng mở ra. Đàm Quốc Lương bởi vì Triệu Phi Dương kích động lên, như thế nào không nguyện ý, từ khi từ chức về sau, Thái Vinh Quyên không biết bao nhiêu lần vụng trộm lấy nước mắt rửa mặt, lúc trước từ chức chỉ là muốn tìm cái bậc thang, không nghĩ tới Cố Hậu Nghĩa dứt khoát lưu loát đem cái thang cho rút lui, hiện tại mới viện trưởng một lần nữa cho nàng trên kệ cái thang, nếu như bọn hắn cự tuyệt vậy liền quá không biết tốt xấu. Đàm Quốc Lương thậm chí đều không có biểu hiện ra cái gì do dự, Triệu Viện, ta người yêu đối Trường Hưng là có cảm tình, ta tin tưởng nàng khẳng định nguyện ý trở về. Triệu Phi Dương gật đầu nói, nguyện ý trở về liền tốt, vô luận đi qua chuyện gì phát sinh đều đã qua, ta chỉ có thể bảo chứng, chỉ cần ta tại Trường Hưng một ngày, liền sẽ bảo đảm nhân viên lợi ích, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thụ ủy khuất. Triệu Phi Dương nói được thì làm được, mặc dù pháp viện xử phạt Thái Vinh Quyên bồi thường 44 vạn, nhưng là hắn quyết định từ bệnh viện ra mặt đến giải quyết chuyện này, Trường Hưng cũng không phải là tư nhân bệnh viện, như thế mức bồi thường nhất định phải có hoàn thiện thủ tục. Từ Nghiêm hồi ý phụ trách, để y tế chỗ cùng bảo vệ khoa cung cấp cùng ngày xung đột tài liệu cặn kẽ, đồng thời hướng nguyên lai y Mỹ trung tâm thầu khoán Tằng Hồng Văn phát hàm, yêu cầu nàng gánh vác tổng bồi thường một nửa. Theo chiếu phương án như vậy phân phối xuống tới, nhận thầu phương cùng bệnh viện riêng phần mình gánh vác 22 vạn, cho dù tất cả đều chứng thực đến Thái Vinh Quyên trên thân, cũng chính là 44,000 khối. Từ 44 vạn đến 44,000 khối, đối Thái Vinh Quyên tới nói đã là thiên địa khác biệt, nàng bình thường một tháng thu nhập cũng không chỉ chừng này, mà lại mới viện trưởng chủ động hướng nàng đưa ra mời, hứa hẹn nàng về viện chi sau tiếp tục đảm nhiệm y Mỹ trung tâm chủ nhiệm, nàng nào còn dám có càng nhiều hy vọng xa vời, cặp vợ chồng đối mới viện trưởng mang ơn. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông vì chuyện này chuyên đến y tế chỗ thương lượng, trước mắt tại y tế chỗ tọa chấn người đã đổi thành Hứa Thuần Lương, Chu Văn Bân từ khi xảy ra chuyện về sau từ đầu đến cuối nghỉ bệnh không đến bệnh viện đi làm, kỳ thật coi như hắn trở về, cũng không có khả năng về y tế chỗ, trong nội viện đối công tác của hắn tiến hành một lần nữa an bài, để hắn trừ bệnh án thất. Bởi vì công việc tính chất xuyên cớ, bảo vệ khoa cùng y tế chỗ liên quan rất nhiều, tận mắt nhìn thấy mấy lần tranh chấp xử lý. Vu Hướng Đông đối Hứa Thuần Lương thái độ cũng từ bắt đầu khinh thường biến thành thưởng thức, đối Hứa Thuần Lương xưng hô cũng từ quá khứ tiểu Hứa biến thành Hứa chủ nhiệm. Mặc dù trong nội viện cũng không có chính thức đoạn dưới, hiện tại mọi người phổ biến đều xưng hô như vậy. Hứa chủ nhiệm, người thu được trong nội viện thông chi sao? Hứa Thuần Lương hiện tại cũng lười uốn nắn người khác xưng hô như vậy mình, dù sao uốn nắn cũng vô dụng, bọn hắn thích gọi thế nào liền gọi thế nào, tại khoa, ngài chỉ đến chuyện nào. Vu Hướng Đông nói, chính là Đông Mỹ Lệ cùng Thái Vinh Quyên tranh chấp sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đã nhận được trong viện thông chi, để bọn hắn một lần nữa hồi báo một chút cùng ngày tình huống, gắng đạt tới làm được trở lại như cũ chi tiết. Hứa Thuần Lương cũng nghe nói Thái Vinh Quyên một lần nữa trở về Trường Hưng, chấp trưởng y Mỹ trung tâm tin tức, trong lòng đối này nương môn tràn đầy khinh thường, ngựa tốt không ăn đã xong, người không phải nghiêu bức sao. Có loại từ chức cũng đừng trở về. Kỳ thật cùng Hứa Thuần Lương ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, Vu Hướng Đông cũng nghĩ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo trong viện yêu cầu viết chứ sao. Vu Hướng Đông nói, xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ trong viện ý tứ, hiện ở trong viện cho là chúng ta đều có trách nhiệm. Hứa Thuần Lương dù sao thời gian làm việc ngắn ngủi, đối với chuyện này thật không có lĩnh hội toàn bộ tinh thần. Vu Hướng Đông tức giận nói, chỉ cần nhận định chúng ta có trách nhiệm, đến lúc đó chúng ta tích hiệu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giống bọn hắn loại này hành chính phòng, tại bệnh viện thuộc về thấp thu nhập giai tầng, không có màu xám thu nhập, toàn bộ nhờ bình quân thưởng sinh hoạt. Ngài là nói, cái này đánh gậy cũng phải rơi vào trên người chúng ta. Còn không phải sao, chúng ta bảo vệ khoa cần gánh chịu không có kịp thời ngăn cản người bệnh quá kích hành vi trách nhiệm, còn có hay không kết thúc bảo hộ bản viện công nhân viên chức thân người an toàn trách nhiệm, các người y tế chỗ so với chúng ta phiền toái hơn. Khẳng định truy cứu các ngươi hành sự bất lực, không có cân đối tốt hy hoạn quan hệ, dẫn đến tình thế mất khống chế, không tin ngươi chờ xem, cuối cùng hai người chúng ta phòng cũng phải bị phạt, hai ta là người chịu trách nhiệm, chí ít 3 tháng tích hiệu không có. Hứa Thuần Lương nghe xong cũng phiền muộn, mắc mớ gì tới ta a? Vu Hướng Đông nghe hắn bạo thô, không nhịn được cười, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi so ta còn oan uổng, lúc ấy là Chu Văn Bân phụ trách, nhưng là bệnh viện sẽ không cho ngươi giảng đạo lý này. Hứa Thuần Lương nói, chuyện kia không phải đã kết thúc, vì cái gì lại đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Vu Hướng Đông thở dài nói, đây không phải Thái Vinh Quyên lại trở về nha,
người ta là Mỹ Dung chuyên gia, y học cốt cán, là có thể cho bệnh viện sáng tạo hạch tâm giá trị người, viện lãnh đạo khẳng định phải bảo đảm nàng, Đông Mỹ Lệ cùng với nàng Thư Kiện đã phán xuống tới, hai người trách nhiệm nửa này nửa kia, dựa theo hóa đơn kim ngạch, nàng đại khái phải bồi thường 44 vạn, cái đôi này không chịu a, cho nên trở về tìm bệnh viện, nói sự kiện kia là tại trong lúc công tác phát sinh, đơn vị nên gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Bệnh viện nguyện ý gánh chịu tại sao phải nhắc lên chúng ta? Đây đều là cái gì cầu thí chính sách? Vu Hướng Đông nói, ta nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Bệnh viện chúng ta cũng không phải tư nhân đơn vị, mỗi bút tiền đều là phải có xuất xứ. Theo ta được biết, bệnh viện đồng ý gánh chịu, trong đó một nửa để lúc đầu thầu khoán Tằng Hồng Văn ra. Bệnh viện chúng ta cầm 22 vạn, dựa theo đi qua thông thường xử lý phương án, chứng thực đến cụ thể người có trách nhiệm. Thái Vinh Quyên muốn gánh chịu 20%, nói cách khác nàng cá nhân còn muốn gánh chịu 4 vạn 4. Hứa Thuần Lương hiện tại hoàn toàn minh bạch, trong nội viện tướng chuyện này định tính vì y tế chỗ cùng bảo vệ khoa chịu liên quan trách nhiệm, đó chính là nói cái này 4 vạn 4 bọn hắn cũng phải đi theo trải phẳng một bộ phận, cho nên Vu Hướng Đông mới nói muốn chụp bọn hắn tích hiệu. Hứa Thuần Lương nói, tại khoa, người dự định viết như thế nào? Ta đây không phải phát sầu sao? Cho nên mới đến thương lượng với ngươi. Phạt tiền chỉ là phụ, chuyện này quá mẹ nó uất ức, nàng Thái Vinh Quyên đâm đến chỗ hở, dựa vào cái gì chúng ta đi theo gánh chịu. Phạt tiền thời điểm lôi kéo chúng ta, nàng tại Y Mỹ trung tâm phát đại tài thời điểm làm sao không nghĩ phân cho chúng ta một chút. Hứa Thuần Lương nói, nếu không chúng ta dứt khoát đều không viết. Không viết cũng không được, Triệu viện trưởng vừa tới, hắn an bài sự tình, chúng ta nếu là cùng hắn đối nghịch còn có thể có quả ngon để ăn. Hứa Thuần Lương nói. Cái gì cũng không được, tại khoa, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Vu Hướng Đông nói, nếu không hai ta cùng đi tìm Nghiêm viện trưởng, hắn là chúng ta phân công quản lý lãnh đạo, nghe một chút ý kiến của hắn, để hắn giúp chúng ta trò chuyện. Hứa Thuần Lương minh bạch Vu Hướng Đông là tìm mình dẫn ra pháp trường tới, bất quá chuyện này hoàn toàn chính xác cùng hắn cá nhân lợi ích cùng một nhịp thở, cũng không thể đương sự tình gì đều không có phát sinh, hai người cùng đi Nghiêm hội ý văn phòng. Nghiêm hồi ý biết được bọn hắn ý đổ đến về sau, căn bản không có hướng lấy bọn hắn ý tứ, ngược lại cho rằng chuyện này hai người bọn họ phòng đều hẳn là nhận gánh trách nhiệm, nhất là hai người bọn họ người phụ trách cần gánh chịu hàng đầu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nghe xong liền không vui, Nghiêm viện, ta là vừa vặn mới tiếp quản y tế chỗ công việc. Vừa mới tiếp quản thế nào? Ngươi ở vào trên vị trí này nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm này. Nghiêm hồi ý gần nhất mọi việc không thuận. Cái nào có tâm tư cùng bọn hắn giảng đạo lý. Vu Hướng Đông cũng không vui, kỳ thật trong lòng của hắn căn bản liền không có nhìn chúng Nghiêm hồi ý. Nghiêm viện, ngài thế nhưng là chúng ta phân công quản lý lãnh đạo, ngài phải giúp ta nhóm làm chủ a. Nói bóng gió chính là, dựa theo ngươi logic, ngươi cái này phân công quản lý viện trưởng hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Nghiêm hồi ý làm sao có thể nghe không ra hắn ý tứ, lập tức phát hỏa, tại, Hướng Đông ngươi cái gì? A ý tứ. Hắn quính lên liền bắt đầu cà lăm. Hứa Thuần Lương nói, tại khoa trưởng không có ý tứ gì khác, hắn nói là ngài là lãnh đạo chúng ta, ngài hẳn là bảo bọc chúng ta. Ngươi ngậm miệng, Nghiêm hồi ý chỉ vào Hứa Thuần Lương quát, đầy mình lửa đột nhiên liền phát tác, kỳ thật hắn cùng Hứa Thuần Lương không có ân oán cá nhân, nhưng bởi vì Triệu Phi Dương quan hệ, nhìn tiểu tử này cái nào chỗ nào đều không vừa mắt. Vu Hướng Đông không nghĩ tới Nghiêm hồi ý phản ứng kịch liệt như vậy, nhìn thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn mau chóng đi. Hứa Thuần Lương tính tình chưa hề đều là ngươi mời ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi cùng ta đùa nghịch uy phong, đừng trách ta trở mặt không quen biết, ta quản ngươi có đúng hay không phó viện trưởng. Hắn không hề sợ hãi nhìn qua Nghiêm hồi ý nói, Nghiêm viện, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, chúng ta mặc dù là thuộc hạ của ngài, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể bị ngươi đến kêu đi hết. Nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Thân vì một cái lãnh đạo có thể hay không có chút tố chất. Vu Hướng Đông mặc dù xem thường Nghiêm hồi ý, nhưng còn chưa tới công nhiên chống đối hắn tình trạng, bội phục tiểu tử này lớn mật sau khi, cũng không nhịn được vì hắn lau vệt mồ hôi, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp. Tiểu tử ngươi mặc dù chủ trì y tế chỗ công việc, vừa vặn phần vẫn là cái khoa viên, ngươi đây là vượt cấp lớn khiêu chiến a. Vu Hướng Đông cố ý nói một tiếng, tiểu Hứa, đừng nói nữa. Muốn đem Hứa Thuần Lương lôi đi. Nghiêm hồi ý vô án giận lên, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ngươi, đừng tưởng rằng có hậu đài liền coi trời bằng vung.
Hứa Thuần Lương đem Vu Hướng Đông tay cho đẩy ra, nghiêm viện phó, người đem lời nói rõ ràng ra, ta có cái gì hậu trường. Ngươi, trong lòng minh bạch, nghiêm hồi ý cũng cảm thấy mình lỡ lời, hiện tại cũng nói Hứa Thuần Lương hậu trường là Triệu Phi Dương, hắn cũng cho rằng như vậy, nhưng chưa chứng thực sự tình dù sao cũng không thể bày ở ngoài sáng. Hứa Thuần Lương quan sát Nhập Vi, nhìn ra nghiêm hồi ý căn bản không có can đảm nói ra, ngươi không dám làm rõ ta dám nói, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói Triệu viện trưởng là ta hậu trường đúng hay không? Vu Hướng Đông hiện tại không kéo, tiểu tử này có gan, nghiêm hồi ý thật đúng là không nhất định có thể bắt hắn cho trấn trụ, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta không giúp thêm cây đuốc coi như giảng cứu. Nghiêm hồi ý nghe Hứa Thuần Lương nói như vậy, có chút sụt rè, ta chưa hề. Chưa nói qua. Nghiêm viện phó, ngươi dám nói không dám nhận a? Ngươi nói ta ỷ vào Triệu viện trưởng quan hệ coi trời bằng vung. Ta, không nói. Không nói gì. Không nói ngươi, ngươi cùng Triệu. Ngươi không có nói sai, Triệu viện trưởng chính là ta hậu trường thế nào? Hứa Thuần Lương trừng tròng mắt đi tới. Vu Hướng Đông thầm khen, thật là hổ tướng vậy. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, ta lão Vu xem như mở mắt, nhưng xúc động mặc dù nhất thời thống khoái, hậu quả ai đến tính tiền. Nhớ tới Hứa Thuần Lương hậu trường chính là Triệu Phi Dương, Vu Hướng Đông cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Ngươi, chính ngươi thừa nhận, ta, không có, nghiêm hồi ý tức giận đến cứng họng. Hứa Thuần Lương nói, cũng bởi vì ngươi cảm thấy ta cùng Triệu viện trưởng có chút quan hệ, ngươi đối Triệu viện trưởng bất mãn, ngươi chất vấn hắn người sự tình an bài. Cho nên ngươi đối ta chèn ép trả thù. Ta, nghiêm hồi ý chất vấn là thật chất vấn, nhưng hắn không nói a. Hứa Thuần Lương nói, đi, chúng ta tìm Triệu viện trưởng phân xử đi. Con hàng này đúng lý không tha người. Nghiêm hồi ý luống cuống, ngươi, cho ta, lăn ra ngoài. Hứa Thuần Lương hướng Vu Hướng Đông nói, tại khoa, ngươi đến cho ta làm chứng, ta nhắc lên Triệu viện trưởng, hắn liền mắng người. Vu Hướng Đông bắt đầu cảm thấy hí cũng không có dễ nhìn như vậy rồi, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, nghiêm hồi ý chắc chắn sẽ không cảm thấy hắn là người đứng xem, nhất định cho là hắn cùng Hứa Thuần Lương là cùng một bọn, Hứa Thuần Lương tiểu tử này cũng đủ âm, đây không phải buộc mình cùng hắn cùng một chỗ đứng đội sao. Kỳ thật chuyện này trách không được Hứa Thuần Lương, ai bảo ngươi Vu Hướng Đông gọi ta dẫn ra pháp trường tới, ta cùng nghiêm hồi ý phát sinh xung đột, người nghĩ sống chết mặc bây, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nghiêm hồi ý cũng nghĩ tìm chứng kiến, Vu Hướng Đông. Ngươi cũng nghe thấy được, ta nói sao, ta sách Triệu Phi Dương ba chữ sao. Ngươi bây giờ không phải là đề. Ta, Vu Hướng Đông nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, thật sự là tình thế khó xử. Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác lại tới một câu, nghiêm viện phó, ngươi đối Triệu viện có ý kiến, có thể hướng ta nổi giận, người ta tại khoa lại không đắc tội ngươi. Người khó xử người ta làm gì? Vu Hướng Đông đầu ông đến liền lớn, ta xxx ngươi cái bố khỉ, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi cứ như vậy ở trước mặt hố người. Nghiêm hồi ý chỉ lấy hai người bọn họ nói, ngươi. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Vu Hướng Đông khóc không ra nước mắt, mắc mớ gì tới ta a? Ta mẹ nó cũng không phải Triệu Phi Dương người, ta ngược lại thật ra nghĩ nịnh bợ người ta, nhưng không tìm được cơ hội a. Hứa Thuần Lương quay người giữ cửa mở ra, không cần chờ, chúng ta cái này tìm Triệu viện nói rõ lý lẽ đi. Nghiêm hồi ý dọa đến vội chạy tới đóng cửa, ngoan thoại ai đều sẽ nói, nhưng hung ác sự tình không phải mỗi người đều có thể làm ra, hắn xem như lĩnh giáo, Hứa Thuần Lương tiểu tử này so với mình ác hơn nhiều, qua sông tốt cũng có thể ăn lão tướng, thật đem Triệu Phi Dương cho kinh động đến, hắn chắc chắn sẽ không hướng về chính mình. Nghiêm hồi ý nói, ngươi tiểu tử này, đừng cho. Lãnh đạo thêm phiền. Hắn thế mà bị chọc giận quá mà cười lên, hướng Vu Hướng Đông nói, đến cùng. Là người trẻ tuổi, thật đúng là tức giận. Hắn đột nhiên liền trôi chảy. Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi vị lãnh đạo này không giúp chúng ta làm chủ, chúng ta chỉ có thể vượt cấp thượng cáo. Nghiêm hồi ý nói, ai nói ta không cho các ngươi làm chủ, đều ngồi xuống cho ta, tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm viện, ta cùng Triệu viện trưởng không quen. Ta thật không có hậu trường, người đừng nghe người ta nói mỏ. Nghiêm hồi ý nói, ta biết, ta làm sao có thể tin tưởng những lời đồn kia đâu, ngồi xuống nói. Vu Hướng Đông triệt để mộng bức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy, hai người này chơi gì vậy,
Vừa mới bắt đầu ngày mới lôi đấu địa lửa, cái này mới bao nhiêu lớn biết công phu liền trời quang mây tạnh, hai người cũng không tức giận, Nghiêm Hồi Ý cũng không cả lăm, phảng phất sự tình vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Hoàn toàn không khoa học a. Vu Hướng Đông dùng sức trở về chỗ một chút, rốt cục ý thức được, không phải không khoa học, mà là quá khoa học. Nghiêm Hồi Ý vẫn cho rằng Hứa Thuần Lương là Triệu Phi Dương người, nhưng là hắn không dám nói, Hứa Thuần Lương đem hắn không dám nói ra, Hứa Thuần Lương dám đối phó viện trưởng, là bởi vì sau lưng của hắn có một thanh tay Triệu Phi Dương làm chỗ dựa. Nghiêm Hồi Ý cho là hắn có thể lợi dụng quyền thế trấn trụ Hứa Thuần Lương, nhưng là Hứa Thuần Lương không ăn cái kia một bộ, câu câu không rời Triệu Phi Dương, còn muốn cùng Nghiêm Hồi Ý đi Triệu Phi Dương nơi đó nói rõ lý lẽ, kết quả Nghiêm Hồi Ý sợ, hắn căn bản cũng không dám đi, trước mắt hắn tại Trường Hưng tình cảnh cực kỳ xấu hổ, nếu như lại đắc tội Triệu Phi Dương, cuộc sống sau này khẳng định càng thêm khổ sở. Vu Hướng Đông phân tích xong phát hiện, Hứa Thuần Lương tiểu tử này thật sự là hữu dũng hữu mưu, hắn là thăm dò Nghiêm Hồi Ý tâm lý trạng thái, trải qua trận này, Nghiêm Hồi Ý cái này phó viện trưởng chắc là phải bị tiểu tử này ăn đến xít sao. Đương nhiên Nghiêm Hồi Ý một cái đường đường phó viện trưởng không có khả năng sợ hãi Hứa Thuần Lương, hắn sợ hãi chính là Hứa Thuần Lương phía sau Triệu Phi Dương. Nghĩ thấu đạo lý trong đó, Vu Hướng Đông thư thản, mình cũng phải mau chóng tìm chỗ dựa, chỉ cần theo đúng người, hắn Nghiêm Hồi Ý tính là cái gì chứ? Vu Hướng Đông cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhận thức đến hiện thực Nghiêm Hồi Ý triệt để bình tĩnh lại, thái độ cũng biến thành hòa ái rất nhiều, bệnh viện đối với chuyện này xử lý, ta cũng cảm thấy không ổn, nhưng Thái Vinh Quyên dù sao cũng là bệnh viện chúng ta kỹ thuật cốt cán, lúc trước món kia tranh chấp cũng không trách nàng, trong nội viện vì nàng giải quyết chuyện này cần đi chương trình, cho nên mới sẽ tướng trách nhiệm chia nhỏ, chứng thực đến người. Có thể là thụ Hứa Thuần Lương biểu hiện cổ vũ, Vu Hướng Đông nói chuyện cũng kiên cường, Nghiêm viện, Thái Vinh Quyên là bệnh viện kỹ thuật cốt cán không giả, nhưng bệnh viện cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Cuối cùng sự tình là từ bọn hắn y mỹ trung tâm ra, bảo vệ khoa cùng y tế chỗ đều là hỗ trợ cân đối mâu thuẫn, bệnh viện các đánh 50 đại bản cách làm đối với chúng ta quá không công bằng a. Nghiêm Hồi Ý nói, ý kiến của các ngươi ta cũng là nhận đồng, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi phản ứng, kỳ thật cá nhân ta cho rằng, các ngươi không nên đem chuyện này tính chất thấy quá nghiêm trọng, viện phương cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, đối với các ngươi xử phạt cũng là tượng trưng, sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm viện, lời này ta không tán đồng, sai chính là sai, đối liền là đúng, chúng ta rõ ràng không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì để chúng ta nhận gánh trách nhiệm. Vu Hướng Đông trên một điểm này cùng hắn lập trường nhất trí, lập tức đi theo gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, chuyện xảy ra cùng ngày, y tế chỗ gọi điện thoại để Thái Vinh Quyên qua đến giải quyết vấn đề nàng không chịu đến, về sau Chu chủ nhiệm để cho ta đi y Mỹ trung tâm tìm nàng, nàng còn không chịu đến, dẫn đến Đông Mỹ lệ cảm xúc kích động kẻ cầm đầu chính là nàng, không trách nàng trách ai a. Vu Hướng Đông giúp đỡ nói, chúng ta bảo vệ khoa đã tận cố gắng lớn nhất, nếu như lúc ấy chúng ta không tận lực, Đông Mỹ lệ liền từ cửa sổ nhảy xuống, nàng nếu là chết tại Trường Hưng, sẽ có hậu quả như thế nào các ngươi làm lãnh đạo hẳn là rõ ràng a. Chúng ta không có công lao coi như bỏ qua, làm sao ngược lại có lỗi rồi. Nói chúng ta không có bảo vệ tốt bản viện công nhân viên chức, lúc ấy loại kia tình trạng, chúng ta nếu là xông đi lên ngăn lại Đông Mỹ lệ, vòng tay tại thời điểm này rất bể, ta muốn hỏi hỏi các vị lãnh đạo, các ngươi có thể hay không giống hiện tại đối xử Thái Vinh Quyên đồng dạng đối đãi chúng ta? Có thể hay không giúp chúng ta giải quyết vấn đề? Có thể hay không để Thái Vinh Quyên phân gánh trách nhiệm? Hứa Thuần Lương phối hợp ăn ý, chắc chắn sẽ không, chúng ta là hành chính phòng, nói trắng ra chính là làm việc vặt chân chạy, đại biểu không được bệnh viện hạch tâm giá trị, tại lãnh đạo trong mắt chúng ta đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghiêm Hồi Ý nghe ra hắn đang nói ngồi châm chọc, tiểu Hứa, ngươi chớ cùng lấy đổ thêm dầu vào lửa, bệnh viện. Viện, đôi, đối mỗi vị nhân viên đều là đối xử như nhau. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm viện, ta đối chuyện không đối người, kỳ thật thật thích ngươi người này. Nghiêm Hồi Ý cùng Vu Hướng Đông đều sửng sốt, lúc này nói loại lời này có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, ngài tương đối chính trực, không thể nói lời nói dối, một nói láo ngài liền nói lắp. Vu Hướng Đông nhất thời nhìn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nghiêm Hồi Ý cầm Hứa Thuần Lương thật sự là không có cách, chỉ vào hắn nửa ngày không nói nên lời. Vu Hướng Đông nói, bệnh viện không có khả năng đối tất cả mọi người đối xử như nhau, chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng Thái Vinh Quyên nổi không thể để cho chúng ta lưng,
nàng hàng năm kiếm nhiều ít. Lao vụt mở ra, biệt thự ở, liền nàng bình thường cầm bao, cái nào không được với vạn. Ta nói những này không phải là bởi vì mắt của ta đỏ, người ta có thể kiếm tiền là người ta bản sự, chúng ta những người này không có bên ngoài thu nhập, mỗi tháng liền chỉ vào điểm này tích hiệu sinh hoạt, bệnh viện tại xử lý chuyện này thời điểm, có thể hay không suy tính một chút chúng ta tình huống hiện thật. Nghiêm Hồi Ý liên tục gật đầu, hắn hiểu được, đối với việc này khẳng định bọn hắn chịu ủy khuất, nhưng là hắn nói cũng không tính a. Nghiêm Hồi Ý nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật các ngươi có thể trực tiếp tìm Triệu Viện phản ứng một chút. Hắn ý tứ là chỉ bằng ngươi cùng Triệu Phi Dương quan hệ, còn sầu không giải quyết được chuyện này. Dày vò ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, chuyện này chúng ta chiếm lý sự tình liền phải giải quyết việc chung, căn bản không cần thiết vận dụng tư nhân quan hệ. Câu nói này lượng tin tức rất lớn, giống như nói rõ cái gì, lại hình như không nói gì. Nghiêm Hồi Ý nói, như vậy đi, các ngươi đem cùng ngày tình huống chi tiết báo cáo một lần, ta quay đầu tập hợp về sau trưng cầu một chút các lãnh đạo khác ý kiến. Vu Hướng Đông hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, không tự giác muốn nghe ý kiến của hắn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn bực, Hứa Thuần Lương so với mình nhỏ nhiều như vậy, mình làm sao lại ở bên cạnh hắn cùng cái phụ thuộc, bất chi bất giác liền duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Con hàng này thật có mạnh như vậy nhân cách mị lực. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng tại khoa thương lượng qua, chúng ta không cần thiết làm lặp lại lao động, trước đó nói đến đã đủ kỹ càng. Vu Hướng Đông chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, quen thuộc, đã bị tiểu tử này buộc chặt quen thuộc, không biết liền mang ý nghĩa bọn hắn không thừa nhận tự thân phải có trách nhiệm. Nghiêm Hồi Ý nói, tốt a, ta mau chóng cùng các lãnh đạo khác câu thông một chút. Hứa Thuần Lương cùng Vu Hướng Đông hai người rời đi Nghiêm Hồi Ý văn phòng, Vu Hướng Đông thở dài nói, chúng ta nếu là đứng vững áp lực không biết, có thể sẽ gây lãnh đạo không cao hứng. Hứa Thuần Lương nói, nếu là không có điểm nguyên tắc, sẽ cho người xem thường, nếu như chúng ta mở cái miệng này tử, về sau gặp lại cùng loại tranh chấp, đều có thể kéo tới trên đầu chúng ta đều phải gánh chịu liên quan trách nhiệm, liền chúng ta điểm này tích hiệu căn bản cũng không đủ phạt. Vu Hướng Đông đã không che giấu được đối với hắn thưởng thức, đi trước, hai ngày nữa mời người uống rượu. Hứa Thuần Lương trở lại y tế chỗ, nhìn thấy một mập mạp phụ nữ trung niên ngồi tại cái ghế của mình bên trên, Trình Tiểu Hồng gặp hắn trở về liều mạng hướng hắn nháy mắt. Hứa Thuần Lương buồn bực, nữ nhân này mình chưa thấy qua a, bình thường tới nói gây chuyện người bệnh đều ngồi tại chỗ tiếp khách, không có giống nàng dạng này tu hú chiếm tổ chim khách. Nữ nhân kia bỗng nhiên đứng dậy. Trực tiếp hướng phía Hứa Thuần Lương liền lao đến, ngươi là Hứa Thuần Lương a? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, là ta. Nữ nhân chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi quả thực là táng tận thiên lương a. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, đại tỷ, ta cũng không nhận ra ngươi, ta cũng không thể lối ra đả thương người a. Không có đắc tội ta, ngươi biết rõ nam nhân ta phát hỏa, còn cho hắn uống lúa mạch trà ngâm nhân sâm, cố ý để hắn phát hỏa, làm hại hắn đau răng. Người cái này không phải thầy thuốc nhân tâm, quả thực là lòng dạ rắn rết. Hứa Thuần Lương lúc này mới náo minh bạch trước mắt béo nữ nhân là Lâm Hữu Cương lão bà Hạ Kim Mai, từ ngày đó Lâm Hữu Cương hãm hại Trịnh Bồi An không thành, tại điều giải thất đột phát đau răng, Trịnh Bồi An để hắn khai ra phía sau màn sai xử người, hắn kiên quyết không theo, về sau đi khoang miệng khoa trị liệu, lại là uống thuốc lại là truyền dịch, dày vò mấy ngày một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có. Lâm Hữu Cương rơi vào đường cùng lại đi trung y khoa, hắn không dám treo Trịnh Bồi An hào, đặc địa treo trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn chuyên gia hào. Chu Minh Viễn cho hắn chẩn bệnh cùng Hứa Thuần Lương, đều là dương minh hỏa tà, hỏi thăm bệnh án quá trình bên trong biết được Lâm Hữu Cương uống mấy chén lúa mạch trà, Chu Minh Viễn tiếp tục truy vấn ngoại trừ lúa mạch trà bên ngoài còn ăn cái gì. Lâm Hữu Cương hồi ức ra lúa mạch trong trà còn ngâm miếng nhân sâm. Chu Minh Viễn nói cho Lâm Hữu Cương lúa mạch trà ngâm miếng nhân sâm tất cả đều là phát hỏa chi vật, nên là phát động hắn bệnh chứng nguyên nhân một trong. Cùng đi trưởng phu cùng đi xem bệnh Hạ Kim Mai nghe xong liền nổi giận đùng đùng đến y tế chỗ tìm Hứa Thuần Lương tính sổ sách, cái này mới có tình cảnh vừa nãy. Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình duyên cớ, ngựa bên trên biểu thị hiện tại cùng Hạ Kim Mai cùng đi nhìn xem, hắn muốn nghe Chu Minh Viễn chính miệng nói cho cùng hắn có quan hệ hay không. Trường Hưng trung y khoa đã cực độ héo rút, thậm chí ngay cả phòng bệnh đều không có, buổi chiều đến trung y khoa người xem bệnh cũng không nhiều, còn chưa đi vào cửa xem bệnh, liền nghe đến bên trong tiếng kêu rên. Thanh âm này Hứa Thuần Lương đã hết sức quen thuộc, đến từ Lâm Hữu Cương, con hàng này liên tiếp trị liệu mấy ngày, tây y trung y đều nhìn, đau răng chẳng những không có mảy may chuyển biến tốt đẹp,
ngược lại càng ngày càng nặng. Hứa Thuần Lương đi tới thời điểm, Chu Minh Viễn vừa mới giúp Lâm Hữu Cương châm cứu hoàn tất, hiệu quả cũng không rõ ràng, Lâm Hữu Cương vẫn là đau đến không muốn sống. Vừa nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi tới, Lâm Hữu Cương chỉ vào hắn nói hàm hồ không rõ, chính là hắn. Chính là hắn đem ta hại. Hạ Kim Mai khí thế hung hăng nói, ngươi nói nên làm sao xử lý. Nam nhân ta bị ngươi chơi đùa liền thừa nửa cái mạng, ta để ngươi bồi. Đại tỷ ngài đừng nóng vội a, ngài nam nhân mệnh ta thật không thường nổi, lại nói hắn bệnh này cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không thể đều ỷ lại trên người của ta. Hạ Kim Mai nói, làm sao không thể lại ở trên thân thể ngươi. Lúc đầu nam nhân ta đều tốt, chính là hắn cố ý cho chồng của ta hạ dược, người nói ngươi một cái bác sĩ làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Người đây là mưu tài sát hại tính mệnh, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Hứa Thuần Lương một chút cũng không có sinh khí, cười tủm tỉm nhìn qua Chu Minh Viễn nói, Chu chủ nhiệm, những lời này đều là ngươi cùng bọn hắn nói. Chu Minh Viễn nói, giữa các ngươi sự tình ta không rõ ràng, ta chỉ là luận sự, người bệnh nói hắn uống một chén lúa mạch trà ngâm nhân sâm. Hắn nội hỏa quá vượng, hiện tại thiên can khô, ngoại hỏa cường thịnh, lúa mạch cùng hồng sâm đều là phát hỏa chi vật, một khi uống chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Lâm Hữu Cương che miệng, chính là hắn cho ta uống, hắn có chủ tâm hại ta. Hứa Thuần Lương cố ý nói, rất đau a. Nói nhảm, quai hàm xương đều cùng mông cánh tử, có thể không thương sao? Hạ Kim Mai chống nạnh trừng mắt hận không thể tướng Hứa Thuần Lương ăn. Chu chủ nhiệm không phải cho ngươi đâm qua châm, làm sao còn không có giảm bớt. Chu Minh Viễn sắc mặt trầm xuống, con hàng này có ý tứ gì? Ngay trước nhiều người như vậy là nói mình y thuật không được sao? Hứa Thuần Lương nói, có ít người a, gặp được vấn đề không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, liền biết hướng trên thân người khác đẩy. Hắn hướng Lâm Hữu Cương đi đến, Hạ Kim Mai cho là hắn nghĩ đối với mình nam nhân bất lợi, tranh thủ thời gian cản ở trước mặt hắn, ngươi muốn làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta giúp hắn theo hai lần, nếu như chị không hết hắn đau răng, các ngươi tiền thuốc men ta bao hết. Hạ Kim Mai là không có chút nào tin tưởng, nhưng Hứa Thuần Lương lời nói đến mức thực sự quá vẹn toàn, nàng cũng không phải là đồ đần, liền để hắn theo hai lần cũng không sao, chữa khỏi đương nhiên tốt nhất, nếu như chị không hết, liền để hắn đem tiền thuốc men cho báo, đại khái suất là không chữa khỏi. Hạ Kim Mai lui qua một bên, nàng ngược lại muốn xem cái này thanh niên có thể có bản lãnh gì. Hứa Thuần Lương đi vào Lâm Hữu Cương trước mặt, tướng tay của hắn dắt. Chu Minh Viễn nhìn ở trong mắt, khịt mũi coi thường, còn tưởng rằng hắn thật từ hồi xuân đường học cái gì khó lường bí kỹ, còn không phải lựa chọn xoa bóp hợp cốc huyệt, ấn ép hợp cốc huyệt chậm lại răng đau đớn, tại trung y bên trong là nhất là dễ hiểu phương pháp, cơ hồ mỗi cái nhập môn thầy thuốc đều hiểu được. Hứa Thuần Lương tựa hồ cảm thấy được Chu Minh Viễn tâm tư, chuyển hướng hắn nhìn thoáng qua, cười nói. Huyệt vị mặc dù giống nhau, thủ pháp có cao thấp. Hắn khiến Lâm Hữu Cường uốn lượn ngón cái cùng ngón trỏ, hai ngón tay đầu ngón tay sờ nhẹ, đứng lên tay cầm không quyền. Hứa Thuần Lương nhẹ nắm Lâm Hữu Cường quyền bên ngoài, lấy ngón cái lòng bàn tay, thẳng đứng ép xuống, chính xác rơi vào Lâm Hữu Cường hợp cốc trên huyệt. Hợp cốc, xuất từ linh khu bản thâu, lại tên hổ khẩu, thuộc thủ dương minh đại tràng kinh. Hợp cốc huyệt vị tại MU bàn tay, thứ nhất, hai xương bàn tay ở giữa. Thứ hai xương bàn tay nạo bên cạnh trung điểm chỗ. Nén hợp cốc huyệt, có thư trải qua thông lạc, chấn tĩnh giảm đau, thanh nhiệt giải biểu tác dụng. Kỳ thật Chu Minh Viễn trước đó liền vì Lâm Hữu Cương nén qua hợp cốc huyệt, vừa rồi châm cứu, cũng tại hợp cốc huyệt hành châm, nhưng hiệu quả thực tế cũng không rõ ràng. Nói đến kỳ quái, Hứa Thuần Lương chỉ án hai lần, Lâm Hữu Cương cũng cảm giác được đau đớn giảm nhẹ đi nhiều, đã không giống vừa rồi như vậy khó mà chịu đựng, hắn hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta ngày đó có hay không khuyên qua ngươi. Muốn trị tận gốc dương minh hỏa tà chứng bệnh, ngươi hẳn là đi tìm Trịnh Bồi An chủ nhiệm, thuật nghiệp hữu chuyên công, toàn bộ trường hương tài châm cứu cao nhất chính là Trịnh chủ nhiệm. Lâm Hữu Cương im lặng không nói, Hứa Thuần Lương vừa nói chuyện một bên có tiết tấu vì hắn xoa bóp hợp cốc huyệt, thủ pháp rất nặng, ấn ép chỗ vừa chua lại đau, nhưng loại này đau đớn là tại hắn trong phạm vi chịu đựng, bởi vì loại cảm giác này. Hắn trong thời gian ngắn không để ý đến răng đau đớn, trong này cũng tồn tại đau đớn chuyển di nguyên nhân. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hạ Kim Mai mặc dù đối y học nhất khiếu bất thông, nhưng nhà mình nam nhân phản ứng nàng còn có thể nhìn ra được. Vừa rồi Lâm Hữu Cương đau đến muốn chết muốn sống, lúc này thế mà bình tĩnh lại, chứng minh Hứa Thuần Lương vừa ra tay liền có hiệu quả.
Chu Minh Viễn đã từng chứng kiến qua Hứa Thuần Lương thủ pháp điểm huyệt, nhưng lần trước là trừng phạt đối thủ, hôm nay mới lần thứ nhất chứng kiến hắn trị bệnh cứu người. Chu Minh Viễn trong lòng lại là mê hoặc lại là xấu hổ, ấn ép đồng dạng huyệt đạo, vì cái gì hắn giảm đau hiệu quả rõ ràng như thế, vì sao mình lại là xoa bóp lại là châm cứu không hề có tác dụng. Chẳng lẽ coi là thật bị Hứa Thuần Lương nói trúng rồi. Huyệt vị mặc dù giống nhau, thủ pháp có cao thấp. Khiến Chu Minh Viễn xấu hổ phải là, Hứa Thuần Lương liền đường hoàng tại hắn phòng làm người chữa bệnh, còn tốt không có những bệnh nhân khác, nhưng chuyện này nếu là truyền đi, mình mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hứa Thuần Lương nén hợp cốc huyệt về sau, lại lựa chọn cùng là thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh ba gian huyệt, cùng điểm xuất phát Thương Dương huyệt, cái này ba cái huyệt đạo đều ở vào phần tay, bên ngoài đi xem ra Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi cũng chính là nén người bệnh phần tay, nhưng tại Chu Minh Viễn cái này người trong nghề xem ra, tiểu tử này thủ pháp đấm bóp cao minh chi cực. Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh chính là 12 kinh mạch một trong, thủ Tam Dương Kinh một trong, cùng thủ Thái Âm Phế Kinh tướng trong ngoài. Bên trên tiếp thủ Thái Âm Phế Kinh tại ngón trỏ, hạ tiếp thúc Dương Minh Vị Kinh tại mũi bên cạnh. Kinh mạch phân bố tại ngón trỏ, chi trên cạnh ngoài trước, vai trước, cái cổ, gò má, mũi bên cạnh. Lạc mạch, trải qua đường phân biệt tới trong ngoài tương liên, trải qua gân phân bố tại ngoại bộ. Thủ huyệt là Thương Dương, mạt huyệt là Nghênh Hương, tả hữu các 20 huyệt. Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh dị thường thường thấy nhất triệu chứng chính là răng đau nhức nhào bột mì gò má bộ sưng. Bản kinh huyệt chủ chỉ có quan hệ tân tương quan chứng bệnh, như là, con mắt mờ nhạt, miệng khô, mũi lưu thanh nước mắt hoặc chảy máu, yết hầu đau nhức, răng đau nhức, vai trước, cánh tay bộ đau nhức, ngón trỏ đau đớn, hoạt động bất lợi. Nhân thể đang giận thịnh có thừa lúc, kinh mạch chỗ qua bộ vị phát nhiệt, sưng, mà khí hư không đủ lúc, thì rét run, run rẩy, khó mà phục ấm. Hứa Thuần Lương vẻn vẹn vì Lâm Hữu Cương xoa bóp hơn 10 phút, hắn liền đã cảm giác không thấy răng đau đớn. Cặp vợ chồng từ vừa mới bắt đầu đối Hứa Thuần Lương cừu thị cũng biến thành kính sợ, khi bọn hắn ý thức được cái này vị trẻ tuổi có thể chúa tể thân thể của hắn chứng bệnh thời điểm, sinh sinh kính sợ tâm cũng là không thể tránh được. Hứa Thuần Lương buông ra Lâm Hữu Cương hai tay, Dương Minh Hỏa Tà mặc dù không phải cái gì bệnh nặng, nhưng tích lũy tháng ngày, tích hủy tiêu xương. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân, ngày đó ta sẽ nói cho người biết, lửa vì Dương Tà, tổn thương tân hao tổn khí, sinh phong động máu, nhiễu loạn tâm thần. Người dương khí tràn ra ngoài triệu chứng so với hai ngày trước càng thêm nghiêm trọng, sớm một ngày trị liệu, liền có thể ít sói mòn một chút dương khí. Hạ Kim Mai biểu lộ rõ ràng mang theo cung kính, Hứa bác sĩ, người nói cái gì ta nghe không biết rõ. Hứa Thuần Lương nói, trượng phu ngươi nếu là lại trễ trị liệu, đại tỷ ngươi về sau liền muốn thủ hoạt quả. Hạ Kim Mai vòng tròn lớn mặt liền đỏ lên, tiểu tử này làm sao không biết e lệ, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Trong lòng thầm than đừng đề cập sau đó, ta đều thủ hoạt quả hơn nửa năm. Hứa Thuần Lương có thể cảm giác được Chu Minh Viễn địch ý sâu đậm, hắn cũng không muốn lưu lại, quay người rời đi trung y khoa phòng khám bệnh, đi chưa được mấy bước, Hạ Kim Mai liền từ phía sau đuổi theo, Hứa. Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương đã sớm dự liệu được nàng đến theo tới, dừng bước lại cười tủm tỉm nói, đại tỷ còn có chuyện gì? Hạ Kim Mai nói, Hứa chủ nhiệm, ta có thể nhìn ra, ngươi là thật có trình độ. Có thể hay không giúp nam nhân ta đem bệnh căn chữa lành. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng chính là mới nhìn qua nơi sâu trong nhà, ta điểm ấy y thuật đều là cùng Trịnh chủ nhiệm học được. Hạ Kim Mai thở dài nói, ta cũng nghe nói Trịnh chủ nhiệm lợi hại, nhưng nhà ta trước kia tử nói cái gì không chịu đi tìm hắn trị, cũng không biết hắn cái nào gân dựng sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Với ai không qua được cũng không thể cùng mình không qua được. Ta đoán chừng hắn khả năng không có nói thật với ngươi. Hứa Thuần Lương đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần. Hạ Kim Mai quả thật không biết Lâm Hữu Cương hãm hại Trịnh Bồi An sự tình, sau khi nghe xong hoảng sợ nói, phải chết cái này trời đánh, sao có thể làm thất đức như vậy sự tình, nhìn ta không xé nát miệng của hắn. Lúc này viện trưởng Triệu Phi Dương tại một đám người chen chúc hạ ngay tại phòng khám bệnh thị sát, Hứa Thuần Lương vốn định né tránh, nhưng Triệu Phi Dương đã nhìn thấy hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay nói: Tiểu Hứa, tới đây một chút. Trước mặt nhiều người như vậy bị Triệu Phi Dương điểm danh, Hứa Thuần Lương chỉ có thể cười đi tới. Cùng đi Triệu Phi Dương có Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú, Môn Trần Bộ chủ nhiệm Hình Quốc Hoa, Nhân sự Khoa Khoa trưởng Mã Hồng Mai, Viện chủ nhiệm lớp Lưu Đăng Khoa, Hành Phong Ban chủ nhiệm Tiền Hải Yến, còn có mấy tên phòng khám bệnh phòng người phụ trách. Hứa Thuần Lương đi vào Triệu Phi Dương trước mặt, cười nói, Triệu Viện, ngài có dặn dò gì?
nay thiên môn xem bệnh lớn kiểm tra ngươi cái này y tế chỗ người phụ trách làm sao không tham gia. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, không ai cho ta biết ha. Hắn là ăn ngay nói thật, nhưng đoàn người bên trong có người dám đến không được tự nhiên. Lần này phòng khám bệnh lớn kiểm tra là từ viện chủ nhiệm lớp Lưu Đăng Khoa phụ trách thông chi, bình thường tới nói y tế chỗ chủ nhiệm khẳng định là muốn thông chi, nhưng là từ khi Chu Văn Bân bị rút lui về sau, y tế chỗ chủ nhiệm vị trí vẫn huyền không, Hứa Thuần Lương là tạm thời chủ trì công việc, cấp trên lại không công khai đoạn dưới để hắn làm y tế chỗ chủ nhiệm. Lưu Đăng Khoa cho rằng Hứa Thuần Lương không đủ tư cách, cho nên đem hắn cho lướt qua, lần này kiểm tra đã chuẩn bị kết thúc, Triệu Phi Dương cũng không nói gì. Ai có thể nghĩ gặp được Hứa Thuần Lương về sau, hắn sẽ làm chúng nhắc lên chuyện này. Kỳ thật không chỉ là Lưu Đăng Khoa, tham dự lần này lớn kiểm tra người phổ biến cho rằng Hứa Thuần Lương không đủ tư cách tham gia. Lưu Đăng Khoa mau tới trước một bước, hướng Triệu Phi Dương nói, Triệu Việt, là ta sơ sót. Dưới tình huống bình thường, sự tình cũng liền qua loa đi qua, nhưng Triệu Phi Dương nhướng mày, ngươi làm sao làm công việc. Kiểm tra phòng khám bệnh công việc y liệu. Thế mà ngay cả phụ trách chữa bệnh quản lý công tác y tế chỗ chủ nhiệm đều không thông chi. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Triệu Phi Dương trước mặt mọi người thừa nhận Hứa Thuần Lương y tế chỗ chủ nhiệm địa vị. Lưu Đăng Khoa bị đương chúng răn dậy, khuôn mặt đỏ đến cổ rễ, người sáng suốt đều nhìn ra ảo diệu bên trong, mới viện trưởng đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lưu Đăng Khoa là trước nhâm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa thân tín, Cố Hậu Nghĩa rời chức về sau. Mọi người cho rằng cái thứ nhất bị thay thế đi người liền hẳn là hắn. Mới viện trưởng đến thời gian mặc dù không dài, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được hắn cường thế, tiền nhiệm bắt đầu liền đối trong nội viện tổ chức kết cấu tiến hành quyết đoán cải cách, trong lúc nhất thời Cố Hậu Nghĩa đi qua thành viên tổ chức người người cảm thấy bất an, mặt ngoài bình tĩnh Trường Hưng bệnh viện cấp lãnh đạo, bí mật ngay tại dày đặc hành động, có người thất sủng, liền sẽ có người thượng vị. Cũ mới giao thế thời khắc, nổi lên vô số cơ hội. Người thông minh ai cũng không thể thờ ơ. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút khó chịu, Triệu Phi Dương lại lợi dụng mình một lần, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói gì, gia nhập kiểm sát đội ngũ đại quân, nghe Triệu Phi Dương tại phía trước chỉ điểm Giang Sơn. Hứa Thuần Lương có thể phát giác được Lưu Đăng Khoa đối với mình hận ý ngập trời, thật sự là có chút bất đắc dĩ, người hận ta làm cái gì? Cũng không phải ta muốn hố ngươi, là Triệu Phi Dương nhìn ngươi không vừa mắt có được hay không? Còn tốt kiểm tra vốn là tới gần hồi cuối, một đám người đi công kiểm khoa dạo qua một vòng nguyên địa giải tán, cả trong cả quá trình Lưu Đăng Khoa mang theo ủy khuất ghi chép Triệu Phi Dương chỉ thị. Triệu Phi Dương để mọi người riêng phần mình trở về cương vị, lại đem Hứa Thuần Lương cho gọi lại, Hứa Thuần Lương hiện tại là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vô luận hắn có nguyện ý hay không đều thành trong mắt người khác mới viện trưởng thân tín. Có ghen ghét, tự nhiên cũng có hâm mộ, tuổi còn trẻ liền dựa vào bên trên Triệu Phi Dương cây to này. Tương lai đều có thể. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa, ta nghe nói người đối y Mỹ trung tâm kết quả xử lý khá là cảm xúc. Hứa Thuần Lương đoán chừng nghiêm hồi ý đem hắn cùng Vu Hướng đồng ý kiến đã hướng Triệu Phi Dương phản ứng qua, Triệu Viện, ta không có tâm tình gì, chính là không muốn thay người cõng nồi. Triệu Phi Dương nở nụ cười, vậy cũng phải nhìn là cái gì nồi, nếu là miệng kim nồi đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ kim nồi cũng là nồi. Nghĩ lừa phỉnh ta, ngươi còn non lắm. Triệu Phi Dương gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn tâm động, ta vừa tới Trường Hưng, nhất định phải bảo trụ Trường Hưng cơ bản bàn, tận khả năng lưu lại các phòng ngành học người dẫn đầu, nghiệp vụ cốt cán, chỉ có bọn hắn an tâm làm việc, chúng ta Trường Hưng sự phát triển của tương lai mới có bảo hộ. Ý của ngài là bọn hắn trọng yếu hơn. Triệu Phi Dương cười nói, không có người nào so với ai khác quan trọng hơn. Cũng không có cái gì người không thể bị thay thế, bao quát chính ta. Hắn hướng cổ xưa phòng bệnh cao ốc nhìn thoáng qua, liền trước mắt mà nói, ổn định áp đảo hết thảy, nếu như bệnh viện chúng ta nghiệp vụ cốt cán tất cả đều đối ta cái này mới tới lãnh đạo đã mất đi lòng tin, lấy tư lịch của bọn họ không lo tìm không thấy tốt hơn chỗ. Hứa Thuần Lương thừa nhận Triệu Phi Dương nói đến đều là sự thật, nhưng là hắn không thích Triệu Phi Dương lợi dụng mình đến chèn ép người khác cách làm. Triệu Phi Dương nói, người rất thông minh. Ta ngươi nên có thể lý giải. Ta nghe ngài, Hứa Thuần Lương nói ra câu nói này thời điểm, cảm giác trong xương mình lộ ra dối trá. Bồi tiếp Triệu Phi Dương trở về hành chính ký túc xá, đoạn đường này bị không ít người trông thấy. Chờ hắn trở lại y tế chỗ, Trình Tiểu Hồng đã được đến tin tức, ánh mắt nhìn hắn đã không có hai ngày trước không cam lòng, mà là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Triệu Phi Dương ngay trước mặt của nhiều người như vậy công khai xác định Hứa Thuần Lương y tế chỗ người phụ trách thân phận.
nhưng là một ngày tổ chức khoa không có chính thức đoạn dưới, Hứa Thuần Lương vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Kỳ thật trong nội viện cũng có rất nhiều người để mắt tới y tế chỗ nơi này chống chỗ, ngay tại tích cực hoạt động, y tế chỗ chủ nhiệm, chính khoa cấp, đối có ít người tới nói đã là cả đời này chung cực phấn đấu mục tiêu. Hứa Thuần Lương cùng Vu Hướng Đông chống lại vẫn là làm ra tác dụng, y Mỹ trung tâm sự kiện cuối cùng nhận gánh trách nhiệm chính là Chu Văn Bân, bởi vì phát sinh tranh chấp thời điểm, Chu Văn Bân vẫn là y tế chỗ chủ nhiệm, cụ thể phụ trách chuyện này là Trình Tiểu Hồng, cho nên xử phạt Hứa Thuần Lương cũng là không hề có đạo lý. Chu Văn Bân đã trở về đơn vị làm việc, trước mắt được an bài tại bệnh án thất là cấp 2 chức năng phòng, lệ thuộc vào y tế chỗ. Vừa về đến lúc làm việc, hắn trên cơ bản đều trốn ở bệnh án thất, tận lực không ra ngoài, phòng ngừa cùng đồng sự tiếp xúc. Qua một tuần lễ, hắn mới chậm rãi điều chỉnh tâm lý trạng thái, loại sự tình này cũng không có gì ngượng ngùng, trong nội viện yêu đương vụng trộm lại không chỉ chính mình một cái, ai trò cười ai. Trong nội viện đối với hắn thêm vào xử phạt, để hắn tiến một bước sinh ra vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Đã luân lạc tới loại tình trạng này, lại xấu còn có thể xấu đi nơi nào. Chu Văn Bân có không ít vật phẩm tư nhân lưu tại y tế chỗ, tiến đến thu thập thời điểm, tự nhiên muốn cùng đi qua thuộc hạ chạm mặt. Trình Tiểu Hồng nhìn thấy Chu Văn Bân tiến đến, có phần hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết ứng nên gọi hắn như thế nào. Hứa Thuần Lương so với nàng phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều, tranh thủ thời gian đứng dậy hô, Chu chủ nhiệm tới, ngài ngồi, ta cho ngài châm trà đi. Chu Văn Bân đủ loại cảm giác xông lên đầu, hắn vốn cho là mình đã nghĩ thoáng buông xuống. Nhưng trở lại y tế chỗ mới ý thức tới mình vẫn là không cách nào bột đối những người tuổi trẻ này, ngượng ngùng nói, không phiền toái, ta tới bắt ít đồ, lập tức đi ngay. Hứa Thuần Lương đã tay chân lanh lẹ giúp hắn rót chén trà, mời hắn tọa hạ, Chu chủ nhiệm, ngồi một hồi a. Chu Văn Bân xuất hiện để Trình Tiểu Hồng có chút xấu hổ, nàng là thật không biết nói cái gì cho phải, một cái tiền nhiệm lãnh đạo, một cái đương nhiệm cấp trên, nàng lấy cớ muốn đi ra ngoài đưa văn kiện, mau chóng rời đi y tế chỗ. Chu Văn Bân đi vào bàn làm việc của mình trước, kéo ra ngăn kéo bắt đầu thu thập, cũng không dám mắt nhìn thẳng Hứa Thuần Lương, sợ tiểu tử này hỏi ra cái gì để cho mình khó chịu chủ đề. Chu chủ nhiệm, bệnh án thất bên kia bận bịu thong thả. Chu Văn Bân lắc đầu, chịu đựng, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này là đang chê cười ta sao? Hắn cũng nghe nói, mới tới viện trưởng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ không phải bình thường, không phải làm sao có thể để hắn chủ trì y tế chỗ công việc. Nghĩ từ bản thân còn không có chúc mừng hắn cao thăng, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiểu Hứa, chúc mừng a. Lúc nói lời này trong lòng chua chua. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì nhưng chúc mừng, ta chính là quá độ hai ngày, chờ có thí sinh thích hợp, ta nên làm gì vẫn là làm gì, ngài cũng không phải không biết ta đối y tế chỗ công việc nhất khiếu bất thông. Chu Văn Bân nói, cũng không thể nói như vậy, ta là biết đến, ngươi thật sự có năng lực, triệu viện trưởng chi nhân thiện nhậm. Hắn vội vàng dọn dẹp, không cẩn thận rớt xuống một hộp ngải lực đạt. Hứa Thuần Lương tay mắt lanh lẹ giúp hắn cho nhặt lên, Chu Văn Bân thẹn đến mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian nhận lấy nhét vào trong túi nhựa. Hứa Thuần Lương đi qua mặc dù không có học qua Tây Y, nhưng đến bệnh viện cũng có một đoạn thời gian, đối một chút dược vật cũng có hiểu rõ, ngải lực đạt tên khoa học gọi acid chlorhydric vadenafil, có trợ sinh lực hiệu quả, Chu Văn Bân giấu đủ sâu, đi qua còn thật không biết hắn nóng như vậy tham sống sống. Nhìn lão Chu tướng mạo, rõ ràng có chút khí huyết không đủ, lợi dụng thuốc tây trợ sinh lực, chỉ phần ngọn mà không chỉ tận gốc, phương diện này nghĩ triệt để cải thiện còn phải là trung y. Chu Văn Bân vì hóa giải xấu hổ, nóng lòng nói sang chuyện khác, tiểu Hứa, ngươi đi mau đi, ta rất nhanh liền thu thập xong, chờ ta thu thập sạch sẽ, ngươi chuyển tới đi. Hắn đối Hứa Thuần Lương năng lực hay là vô cùng công nhận, phản chính tự mình muốn đi, không bằng làm thuận nước dong thuyền, hắn làm việc vị là y tế chỗ tốt nhất. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn ở một bên Chu Văn Bân cũng không được tự nhiên, vừa vặn nhân sự khoa người tới mời hắn đi qua một chuyến. Nhân sự khoa trưởng Mã Hồng Mai tìm hắn là thông chi hắn thay đổi nhân sự, viện lãnh đạo cân nhắc y tế chỗ công làm so sánh bận rộn, thế là cho bọn hắn mới tăng hai tên khoa viên, một cái gọi Dương Trấn Cương, 32 tuổi, đi qua phóng xạ khoa chủ quản kỹ sư, người này là trong nội viện nổi danh thứ nhì đầu, cơ hồ cùng phóng xạ khoa tất cả đồng sự đều phát sinh qua mâu thuẫn. Hai tháng trước bởi vì lọt vào bệnh nhân khiếu nại mà đợi cương vị, phóng xạ khoa bên kia đem hắn đưa đến nhân sự khoa, nói cái gì không muốn tiếp thu, Dương Trấn Cương mình cũng không muốn trở về đập phiến tử, hắn thông qua người quen tìm quan hệ, trong nội viện thế mà đem hắn an bài tại y tế chỗ.
Một cái khác là Sương một khoa y sĩ trưởng Hoàng Lập Đức, hắn 43 tuổi, xin phó chức cao Sương 3 lần đều không có thông qua, mắt thấy tại phòng bên trong bị từng cái hậu bối vượt qua, biết mình ở lại cũng không có tiền đồ, chủ yếu hơn là tay hắn thuật trình độ không được, tại khoa bên trong thụ xa lánh, cùng lưu tại khoa chỉnh hình ở cuối xe, không bằng chuyển sang nơi khác tìm cơ hội. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết cái này hai đều là cá nhân liên quan, đến y tế chỗ mục đích cũng hết sức rõ ràng, đều biết hiện tại y tế chỗ chưa có xác định chủ nhiệm, đoán chừng đều là nhớ vị trí này tới. Hứa Thuần Lương đối với mình tình trạng trước mắt có rõ ràng nhận biết, Cao Tân Hoa cũng giúp hắn phân tích qua, mặc dù trong nội viện để hắn lâm thời chủ trì y tế chỗ công việc, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể trở thành y tế chỗ chủ nhiệm, dù sao hắn tuổi còn rất trẻ, công việc còn chưa tới nửa năm. Triệu Phi Dương coi như lại cấp tiến, cũng không có khả năng để hắn ngồi tại vị trí trọng yếu như vậy bên trên, một khi có thích hợp hơn nhân tuyển, Hứa Thuần Lương liền muốn thoái vị. Nhân sự khoa nói là trưng cầu Hứa Thuần Lương ý kiến, trên thực tế là thông chi, Hứa Thuần Lương coi như phản đối cũng không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nhân sự khoa khoa trưởng Mã Hồng Mai cùng Cao Tân Hoa là bạn tốt, cho nên nàng đối Hứa Thuần Lương cũng phi thường chiếu cố, lo lắng an bài như vậy Hứa Thuần Lương sẽ có ý tưởng. Bổ sung nói rõ nói, tiểu Hứa A, người chủ trì y tế chỗ công việc, hai cái này người mới liền giao cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, bọn hắn cũng không phải người mới, ta mới là người mới. Mã Hồng Mai nói, mặc kệ bọn hắn đến bệnh viện bao lâu, đi y tế chỗ chính là người mới, người chính là bọn hắn lãnh đạo. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta người lãnh đạo này danh bất chính, ngôn bất thuận, còn không biết ai lãnh đạo ai. Chưa chừng hai ngày nữa trong nội viện liền tuyên bố trong hai người này một cái đảm nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm, nếu thật là như thế, mình liền thành chê cười. Hắn lúc đầu căn bản là không có coi trọng y tế chỗ chủ nhiệm danh hiệu, nhưng trong nội viện làm như vậy, để hắn có chút khó chịu, làm ta cái gì? Tá ma giết lừa sao? Vấn đề là cái này mày ta còn lôi kéo đâu? Trở lại văn phòng, Chu Văn Bân đã đi, Trình Tiểu Hồng ngay tại thu thập bàn làm việc của hắn. Bởi vì Chu Văn Bân quá khứ là y tế chỗ chủ nhiệm, hắn bàn làm việc vị trí là tốt nhất. Trình Tiểu Hồng nhắc nhở Hứa Thuần Lương đem đồ vật rời đi qua, trong lòng nàng đã thừa nhận Hứa Thuần Lương lãnh đạo mình hiện thực. Hứa Thuần Lương đem lập tức tới hai vị thành viên mới tin tức nói cho nàng, Trình Tiểu Hồng nghe xong liền nổ, làm cái gì? Kia hai cái đều người nào a? Chúng ta y tế chỗ thành thu nhận chỗ. Hứa Thuần Lương nói, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Ngươi vừa tới. Đối rất nhiều tình huống không hiểu rõ, cái kia Dương Chấn Cương, nổi danh thứ nhì đầu, người đi phóng xạ khoa hỏi một chút, có ai không có bị hắn đắc tội qua. Ngang ngược vô lý, không phải là không ngừng, còn có cái kia Hoàng Lập Đức, hắn khai đao không được, suốt ngày chơi mạt trược. Hai người bọn hắn đều là bị phòng đuổi ra ngoài, loại người này ngươi cũng muốn. Trình Tiểu Hồng oán trách một trận, bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được tại nhân sự an bài bên trên, Hứa Thuần Lương không quyền lên tiếng. Mặc dù mình xưng hô hắn là Hứa chủ nhiệm, nhưng trong nội viện không có chính thức đoạn dưới. Trình Tiểu Hồng xử lý hành chính công việc đã 4 năm, rõ ràng trong đó tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm, quyết định một người có thể hay không đạt được trọng dụng nguyên nhân, không ở đây ngươi bản thân năng lực, mà ở chỗ lãnh đạo đối ngươi năng lực tán thành. Dù là tất cả mọi người cho rằng ngươi không được, nhưng là lãnh đạo cho rằng ngươi đi, ngươi liền có thể thượng vị. Đi qua chủ nhiệm Chu Văn Bân không có gì năng lực, cả ngày vẩy nước kiếm sống. Nhưng liền bởi vì hắn là cố hậu nghĩa đồng hương, liền có thể lên làm y tế chỗ chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương mặc dù có năng lực, nhưng là không có văn bằng không có tư lịch, nhưng là lãnh đạo thích, thế là hắn có thể lãnh đạo chính mình. Nghĩ thấu đạo lý trong đó, Trình Tiểu Hồng trong lòng điểm này không công bằng lập tức tan thành mây khói, nàng thậm chí có chút đồng tình Hứa Thuần Lương, đều coi là Hứa Thuần Lương có thể đặc biệt trở thành y tế chỗ chủ nhiệm, hiện giữa đường sinh biến, vạn nhất chức vị sa sút, hắn được nhiều thất vọng. Trình Tiểu Hồng hữu nghị nhắc nhở, Hứa chủ nhiệm, người đến đề cao cảnh giác, có chút quan hệ nên đi động cũng phải bắt gấp đi lại. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng ý tứ, cười nói, Trình chủ nhiệm, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Đẹp vô cùng ngực lớn khai trương nghi thức khiến cho oanh oanh liệt liệt, khai trương cùng ngày đặc địa mời tới một vị hương giang quá khí nữ ca sĩ cắt băng, mặc dù là tam lưu ca sĩ, vẫn rất có chút nổi tiếng, dựa vào soát mặt vẫn có thể tại nội địa ăn một đợt tiền lãi. Bởi vì giai đoạn trước tuyên truyền làm được phi thường đúng chỗ, khai trương thời điểm, hiện trường vọt tới mấy trăm tên trung thực bánh phở, lại thêm xem náo nhiệt người vây xem, hiện trường chen lấn chật như nêm cối. Hồi xuân đường đại môn đều cho chặn lại, Hứa lão gia tử có chút bất đắc dĩ,
dứt khoát đóng cửa lại không tiếp tục kinh doanh một ngày. Bản trông cậy vào đẹp vô cùng ngực lớn khai trương về sau có thể không nhận tạp âm quấy nhiễu, làm sao đều không nghĩ tới, người ta khai trương ngày đầu tiên đem hắn bức cho ngừng kinh doanh. Hôm nay là thứ bảy, Hứa Thuần Lương cũng không có đi làm, nhìn ra lão gia tử tâm tình không tốt, khuyên hắn đi công viên đi tản bộ, tránh khỏi ở nhà bị sát vách tạp âm quấy nhiễu. Bùi Lâm sớm liền cho hắn đưa thiệp mời, theo lễ phép, Hứa Thuần Lương mua hai cái giỏ hoa đưa qua, bản ý của hắn là tại lạc khoản bên trên viết hồi xuân đường, nhưng ra ra nói cái gì đều không đồng ý, cuối cùng Hứa Thuần Lương chỉ có thể ký lên tên của mình. Bùi Lâm Bùi Ngọc tỉ muội đều ăn mặc thật xinh đẹp, một trái một phải hầu ở quá khí nữ ca sĩ bên cạnh, cảm giác hai người bọn họ nhan trị so vị kia nữ minh tinh còn tốt nhìn một chút. Hôm nay ba người trang phục đều đi gợi cảm gió, bộ ngực siết đến phình lên. Dù sao cũng là ngực lớn cơ cấu, thân là lão bản đến hiện thân thuyết pháp, nếu chính ngươi đều cơ ngực thường thường, hộ khách khẳng định cho rằng ngươi hiệu quả trị liệu không được. Hứa Thuần Lương vốn định đưa xong lãng hoa liền đi, ai có thể nghĩ gặp thần kinh nội khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Triệu Vĩnh Thắng cùng Bùi Lâm quan hệ cá nhân rất tốt, tới cổ động cũng đúng là bình thường. Triệu Vĩnh Thắng mặc màu đen áo thun, màu xám quần thường, mang theo kính râm, mặc dù người đã trung niên, cũng là phong độ nhẹ nhàng, hắn tại hiện trường người quen không nhiều, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, có chút hiếu kỳ hắn xuất hiện ở đây, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Hứa Thuần Lương là thông qua mình dẫn kiến mới nhận biết đến Bùi Lâm, không nghĩ tới hai người trong âm thầm đã có giao tình. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết nguyên nhân, Triệu Vĩnh Thắng lúc này mới ý thức được hồi xuân đường liền mở tại sát vách, làm hàng xóm đến đây chúc mừng cũng đúng là bình thường, nguyên là mình suy nghĩ nhiều. Bùi Lâm nhìn thấy bọn hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón, Triệu chủ nhiệm, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Triệu Vĩnh Thắng cười nói, người tiệm mới khai trương, ta người bạn cũ này có thể nào không tới. Ánh mắt không tự chủ được bị Bùi Lâm bộ ngực cao vút hấp dẫn, nhìn không được tại cổ áo cởi trần sữa châu tinh tế tỉ mỉ trên da thịt dừng lại trong chốc lát, lúc này mới lưu luyến không rời rời. Bùi Lâm cũng không hướng hắn đưa ra mời, chủ yếu là giữa bọn hắn đều là nghiệp vụ quan hệ. Bình thường đều là Bùi Lâm muốn cầu cạnh hắn, cũng không biết hắn chỗ nào nghe được tin tức. Bùi Lâm nói, ta cũng không phải lão bản, ta chỉ là nhỏ cổ đông. Nàng lại hướng Hứa Thuần Lương cười cười, Hứa chủ nhiệm, không có ý tứ a, chậm trễ hồi xuân đường làm ăn. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, nước chảy không dành trước, tranh đến là thao thao bất tuyệt. Bùi Lâm hướng Triệu Vĩnh Thắng nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi nghe được không, Hứa chủ nhiệm đây là giận ta. Triệu Vĩnh Thắng không rõ ràng bọn hắn hiện tại quan hệ đến cùng phát triển đến một bước nào, cười cười nói, các ngươi trên phương diện làm ăn sự tình ta không lẫn vào. Hứa Thuần Lương không hứng thú ở lâu, lấy cớ mình còn có những chuyện khác, chuẩn bị rời đi. Bùi Lâm lại nói, hôm nay là thứ bảy, chuyện lớn hơn nữa cũng đến ăn cơm rồi đi, ta còn dự định nhiều kính ngươi vài chén rượu, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này thông cảm cùng bao dung đâu. Triệu Vĩnh Thắng cũng giữ lại nói, chớ đi a. Người đi ta ngay cả cái uống rượu người cũng không tìm tới. Bùi Lâm cười nói, quay lại ta giới thiệu đại minh tinh cho người biết. Lúc này người sau lưng bầy đột nhiên tao loạn, Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn lại hiện trường loạn thành một bầy, lại là khai trương hoạt động tiến vào phái phát tặng phẩm khâu, từ lão bản Bùi Ngọc cùng mời tới Hương Giang Tam Tuyến minh tinh Lơ Sa cùng một chỗ phân phát. Tặng phẩm đơn giản là một chút ngực lớn cao hàng mẫu, không đáng bao nhiêu tiền. Chủ yếu là muốn mượn cái này hoạt động mở rộng một chút bọn hắn sản phẩm. Thật không nghĩ đến quần chúng vây xem như ong vỡ tổ đều xông tới, lúc đầu phái phát một chút biến thành tranh đoạt. Bùi Ngọc cùng nữ minh tinh bị bầy người vây ở trung tâm, Bùi Ngọc sắt cuống họng kêu lên, mọi người không cần đoạt, chúng ta hàng mẫu chuẩn bị rất đầy đủ, cam đoan hôm nay trình diện mỗi người đều. Ai u, người sợ ta làm gì? Lưu manh. Bùi Lâm quay người liền hướng bên trong sông, bị Triệu Vĩnh Thắng kéo lại. Hắn cũng là có ý tốt, hiện trường như thế hỗn loạn, Bùi Lâm coi như xông đi vào cũng không làm nên chuyện gì, còn vô cùng có khả năng tao ngộ cùng Bùi Ngọc các nàng một dạng vận mệnh, hiện trường bàn tay heo ăn mặn cũng không ít. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cục diện trước mắt thật sự là im lặng, qua đi gặp qua đoạt lương đoạt nước, còn lần đầu nhìn thấy đoạt ngực lớn cao, lão nương môn đoạt coi như xong, không ít lão đầu cũng đi theo đoạt, người nói các ngươi đoạt liền đoạt đi, sợ người ta làm gì. Chẳng lẽ dưới ban ngày ban mặt liền nghĩ cảm thụ một chút sử dụng hiệu quả. Mắt thấy cục diện đã mất khống chế, Bùi Lâm chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh. Hứa Thuần Lương hỗ trợ cảnh cáo những cái kia tranh đoạt ngực lớn cao người, dừng tay cho ta a, chúng ta đã báo cảnh sát.
Thanh âm của hắn mặc dù rất lớn, nhưng hiện trường căn bản không có người nghe hắn, chẳng những súng ngực lớn cao, còn có đoạt lãng hoa, đoạt khí cầu. Bùi Ngọc cùng nữ minh tinh bị bầy người bao bọc vây quanh, hai người dọa đến bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, tận khả năng bảo vệ bộ ngực của mình, phía trước là che lại, nhưng cái mông gặp tai vạ, cũng không biết là ai vươn tay chiếu vào nữ minh tinh cái mông sờ soạng một cái, nữ minh tinh hét lên một tiếng, che ngực nói, ta thở không nổi, khí, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút. Nữ minh tinh lơ xa bởi vì hô hấp khó khăn sắc mặt tái xanh, biểu lộ cực kỳ đáng sợ, hút vào khí lưu chen qua chật hẹp cả giận, phát ra tiếng còi thanh âm. Bùi Ngọc phát hiện tình huống không đúng, hô lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. Chung quanh tranh đoạt dân chúng cũng phát hiện sự tình không đúng, chớ nhìn bọn họ vừa rồi giành được hoan, nếu là thật náo chết người, ai cũng gánh chịu không được trách nhiệm này, vừa rồi liều lĩnh xông về phía trước, lúc này tranh nhau chen lấn hướng chung quanh chạy, sợ chậm một bước trách nhiệm rơi trên đầu mình. Nơi xa đã truyền đến tiếng còi cảnh sát tiếp vào báo cảnh chạy tới đầu tiên. Nghe nói nữ minh tinh đột phát tật bệnh, Hứa Thuần Lương cùng Triệu Vĩnh Thắng lập tức đuổi tới phụ cận. Triệu Vĩnh Thắng từ nữ minh tinh triệu chứng đánh giá ra, nàng hẳn là thở khò khè cấp tính phát tác, bình thường có thở khò khè bệnh án người tùy thân đều sẽ mang theo dùng để cấp cứu thở khò khè khí vụ hút vào tề. Hỏi qua nữ minh tinh trợ lý, thế mà không biết nữ minh tinh có thở khò khè bệnh, kiểm tra một chút nữ minh tinh sát tay, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cấp cứu dược vật. Bùi Lâm tranh thủ thời gian đánh 120, lúc đầu khai trương là chuyện đại hỷ sự, ai có thể nghĩ làm thành lần này bộ dáng. Thở khò khè là cấp tính nhánh khí quản co rút đưa đến hô hấp khó khăn, Triệu Vĩnh Thắng chẩn bệnh không sai, cũng biết như thế nào trị liệu. Phát tác kỳ đầu tiên cho hút dưỡng, nếu như người bệnh xuất hiện hô hấp cơ mệt mỏi tình huống dưới, có thể ứng dụng không sáng tạo hô hấp cơ đến cho đồng bộ hô hấp. Sau đó cho đường bằng da kích thích tố trị liệu, bình thường đều là ứng dụng dexamethasone hoặc là giáp cơ mạnh tùng long kháng viêm, kháng dị ứng xử lý. Đồng thời cho nhánh khí quản khuếch trương tề. Thường dùng chính là aminoferlai. Nhưng phương án trị liệu tại hoàn thiện cũng cần phối hợp, hiện trường căn bản cũng không có điều kiện như vậy. Để Triệu Vĩnh Thắng khẩn trương đến là, vị này nữ minh tinh bệnh tình tiến triển rất nhanh, không lâu xuất hiện hầu tắc nghẽn hiện tượng, sơ bộ phán đoán đã tới 4 độ hầu tắc nghẽn, nếu như không thể kịp thời khơi thông cả giận, chỉ sợ xe cứu thương còn chưa tới, nàng liền đã bởi vì ngạt thở tử vong. Triệu Vĩnh Thắng cấp tốc làm ra quyết định, nhất định phải lập tức cho nàng hành khí quản mở ra thuật, chậm thêm liền không còn kịp rồi, hắn hướng Bùi Lâm nói, có khí quản mở ra bao sao. Từ trước đến nay tỉnh táo Bùi Lâm lúc này cũng đã hoang mang lo sợ, đừng nhìn lơ xa chỉ là cái tam lưu minh tinh, nếu là nàng chết tại khai trương khánh điển bên trên, đẹp vô cùng ngực lớn khai trương ngày chính là đóng cửa ngày. Khí quản mở ra bao? Triệu Vĩnh Thắng ngươi suy nghĩ gì? Ta chỗ này là ngực lớn cơ cấu cũng không phải bệnh viện, ở đâu ra khí quản mở ra bao? Giao giải phẫu cùng trừ độc vật dụng, cao su quản cũng được. Triệu Vĩnh Thắng gào thét lớn. Bùi Lâm quay người vội vàng hấp tấp hướng trong tiệm chạy tới, mới vừa rồi còn tại vây xem mấy trăm người lúc này đã chạy trốn cái không còn một mảnh, đều ý thức được xảy ra chuyện lớn, đồ đần còn lưu tại nơi này, chờ lấy cõng nổi sao. Lơ xa hai mắt chừng đến rất lớn, miệng kiệt lực mở ra, bộ dáng cực kỳ giống một đầu sắp chết cá. Nàng ý đồ hô nhập khí thể, nhưng cổ họng nàng đã cứng ngắc. Toàn bộ cổ phảng phất hóa đá, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng nghĩ đến chết. Triệu Vĩnh Thắng bỗng nhiên nghĩ đến hồi xuân đường mặc dù là trung y phòng khám bệnh, nhưng nên cũng có một chút thường dùng y dược khí giới A. Lại phát hiện loại thời khắc mấu chốt này Hứa Thuần Lương chẳng biết đi đâu, chính tại kỳ quái thời điểm. Sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, để cho ta tới đi. Hứa Thuần Lương mang theo hộp kim châm đã đi tới phụ cận, hắn để Bùi Ngọc đỡ dậy lơ xa. Triệu Vĩnh Thắng cuống quýt nhắc nhở, nàng thở khò khè cấp tính phát tác, không thể loạn động. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng ngạt thở mà chết. Hứa Thuần Lương thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy lực. Bùi Ngọc đỡ dậy lơ xa, Hứa Thuần Lương mở ra hộp kim châm, lấy ra một cây kim châm cứu, ánh mắt rơi vào lơ xa sau lưng, phía sau lưng nàng mở rất thấp, cơ hồ bộc lộ ra toàn bộ trắng noãn lưng, cái này vì hành châm sáng tạo ra tiện lợi, giữa ban ngày, tổng không tốt lột sạch y phục của nàng. Để nàng hở ngực lộ lưng. Triệu Vĩnh Thắng được chứng kiến Hứa Thuần Lương khắc địch chế thắng điểm huyệt công phu, nhưng là hắn cũng không biết Hứa Thuần Lương sẽ còn châm cứu. Nhiều năm y học kinh nghiệm nói cho hắn biết, trung y tại cấp cứu phương diện không bằng tây y tới hữu hiệu mau lẹ, lơ xa đã đến sinh tử tồn vong trước mắt,
muốn từ tử thần trong tay đem nàng đoạt lại, chỉ có thể hành khí quản mở ra thuật, nhưng Bùi Lâm còn không có tìm đến hắn cần công cụ, không bột đố gột nên hồ, hắn chỉ có một thân kỹ thuật không cách nào thi triển. Xe cứu thương chạy tới chỉ ít cần 10 phút đồng hồ đi, đã không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương quả quyết đâm ra thứ nhất châm, châm rơi đại truy. Đại truy huyệt, tam dương, đốc mạch chi hội, tay chân tam dương dương nhiệt chi khí bởi vậy tụ hợp vào bản huyệt, ở vào nhân thể phần lưng chính giữa tuyến bên trên, thứ bảy xương cổ gồ lên hạ lõm bên trong. Hứa Thuần Lương lấy nhanh đâm pháp tướng kim châm cứu nhanh chóng đâm vào dưới da, đột phá mỡ tầng cùng cức bên trên dây chằng, đột phá dây chằng về sau, kim châm cứu rõ ràng có chìm gấp cảm giác, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy 5 ly, kích phát thứ hai châm cảm, tiến châm chỗ cục bộ như có khí thể tràn đầy bành trướng, áp lực hướng chung quanh khuếch tán có thể đạt tới 2 thốn. Xoay chuyển kim châm cứu đồng thời lấy ăn chỉ dùng sức đạn phát châm chui phát ra ông. Một tiếng, như là ong mật cánh cấp tốc đong đưa, chấn động dọc theo thân châm lan tràn đến cây kim, huyệt đạo bành trướng cảm giác hình thành luồng khí xoáy lấy ba động phương thức dọc theo đốc mạch hướng trên dưới lan tràn. Rút ra hai chi kim châm cứu, đồng thời đâm vào lớn chữ huyệt lại tên bản thần huyệt, vốn là căn bản chi ý, thần cùng quỷ tương đối, trong huyệt khí huyết chính là thiên bộ chi khí. Thuộc túc thái dương bàng quang kinh, chính là đốc mạch bên cạnh lạc. Thẳng đứng tiến châm, vẫn lấy nhanh đâm pháp theo thứ tự đột phá làn da, mỡ tầng, cây kim đâm vào gồ lên dây chằng, kích phát thứ nhất châm cảm, ở đây châm cảm cần lưu châm 3 phút. Lại lấy xong châm. Lần này lựa chọn huyệt vị chính là huyệt phế du, phổi vì phổi, du vì truyền thâu, huyệt này ở vào trên lưng, truyền thâu phổi chi khí, thuộc về túc thái dương bàng quang kinh. Lần này tiến châm sâu nhất, tiến châm càng sâu càng là hung hiểm, có chút sai lầm liền có thể tổn thương người bệnh nội tạng, đôi này hành châm người tiêu chuẩn có yêu cầu nghiêm khắc, tuyển huyệt tiến châm vị trí nhất định phải chính xác. Hứa Thuần Lương lấy về chuyển tiến châm pháp, đột phá làn da, mô liên kết, nghiêng phương cơ, lớn, tiểu lăng hình cơ. Đế cức cơ, kích phát thứ ba châm cảm, mãnh liệt bành trướng cảm giác từ huyệt đạo chỗ sâu truyền đến, khuếch tán đường kính có thể đạt tới 3 tấc, hành châm 1 phút đồng hồ chậm rãi nâng lên, lui vào nghiêng phương cơ cùng hình thoi cơ ở giữa da thịt, kích phát thứ hai châm cảm, bành trướng phạm vi thu nhỏ một nửa, giống như tướng một trái bóng ra thả đi một nửa khí thể, khí lưu tại túc thái dương bàng quang kinh bên trong lưu động. Lơ xa có thể cảm giác phía sau lưng tựa hồ có dòng suối phun trào, loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Nàng vẫn không thể hô hấp, nhưng là ngực ngạt thở cảm giác lại rõ ràng giảm bớt. Dừng lại 1 phút đồng hồ sau, Hứa Thuần Lương tướng huyệt phế du kim châm cứu tiếp tục hướng bên ngoài rút lui, cây kim đẩy ra nghiêng phương cơ dừng lại bên ngoài tầng da thịt, rất nhỏ đâm nhói cảm giác, phía sau lưng bành trướng phạm vi tiếp tục thu nhỏ, lúc này đường kính đã không bằng một tấc, khí lưu từ huyệt phế du liên tục không ngừng hướng kinh lạc bên trong chảy xuôi. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất trong cơ thể của mình bị đào ra rất nhiều con đường, mương nước bên trong thanh thủy chảy xiết, Lơ Xa sắc mặt rõ ràng bắt đầu hỏa hoãn, nàng vẫn không có khôi phục hô hấp. Ta tìm được, Bùi Lâm cầm dao giải phẫu cùng truyền dịch ra đầu hướng bên này chạy tới, Triệu Vĩnh Thắng lúc này toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Lơ Xa trên mặt, mặc dù hắn không biết Hứa Thuần Lương dùng phương pháp thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lơ Xa ngạt thở tình trạng ngay tại mắt trần có thể thấy cải thiện. Hứa Thuần Lương tiếp xuống một lần nữa nắm chặt lớn chữ huyệt song châm châm chui, tướng song châm đẩy đâm vào nhập chỗ sâu, cây kim đâm vào hoàng dây chằng, kích phát lớn chữ huyệt thứ ba châm cảm. Lơ Xa cảm giác được một loại chưa từng có mãnh liệt bành trướng, loại cảm giác này hướng lên truyền đạt đến nàng cái ót xương chậm trở xuống, hướng phía dưới truyền đến nàng 12 sườn biên giới, hướng ra phía ngoài mở rộng đến hai vai đuôi, phảng phất có người hướng bộ ngực của nàng trong thời gian ngắn rót vào đại lượng khí thể. Giống như một cái đột nhiên bành trướng bóng ra. Phụ trách vịn Lơ Xa Bùi Ngọc cảm thụ được nhất là rõ ràng, nàng rõ ràng cảm giác được Lơ Xa lồng ngực hướng về phía trước một đỉnh, chống đỡ trước ngực của nàng, kinh người lực đàn hồi suýt nữa đưa nàng hướng về sau đẩy ra, loại cảm giác này cực kỳ giống dùng hết toàn lực hấp khí, tướng ngực khuếch trương đến lớn nhất. Lơ Xa cảm giác một dòng nước trong từ đỉnh đầu bay lưu thẳng xuống dưới, dọc theo cột sống trùng kích vào đi. Phảng phất có một đạo thác nước chảy xiết tại phía sau lưng nàng phía trên, quanh thân lỗ chân lông cùng thể nội cả giận bị cái này cổ thanh lưu từng cái sông mở. Bùi Lâm đi vào Triệu Vĩnh Thắng bên người, tướng tìm đến công cụ đưa cho hắn. Triệu Vĩnh Thắng vậy mà không có lưu ý đến nàng đến, Bùi Lâm nhịn không được nhắc nhở, Triệu chủ nhiệm, nhanh. Triệu Vĩnh Thắng khoát tay áo ra hiệu nàng không cần nói. Hứa Thuần Lương tướng lớn chữ huyệt kim châm cứu rời khỏi đến cứng rắn cao su gồ lên dây chằng bên trong.
kích phát thứ nhất trầm cảm, vừa rồi bành trướng cảm giác trong khoảng thời gian ngắn co lại nhanh chóng, từ toàn ngực phạm vi áp xúc đến hai thốn đường kính. Hô, Lơ Sa cổ họng phát ra cùng loại gào thét thanh âm, một cỗ ô trọc khí thể, từ nàng cấp tốc co lại hẹp ngực khuếch bên trong giải sầu ra, xuyên thấu qua cổ họng của nàng, phun tại Bùi Ngọc trên mặt. Phảng phất một ngụm nôn lấy hết hai trong phổi tất cả khí thể. Hứa Thuần Lương giữ lại lớn chữ huyệt kim châm cứu, trước đem huyệt phế du cùng đại truy huyệt khởi châm. Ha! Lơ Sa dùng sức hô hấp lấy, mặc dù hô hấp biên độ rất lớn, nhìn có chút gian nan, nhưng là nàng đã khôi phục tự chủ hô hấp, ngạt thở cảm giác dần dần biến mất. Phương xa truyền đến xe cứu thương tiếng còi. Hứa Thuần Lương tướng dư châm thu hồi hộp kim châm, hướng Bùi Ngọc nói, nàng không sao, trước mang nàng tiến đi nghỉ ngơi, sau 10 phút, ta tái khởi châm. Lớn chữ huyệt cần giữ lại thứ nhất châm cảm 15 phút. Triệu Vĩnh Thắng đi hướng cấp cứu trung tâm người giải thích, Bùi Lâm cùng Bùi Ngọc cùng một chỗ tướng Lơ Sa đưa về trong tiệm nghỉ ngơi. Cảnh sát cũng chạy tới, thấy được ngoài tiệm một mảnh hỗn độn, bắt đầu chụp ảnh tồn tại chứng cứ, sau đó tìm tới Bùi Lâm hỏi thăm tình huống cụ thể. Lơ Sa trở về từ cõi chết, Bùi Lâm may mắn sau khi cũng bắt đầu nghĩ lại hôm nay hoạt động bản thân liền có vấn đề, nàng cũng không muốn phức tạp, còn tốt không có náo ra càng lớn nhiễu loạn, cùng Đường tỷ thương lượng một chút, quyết định không lại tiếp tục truy cứu. Hết thảy đều kết thúc về sau, bọn hắn mới ý thức tới Hứa Thuần Lương không biết đi địa phương nào, Triệu Vĩnh Thắng chỉ nhớ rõ Hứa Thuần Lương vì Lơ Sa khởi châm về sau nói trở về bỏ đồ vật, nhưng rời đi về sau liền cũng không trở về nữa. Nữ minh tinh Lơ Sa hiển nhiên bị chuyện đã xảy ra hôm nay dọa cho sợ rồi, nàng để Bùi Lâm thay hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm ơn, mang theo trợ lý ngay cả buổi trưa yến đều không có tham gia liền rời đi. Bùi Lâm cho Hứa Thuần Lương đánh mấy điện thoại, Hứa Thuần Lương điện thoại từ đầu đến cuối không người nghe, nàng cùng Bùi Ngọc hai tỷ muội đều hiểu, hôm nay thiếu Hứa Thuần Lương một ân huệ lớn bằng trời. Triệu Vĩnh Thắng cho tới bây giờ đều ở thật sâu trong rung động. Trong đầu từ đầu đến cuối chiếu lại lấy Hứa Thuần Lương xuất thủ cứu người một màn, đi qua hắn vẫn cho rằng trung y tại cấp cứu phương diện xa kém xa Tây y, nhất là tại hiện đại cấp cứu y học bên trong, được tôn sùng là y học Trung Quốc trung y cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Tim phổi khôi phục, khí quản mở ra mọi việc như thế cấp cứu biện pháp cùng trung y cũng không quan hệ. Tại trước hôm nay, nếu như người bệnh cấp tính cả giận tắc nghẽn, có người nói dùng châm cứu đến trị liệu, hắn khẳng định sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm. Thậm chí sẽ cảm thấy là xem mạng người như cỏ rác cách làm, nhưng tại hắn tại mấy chục năm lâm sàng trong công việc hình thành y học nhận biết đã bị lật đổ. Nếu như Hứa Thuần Lương không xuất thủ, cái kia nữ minh tinh hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Bùi Lâm trước tiên tìm được khí quản mở ra bao, hắn là mối họa người hành khí quản mở ra thuật, người bệnh cổ họng cũng sẽ lưu lại vết thương, đôi này một minh tinh tới nói có lẽ là một tràng tai nạn. Triệu Vĩnh Thắng nhìn qua hồi xuân đường cửa lớn đóng chặt, lần thứ nhất có được đẩy ra tiến vào bên trong tìm tòi hư thực ý nghĩ, hồi xuân đường chiêu bài sau đến tột cùng ẩn chứa như thế nào thần kỳ bí mật. Hứa Thuần Lương tìm tới ra ra thời điểm, lão gia tử cả ngồi tại công viên bên trong cùng người đánh cờ, Hứa Trường Thiện kỳ nghệ cao siêu, đánh nhiều thắng nhiều, người khác không nói, chính hắn đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không khỏi nhớ tới lão bằng hữu Cao Hoành Đường, cũng chính là Cao Tân Hoa phụ thân, hai người bọn họ mới xem như kỳ phùng địch thủ. Tuổi thất tuần. Bên người bằng hữu càng ngày càng ít, mỗi nghĩ đến đây, khó tránh khỏi thất lạc. Nhìn thấy cháu trai tìm đến, Hứa Trường Thiện đứng dậy rời đi. Làm sao, người ta không có lưu ngươi ăn cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, tại sao ta cảm giác ngài miệng đầy mùi giấm. Hứa Trường Thiện cười ha ha, ta làm sao có thể ăn tiểu cô nương giấm. Nói trở lại a, người đối cái kia Bùi Lâm có phải hay không có. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn nói, ra ra. Ngài hoài nghi ánh mắt của ta. Nữ hài tử kia ngược lại là rất xinh đẹp. Ngài thẩm mỹ quan quá hạn. Hứa Trường Thiện nói, được, quá hạn, ta ngược lại muốn xem ngươi về sau có thể tìm dạng gì. Hứa Thuần Lương nói, nam nhân muốn trước lập nghiệp sau thành gia, tình cảm phương diện này sự tình, thuận theo tự nhiên, đương nhiên, ngài cũng không cần phải lo lắng, liền ta như vậy, tuyệt đối không lo nàng dâu. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, lão cao tôn nữ cũng không tệ. Hai người còn thanh mai trúc mã đâu, không biết nhà đầu kia có đối tượng sao. Hứa Thuần Lương cười thầm, ra ra quan tâm sự tình còn thật không ít. Hứa Trường Thiện muốn mua chút cá chép thả tại hậu viện trong hồ, đưa ra muốn đi hoa điểu thị trường đi dạo, Hứa Thuần Lương dù sao cũng không có chuyện gì, đưa ra bồi tiếp hắn cùng đi bộ một chút. Ở vào trung tâm chợ lão hoa chim dưới thị trường tháng liền muốn chỉnh thể di chuyển,
trong khoảng thời gian này người đến xe đi, lộn xộn vô tự. Nhanh đến Hoa Điểu thị trường thời điểm, một cỗ Toyota bá đạo đi vào phía sau bọn họ đột nhiên nhấn một chút loa, con đường này vốn chính là người xe hỗn lưu, có xe chiếc trải qua cũng không hiếm lạ, nhưng tại khu náo nhiệt như thế nhấn loa dù sao không thấy nhiều. Hứa Trường Thiện bị giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là che chở cháu trai hướng bên đường lui, chiếc kia Toyota bá đạo gia tốc từ bên cạnh bọn họ thông qua, bánh xe ép tại vũng nước, không ít nước bùn bay văng đến Hứa Trường Thiện trên ống quần. Hứa Thuần Lương một chút liền nhận ra là Thạch Chí Vĩ xe, đổi thành khác cỗ xe có thể là ngẫu nhiên, nhưng con hàng này khẳng định là có chủ tâm cố ý. Hứa Thuần Lương giận tím mặt, giận dữ hét, cho ta xuống tới. Hứa Trường Thiện tranh thủ thời gian ngăn lại bị chọc giận cháu trai, khuyên nhủ, được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, không đáng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này phát sinh xung đột. Chiếc kia xe Toyota đã ra tốc hành xử, rẽ trái biến mất tại góc đường. Nghe ra ra nói như vậy Hứa Thuần Lương đành phải thôi, lão gia tử mặc dù không bị tổn thương, nhưng bị kia âm thanh đột nhiên xuất hiện loa dọa đến cũng không nhẹ, đến bây giờ sắc mặt còn có chút trắng bệch, ống quần bên trên cũng bị tung tóe rất nhiều bùn ý tưởng. Hứa Thuần Lương trước đem khoản nợ này cho ghi lại, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Thạch Chí Vĩ đã là lần thứ hai hướng hắn khiêu khích, ta Hứa Thuần Lương không tìm làm phiền ngươi ngươi nên thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại thế mà chủ động chọc tới trên đầu ta, nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Hoa Điểu thị trường sau đó không lâu sắp phá rỡ, rất nhiều thương gia đều đang tiến hành bán hạ giá bán phá giá, Hứa Trường Thiện nhìn một chút hoa, chim, cá, sâu, tâm tình thư sướng. Hứa Thuần Lương đối cá chép không có hứng thú gì, chủ yếu là bồi lão gia tử, thuận tiện thưởng thức một chút làm sủng vật chăn nuôi rắn rết, trên cơ bản không có có thể vào mắt, hắn chú ý đến chỉ là động vật độc tính. Mà không phải bề ngoài, hiện tại những này sủng vật phần lớn nuôi dưỡng, đã mất đi giã tính. Hai người tại trên thị trường đi dạo hơn một giờ, bụng cũng đã đói, Hứa Trường Thiện đưa ra đi lão thành tường phụ cận Ngô Việt tiệm mì ăn cơm. Sau khi vào cửa, Hứa Thuần Lương tại bãi đỗ xe thấy được Thạch Chí Vĩ ô tô, thật đúng là oan ra ngõ hẹp, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp được. Nếu như không phải bãi đỗ xe chung quanh có giám sát, Hứa Thuần Lương phải đem 4 cái bánh xe đều cho hắn tháo. Hai người chọn lấy cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hứa Thuần Lương lưu ý một chút, cũng không có ở đại sảnh nhìn thấy Thạch Chí Vĩ, đoán chừng tiến phòng ăn cơm. Từ góc độ của bọn hắn vừa dễ dàng nhìn thấy Thạch Chí Vĩ ô tô, Hứa Trường Thiện sợ hãi tâm tình đã bình phục, điểm hai bát muộn thịt bột, hai người một bên ăn mì một bên nói chuyện phiếm, Hứa Thuần Lương nhắc lên hai ngày trước đi nhà bảo tàng kinh lịch. Hứa Trường Thiện nghe nói mình quyên tặng giáp cốt văn toàn bộ bị hủy, cũng lấy làm kinh hãi. Tâm tình nhận lấy chút ảnh hưởng, đi qua đã lâu như vậy, vô luận là nhà bảo tàng vẫn là Bạch Mộ Sơn đều không có tướng chuyện này thông chi hắn cái này quyên tặng người. Mặc dù nói quyên tặng về sau những cái kia văn vật quyền sở hữu liền thuộc về quốc gia, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, chí ít bọn hắn hẳn là cáo chi một chút mình, đây cũng là đối quyên tặng người tối thiểu tôn trọng a. Huống chi những này giáp cốt văn đều là tổ tiên truyền thừa, quyên cho quốc gia không đáng tiếc, nhưng hủy đi thực sự quá đáng tiếc, Hứa Trường Thiện có chút hối hận. Nếu như mình lúc trước tướng những này giáp cốt văn để ở nhà, có lẽ còn êm đẹp đây này. Nhìn thấy Gia Gia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, rõ ràng tâm tình nhận được ảnh hưởng, Hứa Thuần Lương có chút hối hận nói cho hắn biết, an ủi, Gia Gia, dù sao đều đã góp, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Đúng, ngài nhiều năm như vậy liền không có cùng Bạch Mộ Sơn liên lạc qua. Hứa Trường Thiện cố gắng nghĩ lại một chút, ở giữa ngược lại là nói chuyện điện thoại mấy lần. Cũng chính là hỏi thăm trong nhà còn có hay không cái khác giáp cốt văn, rất nhiều năm trước sự tình. Có chưa nói cho hắn biết bản dập sự tình. Hứa Trường Thiện lắc đầu, ngày đó ngươi không nhảy ra đến, chính ta đều quên. Hứa Thuần Lương căn dặn Ra Ra, liên quan tới trong nhà kia phiến xương rồng cùng còn lại mấy chương bản dập đối với người nào đều đừng nói, lý do là muốn lưu cái kỷ niệm, tránh khỏi văn vật bộ môn quản lý nghe tin lập tức hành động. Hứa Trường Thiện đáp ứng. Kỳ thật hắn hiện tại đừng nói là một mảnh xương rồng, coi như lại có bao nhiêu cũng không muốn góp, không phải ta không ủng hộ quốc gia bảo hộ văn vật chính sách, mà là những này bộ môn quản lý quá khiến người ta thất vọng. Một tô mì cũng nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi, Hứa Thuần Lương nhìn thấy Thạch Chí Vĩ ra cửa, cùng hắn đồng hành còn có một vị cách ăn mặc yêu diễm trước sau lồi lõm tuổi trẻ nữ lang, hai người cười cười nói, cũng không có chú ý tới ở đại sảnh ăn cơm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lấy cớ có việc. Để Ra Ra từ từ ăn, hắn trước một bước rời đi, bên ngoài Thạch Chí Vĩ ngay tại chuyển xe. Hứa Thuần Lương bước nhanh đi vào ven đường,
tiến vào một cỗ chờ khách xe taxi, để lái xe đuổi theo chiếc kia Toyota. Hứa Thuần Lương nhạy cảm thấy được Thạch Chí Vĩ cùng nữ nhân kia quan hệ không quá bình thường, quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy Thạch Chí Vĩ lái xe tiến vào toàn quý khách sạn bãi đỗ xe. Thạch Chí Vĩ cùng kia nữ lang tuần tự xuống xe, nữ lang thân thiết kéo lại cánh tay của hắn, không cần hỏi, hai người tới đây mướn phòng làm vận động. Hứa Thuần Lương há sẽ bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời, lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào cùng đập hình thức. Lái xe có chút đồng tình nhìn xem hắn, kia nữ vợ ngươi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, không đợi hắn trả lời, lái xe thở dài nói, không cần phải nói, ta hiểu, huynh đệ, nghĩ thoáng điểm. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, tài xế này con mắt có chút mù, ta Hứa Thuần Lương làm sao có thể coi trọng loại này rong chi tục phấn, mà lại muốn đội nón xanh cũng là ta cho người khác mang, liền Thạch Chí Vĩ kia hùng dạng, nào có bản sự kia lục ta. Hắn vốn định cùng đi lên xem một chút Thạch Chí Vĩ ở phòng nào, lại lo lắng bị hắn nhận ra. Thế là cho thêm lái xe 100 khối tiền, để hắn đi theo đôi cẩu nam nữ kia tiến khách sạn, biết rõ số phòng cho mình. Lái xe cũng vui vẻ đến dãy cái này thu nhập thêm, hướng khách sạn tản bộ một vòng, liền đem số phòng giúp Hứa Thuần Lương lấy được. Hứa Thuần Lương lúc này mới xuống xe, trực tiếp cho Đông Mỹ Lệ phát đầu đồ văn tin tức, không nghĩ tới làm chuyện tốt không lưu danh, ta chính là muốn để ngươi Thạch Chí Vĩ biết kết cục khi đắc tội ta. Lúc trước lưu lại Đông Mỹ Lệ phương thức liên lạc là để cho tiện giải quyết tranh chấp, nghĩ không ra thật đúng là có đất dụng võ. Đông Mỹ Lệ tiếp vào tin tức phản ứng đầu tiên là Hứa Thuần Lương quá xấu rồi, châm ngòi cái đôi này quan hệ, nhưng nhìn đến hình ảnh về sau lập tức nổi trận lôi đình, vô luận Hứa Thuần Lương điểm xuất phát là cái gì, nàng nam nhân phản bội chính là sự thật, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thế là Đông Mỹ Lệ trong khoảng thời gian ngắn tụ tập gia tộc đại quân, mười mấy người trùng trùng điệp điệp hướng khách sạn mà tới. Hứa Thuần Lương chẳng những cung cấp ảnh chụp, còn chi kỷ cung cấp vị trí cụ thể tin tức, sợ Đông Mỹ Lệ tìm không thấy địa phương. Nửa giờ sau, Đông Mỹ Lệ đường muội lấy phục vụ viên danh nghĩa lừa gạt mở 520 cửa phòng, sau đó nàng hai cái đệ đệ hung thần ác sát vọt vào, tướng trần trùng trục nằm ở trên giường Thạch Chí Vĩ kéo xuống dưới. Hiện trường ẩu đả âm thanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vào ở khách nhân đều bị hấp dẫn tới, cầm điện thoại di động bên cạnh đập bên cạnh vây xem, loại chuyện này lực hấp dẫn siêu cường. Khách sạn phương diện đối loại sự tình này cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể lựa chọn báo cảnh, nhắc tới cũng xảo, tiếp cảnh vừa lúc là Lục Kỳ kia một tổ, hắn cùng Lý Trung đuổi tới hiện trường, ngăn lại bạo lực hành vi, xua tan quần chúng vây xem thời điểm, phát hiện Hứa Thuần Lương cũng ở trong đó. Lục Kỳ có chút kỳ quái, tiểu tử này không ở lại nhà nghỉ ngơi thật tốt, tới đây làm gì? Mướn phòng sao, cũng không thấy được bên cạnh hắn có bạn gái a. Thạch Chí Vĩ trên thân bọc lấy cái chăn. Một chốc lát này đã bị Đông Mỹ Lệ người nhà mẹ đẻ đánh mặt mũi bầm dập, rất có điểm thẹn quá hóa giận, Đông Mỹ Lệ, ta mẹ nó cùng ngươi ly hôn. Đông Mỹ Lệ xông đi lên bắt lấy cái kia tiểu tam tử mái tóc màu đỏ, ly hôn với ta, ngươi liền vì nàng cái nào điểm có thể so ra mà vượt ta. Nàng đối với mình cũng là mê chi tự tin, Thạch Chí Vĩ cái này nhân tình tư sắc mặc dù bình thường, nhưng là so với nàng còn mạnh hơn không ít, nhất là dáng người mạnh hơn nàng quá nhiều. Lý Trung lệnh cưỡng chế Đông Mỹ Lệ tranh thủ thời gian buông tay, xúc động phía dưới không cần làm ra trái với luật pháp hành vi. Thạch Chí Vĩ cũng không thèm đếm xỉa, cả giận nói, cũng không tìm tấm gương chiếu mình một cái hùng dạng, ta mẹ nó nhìn thấy ngươi sẹo mắt liền buồn nôn. Lần này đâm trúng Đông Mỹ Lệ chỗ đau, Đông Mỹ Lệ oa một tiếng khóc lớn lên, ngươi cái không có lương tâm, nếu không phải vì ngươi ta làm sao lại đi cắt mắt hai mí, không cắt mắt hai mí làm sao lại bị Trường Hưng bệnh viện cho hủy dung. Nghe được Trường Hưng bệnh viện, Lục Kỳ cùng Lý Trung đồng thời hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, Hứa Thuần Lương cười híp mắt ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Lúc này bọn hắn đều nhận ra bị đánh sưng mặt sưng mũi ra hỏa là Thạch Chí Vĩ, cũng liên tưởng tới trước đây không lâu Thạch Chí Vĩ mang theo một bang công nhân tại ven đường đe dọa Hứa Thuần Lương sự tình, chẳng lẽ hôm nay trận này tranh chấp cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Lục Kỳ nói, cũng đừng nhìn, người ta việc nhà. Đi nhanh lên, đừng tại đây mà gây ra hỗn loạn. Hắn căn bản không được cái gì tác dụng, nhiệt tâm quần chúng vây xem nhiều lắm, huống chi bồi Thạch Chí Vĩ mướn phòng kia nữ ăn mặc không nhiều, hình thể không tệ, không liếc không nhìn. Hắn cùng Lý Trung thương lượng một chút, khuyên Thạch Chí Vĩ vợ chồng rời khỏi nơi này trước, hiện trường xem náo nhiệt quá nhiều, cái đôi này điểm ấy phá sự không bao lâu liền sẽ bị phát tại trên mạng, đến lúc đó mất mặt vẫn là bọn hắn chính mình. Đông Mỹ Lệ ủy khuất đến không được,
một thanh cái mũi một thanh nước mắt, cái gì đều hướng bên ngoài nói, Trường Hưng bệnh viện cho nàng bồi thường, có 40 vạn đều bị Thạch Chí Vĩ cầm đi, nói cái gì làm ăn cần quay vòng, làm nửa ngày là dùng đến bao nuôi dã nữ nhân. Thạch Chí Vĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ vào Đông Mỹ Lệ mắng, ngươi còn có mặt mũi trách ta. Sự kiện kia còn không phải ta giúp ngươi bình, không phải ta cho ngươi ra mặt, ngươi có thể được đến kia bút bồi thường. Đông Mỹ Lệ thét to, ngươi đánh giám, tội là ta chịu, hóa đơn là em ta hỗ trợ mở, ngươi giúp cái gì rồi? Liền ngươi mua cho ta đến cái kia phá vòng tay, ngay cả 5.000 khối đều không đáng. Nói nhiều tất nói hớ, cặp vợ chồng cãi nhau quá đầu nhập, ngay cả điểm ấy đáy đều cho túi ra, bên cạnh còn có cái dụng ý khó dò Hứa Thuần Lương. Chuyên tâm gây sự Hứa Thuần Lương đem đoạn văn này cho quay xuống, đoạn tin tức này lượng rất lớn. Lục Kỳ cùng Lý Trung chết sống đều toàn bộ đi quần chúng vây xem, nhìn thấy Hứa Thuần Lương chính ở chỗ này đập, Lục Kỳ có chút im lặng, đem hắn gọi qua một bên, tiểu tử ngươi chỉ sợ thiên hạ bất loạn có phải không? Người ta cặp vợ chồng chút chuyện này, ngươi đi theo lẫn vào cái gì? Hứa Thuần Lương ghé vào Lục Kỳ bên tai nói vài câu, Lục Kỳ nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu. Cuối cùng Thạch Chí Vĩ vợ chồng cùng Tiểu Tam đều được mời đến đồn công an điều tiết tranh chấp, bọn hắn vừa đi, vây xem đám người tự nhiên là tản. Đông Mỹ Lệ hai cái đệ đệ bởi vì ẩu đả Thạch Chí Vĩ cũng bị mời đi vào, Đông Mỹ Lệ đi vào đồn công an về sau liền tỉnh táo, vô luận nàng điểm xuất phát có phải hay không bắt gian, nhưng hôm nay hai cái đệ đệ đem Thạch Chí Vĩ đánh là sự thật, nếu như Thạch Chí Vĩ chăm chú truy cứu tới, làm không tốt hai đệ đệ đều phải hình câu, thế là chủ động cùng Thạch Chí Vĩ thương lượng một chút. Bọn hắn vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, có vấn đề gì đi về nhà giải quyết, cũng đừng phiền phức cảnh sát. Thạch Chí Vĩ mặc dù sinh khí, mà dù sao là hắn phạm sai lầm trước đây, đồng ý không truy cứu hai em vợ trách nhiệm, cặp vợ chồng vốn cho rằng chuyện này có thể giải quyết, nhưng cảnh sát chỉ để vào một cái, nàng tiểu đệ Đông Đại Khánh mới vừa rồi bị tra hỏi thời điểm, khai ra một kiện khai hóa đơn giả bản án. Hiện tại chẳng những là Đông Đại Khánh không thể đi, cái đôi này đều phải lưu lại phối hợp điều tra. Truy cứu nguyên nhân là Hứa Thuần Lương nghe được cái đôi này cãi lộn, liên tưởng đến bọn hắn từ Trường Hưng bệnh viện hố đi 44 vạn, cảm giác trong chuyện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, thế là hắn cùng Lục Kỳ nói một tiếng, để Lục Kỳ hỗ trợ thẩm thẩm chuyện này, Lục Kỳ không tra thì đã, tra một cái phát hiện cái này Đông Đại Khánh là cái kẻ tái phạm, đi qua liền có khai hóa đơn giả bị bắt kinh lịch. Đông Đại Khánh vốn cho rằng để bọn hắn vào là bởi vì hôm nay ẩu đả tỷ phu sự tình, ai có thể nghĩ tới cảnh sát truy vấn ngọn nguồn. Đem chuyện lúc trước tất cả đều cho đào lên, Đông Đại Khánh nguyên vốn cũng không phải là người thông minh, Lục Kỳ hư hư thật thật không tiêu tốn quá lớn công phu liền để hắn đem sự tình bàn giao ra. Căn cứ Đông Đại Khánh bàn giao, Đông Mỹ Lệ vòng tay hóa đơn là hắn tìm người ghi mục, hóa đơn là thật, nhưng là kim ngạch không đúng. Lục Kỳ hôm nay cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh vốn là cân đối một cọc gia đình bình thường tranh chấp, không nghĩ tới tại Hứa Thuần Lương nhắc nhở dưới. Dọc theo đường dây này đào xảy ra lớn như vậy một vụ án, hắn lập tức đem chuyện này hồi báo cho lãnh đạo cấp trên. Thượng cấp thái độ rất rõ ràng, đối với loại này khai hóa đơn giả, tổn hại ích lợi quốc gia hành vi tuyệt không nhân nhược, nhất định phải tra đến cùng, đem toàn bộ phạm tội đội nhổ tận gốc, thiệp án nhân viên một cái đều không thể bỏ qua. Thạch Chí Vĩ cặp vợ chồng cảm giác có chút không ổn, cảnh sát đem bọn hắn tách đi ra thẩm vấn, điều tra Trường Hưng bệnh viện bồi thường sự tình. Thạch Chí Vĩ tới cái giả câm vờ điếc ngậm miệng không nói, bình thường loại tình huống này nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều, vẫn là tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ ứng đối ra sao lại mở miệng cũng không muộn. Lục Kỳ nhắc nhở hắn nhất tốt thành thật khai báo, phải ý thức được sự kiện này tính nghiêm trọng, nếu như chứng thực bọn hắn khai hóa đơn giả, cũng lợi dụng chương này hóa đơn hướng Trường Hưng bệnh viện tiến hành bắt đền, liền không chỉ là khai hóa đơn giả tội, còn dính líu lừa gạt. Căn cứ tại chỗ hình pháp thứ 226 đầu, lừa gạt kim ngạch vượt qua 50 vạn thuộc về mức đặc biệt to lớn, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc ở tù chung thân, cũng tịch thu tất cả phi pháp thu nhập. Thạch Chí Vĩ nghe xong liền sợ hãi, hôm nay không phải liền là cùng nhân tình mở phòng, tối đa cũng chính là bị đạo đức khiển trách, làm sao lại phạm pháp rồi. Càng nghĩ, là Hứa Thuần Lương hại hắn, điểm này tại lão bà hắn nơi đó được chứng minh, là Hứa Thuần Lương phát tin tức cho Đông Mỹ Lệ, để nàng đi khách sạn chóc gian. Thạch Chí Vĩ cái này hối hận a, hắn hôm nay là cái nào gân dựng sai đi trêu chọc Hứa Thuần Lương cái này ma tinh, con hàng này trả thù thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, quả thực là quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá bị ổi. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay,
Thạch Chí Vĩ một mực chắc chắn mình đối hóa đơn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vòng tay là năm đó em vợ giới thiệu hắn mua, hắn nhưng là chân kim bạch ngân bỏ ra 88 vạn, về phần Đông Đại Khánh có hay không ở giữa lấy chỗ tốt hắn cũng không biết. Nhưng cũng không phải là miệng của mọi người cũng giống như Thạch Chí Vĩ cứng như vậy, cùng hắn mướn phòng nữ nhân lúc đầu coi là bằng cái thổ người giàu có cải thiện một chút tình trạng kinh tế, không nghĩ tới vậy mà cùng phần tử phạm tội dính líu quan hệ, nàng cùng Thạch Chí Vĩ cấu kết lại vẫn chưa tới 2 tháng, hai người trên giường thời điểm cũng đã nói không ít sự tình. Thạch Chí Vĩ đã từng khoe khoang hắn đánh thắng kiện cáo, từ Thái Vinh Quyên trong tay đạt được 44 vạn bồi thường, còn nói qua dễ dàng liền kiếm lời 40 vạn. Hiện tại hối hận nhất phải đếm Đông Mỹ Lệ, bắt gian đem mình cho bắt cục cảnh sát bên trong nàng hẳn là tính đầu một cái, nghe nói dính líu lừa gạt, Đông Mỹ Lệ dọa đến khóc lớn lên, nàng nói hóa đơn sự tình tất cả đều là Thạch Chí Vĩ dạy nàng làm như vậy. Tách ra thẩm phán, tập hợp tình huống, từng cái đánh tan là cảnh sát cường hạng. Vẹn vẹn hao tốn 2 giờ liền đem tình huống sờ soạng cái không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương dự tính ban đầu là trừng phạt nho nhỏ một chút Thạch Chí Vĩ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà huyên náo như thế lớn, vén ra cùng một chỗ khai hóa đơn giả đại án. Trường Hưng bệnh viện bên kia cũng đã nhận được tin tức, Đông Mỹ Lệ khoản này cách xù bồi thường, từ bệnh viện cùng thầu khoán cộng đồng gánh chịu, trong đó liền bao quát Tằng Hồng Văn trao 22 vạn. Tằng Hồng Văn sở dĩ đáp ứng đưa tiền, cũng là hành động bất đắc dĩ, vừa đến, chuyện này cho tiểu di phu cố hậu nghĩa mang đến phiền phức ngập trời, trực tiếp đưa đến hắn rời. Thứ hai, nàng còn có thật nhiều thiết bị cùng đầu tư tại bệnh viện, Trường Hưng đáp ứng lấy tiền mặt bồi thường phương thức tiếp nhận, nếu như nàng không đáp ứng, viện phương cũng sẽ từ bộ phận này bên trong khấu trừ, tại cùng Trường Hưng triệt để cắt thanh quan hệ trước đó, cũng không thích hợp đem quan hệ huyên náo quá cương. Cảnh sát thông chi Tằng Hồng Văn sau chuyện này, Tằng Hồng Văn hưng phấn mau đem chuyện này nói cho tiểu di Tạ Mai. Tạ Mai cúp điện thoại, đi vào thư phòng, từ khi đổi đi nơi khác khoa hiệp về sau, cố hậu nghĩa một chút ban liền ở tại thư phòng, tâm tình vẫn luôn không có điều chỉnh xong. Đối với chuyện này Tạ Mai đối trượng phu ôm lấy thật sâu áy náy, nếu như không phải nàng đọc lấy thân tình để hắn chiếu cố, trượng phu cũng sẽ không rơi xuống khí tiết tuổi già khó giữ được tình trạng. Chuyện bây giờ đã trở thành kết cục đã định, coi như chuyện kia có thể lật lại bản án, cũng không cải biến được cố hậu nghĩa tình trạng. Tạ Mai đơn giản nói một lần, cố hậu nghĩa nghe xong cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta đã không tại Trường Hưng. Hắn cầm khởi y phục của mình, biểu thị muốn ra cửa đi dạo, Tạ Mai nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, cố hậu nghĩa nói mình nghĩ một người lặng lặng. Một mình đi tại ban đêm bờ sông, gió có chút lớn, đầu thu gió đã có chút hí lạnh. Cố hậu nghĩa ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Trường Hưng. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phòng bệnh cao ốc đỉnh chóp logo, từ khi rời chức về sau, hắn không chỉ một lần trông về phía xa qua nơi đó, lại không có trở về qua. Cố hậu nghĩa dùng lưng ngăn trở gió đêm đốt lên một điếu thuốc lá, hít một hơi thuốc lá, yên lặng hồi tưởng đến, vô luận tấm kia hóa đơn là thật là giả, đều không cải biến được vận mệnh của hắn. Lúc nào nên đi, cũng không phải là hắn có khả năng quyết định. Hai kỳ xây dựng thêm công trình kia phiến công trường đen kịt một màu. Phá rỡ sớm đã hoàn thành, xây dựng thêm công trình chậm chạp không hề động công, đã dặm đã phê chuẩn xây dựng thêm xin, liền không khả năng rút về, chẳng lẽ là phương diện tiền bạc xuất hiện vấn đề. Cố hậu nghĩa rất nhanh lại ý thức được mình đã không phải Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, những sự tình này không tới phiên hắn quan tâm. Đột nhiên xuất hiện đảo ngược để Thái Vinh Quyên vợ chồng mừng rỡ như điên, thường nói phúc vô song trí họa bất đơn hành, gần nhất phát sinh một dãy chuyện chứng minh, bọn hắn bắt đầu chuyển vận. Trước mắt Thái Vinh Quyên đã thuận lợi trở về Trường Hưng, một lần nữa đảm nhiệm y Mỹ trung tâm chủ nhiệm. Đông Mỹ Lệ vợ chồng dính líu khai hóa đơn giả, nói cách khác trước đó thua kiện bản án lật lại bản án đã thành kết cục đã định. Cặp vợ chồng đã sớm nghe qua vòng tay giá thị trường, tối cao sẽ không vượt qua 10 vạn, nhận định Đông Mỹ Lệ vợ chồng là nhờ vào đó dọa dẫm, nhưng là khổ không chứng cứ, làm sao đều không nghĩ tới vợ chồng này hai trở mặt thành thù, đem chân tướng cho bộc ra. Vấn đề tiền chỉ là phụ. Mấu chốt là lần này đảo ngược có thể chứng minh Thái Vinh Quyên trong sạch, chứng minh nàng không cần vì Đông Mỹ Lệ sự kiện gánh vác bất kỳ trách nhiệm. Đàm Quốc Lương đặc địa tìm công an miệng bằng hữu hỏi thăm một chút, biết được vạch trần vụ án này người là bọn hắn bệnh viện Hứa Thuần Lương, ngã một lần khôn hơn một chút, cặp vợ chồng đem gần nhất phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi gỡ một lần, bắt đầu ý thức được bọn hắn thiếu người trẻ tuổi này một cái rất lớn ân tình. Nói xác thực không phải một cái, hẳn là hai cái. Lúc trước Vương Đại Lôi phụ thân sự tình nếu như không phải Hứa Thuần Lương ra mặt giải quyết,
chỉ sợ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Sau đó Đàm Quốc Lương cũng không có hướng hắn chuyên môn biểu thị cảm tạ, cũng bởi vì người bồi thường tỷ lệ sự tình cùng Hứa Thuần Lương phát sinh qua không vui. Hiện tại Thái Vinh Quyên sự tình sở dĩ có thể xuất hiện đảo ngược, hay là bởi vì Hứa Thuần Lương. Đàm Quốc Lương đưa ra mời y tế chỗ ăn bữa cơm biểu thị một chút cảm tạ, chỉ cần cái đôi này về sau còn tại Trường Hưng công việc, liền tránh không được muốn cùng y tế chỗ liên hệ, không cần thiết đem quan hệ chơi cứng, mà lại Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, là thật cho bọn hắn trợ giúp, huống chi hiện tại toàn bộ Trường Hưng bệnh viện người nào không biết hắn là mới viện trưởng Triệu Phi Dương thân tín, dựa lưng vào Triệu Phi Dương cây to này. Hứa Thuần Lương tiền đồ bất khả hạn lượng. Đàm Quốc Lương bữa cơm này chủ mời bảo vệ khoa cùng y tế chỗ, để tỏ lòng thành ý, hắn đều là tự mình bái phỏng đưa ra mời. Vu Hướng Đông bản thân liền là cái rượu ngon hảo bằng hữu người, thống khoái đáp ứng xuống. Đàm Quốc Lương đi y tế chỗ tìm Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương vừa vặn không tại phòng. Từ phóng xạ khoa tới Dương Chấn Cương cùng khoa chỉnh hình tới Hoàng Lập Đức đang cùng Trình Tiểu Hồng nói chuyện phiếm, hai người này mặc dù vừa tới y tế chỗ, nhưng là tại Trường Hưng đã là lão nhân. Đàm Quốc Lương cùng Hoàng Lập Đức vẫn là bài bạn, biết được hắn đến y tế chỗ sự tình, cùng rất nhiều người nghĩ đến, hắn cũng cho rằng Hoàng Lập Đức về sau là muốn tiếp nhận y tế chỗ chủ nhiệm, dù sao Hứa Thuần Lương tuổi còn rất trẻ, tư lịch không đủ, chấn không được vị trí này. Hoàng Lập Đức hô, Đàm chủ nhiệm, có việc a? Đàm Quốc Lương cười xưng hô một tiếng Hoàng chủ nhiệm, đem mình tới mời mọi người ăn cơm sự tình nói, dù sao muốn mời khách, không kém nhiều thêm hai đôi đũa. Đừng nhìn Hoàng Lập Đức là đệ nhất thiên tài tới, ngược lại là hơi có chút nhân vật chính tinh thần, thế mà đảm nhiệm nhiều việc thay tất cả mọi người đáp ứng xuống, biểu thị bọn hắn đều có thể có mặt, quay đầu cùng Tiểu Hứa nói một tiếng. Trình Tiểu Hồng nghe được phi thường rõ ràng, hắn đối Hứa Thuần Lương xưng hô là Tiểu Hứa, không phải giống như chính mình tôn xưng là Hứa chủ nhiệm, kỳ thật Trình Tiểu Hồng cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương có tư cách tiếp nhận Chu Văn Bân trở thành y tế chỗ chủ nhiệm. Nếu như trong nội viện cố ý để hắn tiếp nhận, đã sớm hạ văn, cũng không cần chờ tới bây giờ. Hai tên thành viên mới Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương đều là Trường Hưng lão nhân, vô luận thanh danh như thế nào, tư lịch còn tại đó, riêng lấy chức danh mà nói, hai người cũng đều là trung cấp chức danh, Hoàng Lập Đức năm nay đại khái suất có thể cầm xuống phó chức cao xưng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng Lập Đức đến y tế chỗ mục đích đúng là vì bổ sung. Dương Chấn Cương cảm giác có chút khát nước, đi đón nước thời điểm phát hiện máy đun nước đã không có nước. Để Trình Tiểu Hồng gọi điện thoại đổi nước. Trình Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, lập tức gọi điện thoại, nhưng trong lòng có chút không thoải mái, trong viện thức uống đều là hậu cần nước đứng tịnh hóa, cũng là từ nước đứng người phụ trách trong nội viện phái đưa. Máy đun nước bên trên dán nội tuyến điện thoại, người Dương Chấn Cương mình không thể đánh. Dựa vào cái gì sai xử ta? Trình Tiểu Hồng điện thoại đánh 10 phút đồng hồ, nước còn không có đưa tới, Dương Chấn Cương chờ đến hơi không kiên nhẫn, tình huống như thế nào, Tiểu Trình? Người đánh hay chưa? Đánh qua. Lại thúc thúc. Trình Tiểu Hồng trong lòng càng phiền muộn, ta cũng không phải người thuộc hạ, người cũng không phải ta lãnh đạo, dựa vào cái gì đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Tức thì tức, nàng cũng biết Dương Chấn Cương người này ít gân, không dám đắc tội hắn. Nén giận cầm điện thoại lên, vừa vặn lúc này đưa nước công đem nước cho đưa tới, một lần đưa hai thùng. Dương Chấn Cương phàn nàn nói, làm sao như thế nửa ngày a? Đều khát chết rồi. Đưa nước công cũng không phải cái tốt tính, toàn viện phòng nhiều, cũng không phải chỉ chuyên tạo điều kiện cho các ngươi, sợ chết khát uống nước máy a. Cầm lên không thùng, ngay cả nước đều không có giúp bọn hắn thay đổi liền đi. Dương Chấn Cương muốn nổi giận, nhưng người ta đều đi, Trường Hưng nước đứng thuộc về bệnh viện hậu cần hệ thống, cùng phía ngoài thương nghiệp nước đứng tính chất khác biệt, phục vụ cũng không có như vậy chu đáo. Dương Chấn Cương mắng liệt liệt nói, Trường Hưng chỗ nào chiêu đến đám này phế vật. Hiện tại thật là ai đều có thể tiến bệnh viện. Hoàng Lập Đức đang bận thu dọn đồ đạc đâu, hắn đem mình thường ngày làm việc vật dụng bày ra tại Chu Văn Bân trên bàn công tác. Trình Tiểu Hồng nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, Chu Văn Bân rời đi thời điểm đặc địa nói đem cái bàn kia lưu cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương còn chưa kịp chuyển. Hoàng Lập Đức thế mà trước chiếm được, người tốt xấu hỏi một tiếng, nàng đang do dự ai không phải nhắc nhở một tiếng thời điểm, Hứa Thuần Lương trở về. Hứa Thuần Lương biết hôm nay khoa bên trong sẽ đến hai tên thành viên mới, nhưng là còn không có cùng bọn hắn gặp mặt, muốn nói qua đi tại bệnh viện cũng đánh qua đối mặt, nhưng là chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói qua.
Hứa Thuần Lương tiến đến liền thấy Hoàng Lập Đức chính đem đồ vật hướng Chu Văn Bân trên bàn công tác chuyển, thế là nhìn Trình Tiểu Hồng một chút, Trình Tiểu Hồng lắc đầu, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với mình. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, Dương Chấn Cương nói, Tiểu Hứa A, người đến rất đúng lúc, đi, đem nước cho đổi. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái nhìn qua con hàng này, cấp trên phái tới hai cái quái gì. Một cái ngay cả chào hỏi không đánh trước chiếm địa bàn, một cái khác bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sai xử mình đi đổi nước. Hứa Thuần Lương trong từ điển liền không có nhẫn nhục chịu đựng cái từ này, nhìn qua người cao mã đại Dương Chấn Cương nói, ngươi là ai a? Dương Chấn Cương sửng sốt, bệnh viện này thế mà còn có không biết mình. Hứa Thuần Lương lại chỉ vào Hoàng Lập Đức, còn có ngươi, đem cái gì rách dưới đồ chơi hướng ta trên bàn công tác chuyển đâu. Trình Tiểu Hồng, cái này đều là các ngươi gia thân thích a. Trình Tiểu Hồng đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương cái này thông lửa không là hướng về phía mình, vội vàng nói, không phải. Bọn hắn là. Hoàng Lập Đức là cái khẩu Phật tâm xà, Tiểu Hứa, ngươi không có nhận đến thông chi a, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là đồng sự. Không có. Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra tiểu tử này là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, phòng gia tăng hai tên nhân viên sự tình không có khả năng không thông chi. Hoàng Lập Đức nói, không thể nào. Dương Chấn Cương căn bản không có đem người trẻ tuổi này để vào mắt, đoán chừng là ngươi vừa tới bệnh viện không lâu, nhân sự khoa cho rằng không có thông chi ngươi tất yếu, không tin ngươi hỏi Tiểu Trình. Trình Tiểu Hồng đánh đáy lòng phiền hắn, nhíu mày, vừa mã khoa trưởng mang hai vị lão sư tới, ngươi không tại. Hứa Thuần Lương nói, nhớ lại, nàng ngược lại là đề cập với ta khởi qua chuyện này, hai người các ngươi ai là Hoàng Lập Đức? Ai là Dương Chấn Cương a? Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương đều có chút mộng bức, người trẻ tuổi kia làm sao không có chút nào hiểu phải tôn trọng tiền bối, đối với chúng ta gọi thẳng tên, chúng ta mang theo ngực kẹt đâu. Người mẹ nó mù a, không biết chữ a. Dương Chấn Cương đem ngực của mình kẹt hướng về phía trước kéo một cái, tại Hứa Thuần Lương trước mắt lung lay, ý là người có mắt không sẽ tự mình nhìn. Hứa Thuần Lương nói, phóng xạ khoa, lại nhìn hướng Hoàng Lập Đức trước ngực nhìn thoáng qua, khoa chỉnh hình. Hắn chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình bên cạnh tòa hạ, đã đến y tế chỗ công việc, liền mau đem ngực bài cho đổi, không phải người khác còn nghĩ đến đám các ngươi là xã hội nhàn tạp nhân viên đâu. Hoàng Lập Đức cười rạng rỡ, coi như ngực bài không đúng, cũng không có khả năng bị người khác ngộ nhận là xã hội nhàn tạp nhân viên, dù sao bọn hắn đều mặc quần áo lao động đâu, tiểu tử này là cố ý nói như vậy. Hắn cho là mình gặp cái thứ nhì đầu, bên người Dương Chấn Cương chính là Trường Hưng chứ danh thứ nhì đầu. Không biết cái này hai hàng gặp nhau sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Dương Chấn Cương quả nhiên phát hỏa. Tiểu Hứa, ngươi thật giống như tại ra lệnh cho chúng ta làm việc. Hứa Thuần Lương cười nói, không phải giống như, Triệu Viện để cho ta tạm thời phụ trách y tế chỗ công việc, ta phải gánh chịu trách nhiệm này. Dương Chấn Cương hai mắt trừng tròn xoe, người trẻ tuổi, ngươi không nên quá cuồng, chúng ta ai không thể so với ngươi già đời, ngươi thái độ gì? Hoàng Lập Đức cố làm ra vẻ đi ngăn cản Dương Chấn Cương, lão Dương, đừng nóng giận, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Nói ai không hiểu chuyện đâu, vừa tới đến liền họa vòng tròn chiếm địa bàn, thật đem nơi này xem như nhà mình a. Như thế thích vòng địa, người dứt khoát vây quanh Trường Hưng nước tiểu một vòng a, toàn bộ Trường Hưng bệnh viện đều là ngươi. Ngươi, Hoàng Lập Đức bị nghẹn lời. Ngươi cái gì ngươi, còn có ngươi, người một nhà cao mã đại, có tay có chân. Ngay cả thùng nước cũng không thể đổi. Biết mất mặt hai chữ viết như thế nào sao? Hứa Thuần Lương lại huấn lên Dương Chấn Cương. Dương Chấn Cương phát hỏa, chỉ vào Hứa Thuần Lương mắng, người mẹ nó nói cái gì? Đừng lôi kéo ta không phải giáo huấn tiểu tử này không thể. Hoàng Lập Đức giả mù sa mưa nói, lão Dương, đừng nóng giận, không đáng cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Người thả ta ra, người thả ta ra. Hoàng Lập Đức ôm lấy Dương Chấn Cương. Căn bản không có ra sao dùng sức, cảm giác Dương Chấn Cương cũng không phải quá xúc động, nếu không lấy hắn thể trạng, mình căn bản ôm không ở. Dương Chấn Cương cũng không ngốc, ngày đầu tiên chuyển cương vị liền đánh nhau, người khác sẽ thấy thế nào hắn. Dù sao hắn tại bệnh viện danh tiếng không tốt, Hoàng Lập Đức dụng tâm hắn biết rõ, muốn cho lão tử ra mặt, người ngư ông đắc lợi nhưng không dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương chỉ vào hắn nói, giáo huấn ta, người có gan cùng ta tới a. Dương Chấn Cương là cái không sợ trời không sợ đất hỗn tính tình, danh xưng đánh khắp phóng xạ khoa vô địch thủ, ta há sợ ngươi sao? Đẩy ra Hoàng Lập Đức đi theo. Hoàng Lập Đức cố ý thả chậm bước chân,
hắn ước gì Hứa Thuần Lương cùng Dương Chấn Cương đánh nhau, nếu như hai người bọn hắn nếu là đánh nhau, lãnh đạo khẳng định các đánh 50 đại bản, ruột đục nước béo cỏ đạo lý đồ đần đều hiểu. Dương Chấn Cương đi vào điều giải thất liền đóng cửa lại thuận tay khóa trái, sau đó chạy tới Trình Tiểu Hồng cùng Hoàng Lập Đức hai người không thể đem cửa mở ra. Đây là Dương Chấn Cương am hiểu nhất thủ đoạn, đi qua hắn liền đem phóng xạ khoa chủ nhiệm Lưu Nghiễm Phúc chắn trong phòng làm việc, ngoan quất hai bàn tay, dù sao không nhân chứng minh, Lưu Nghiễm Phúc tức giận đến tìm lãnh đạo cáo trạng, Dương Chấn Cương tới cái chết không thừa nhận. Hôm nay hắn muốn lập lại chiêu cũ, cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn xem. Dương Chấn Cương cười gần đi hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử, con người của ta ngươi đại khái không hiểu rõ, đừng người kính ta một thước, ta đáp lễ một trượng. Nhưng người khác nếu là khi dễ đến trên đầu ta, ta tất trả lại gấp đôi. Đúng dịp, con người của ta, người cũng không hiểu rõ, đừng người kính ta một thước, ta đáp lễ một thước, nhưng người khác nếu là khi dễ đến trên đầu ta, ta sẽ để cho hắn gấp 10 hoàn lại. Hứa Thuần Lương một bước cũng không nhường. Dương Chấn Cương cũng là Trường Hưng số một số hai nhân vật hung ác, lông đều không có đâm đủ, người cùng ta nghiu bức cái gì. Tay trái muốn đi kẹt Hứa Thuần Lương cổ, hắn thân cao chiều dài cánh tay. Chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, giơ lên quạt hương bổ lớn tay phải, chuẩn bị rút tiểu tử này một cái và miệng tử, một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Hứa Thuần Lương vung tay lên, xuất thủ nhanh như thiểm điện, ba. Một cái tát mạnh liền quất vào Dương Chấn Cương trên mặt. Dương Chấn Cương bị cái này bàn tay đánh cho hồ đồ, thân thể khôi ngô lảo đảo một chút, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương xuất thủ lại nhanh như vậy ác như vậy, mà lại thẳng đến hắn mặt mo mà đến, cái này bàn tay đánh cho để hắn mặt mo làm sao đặt. Hứa Thuần Lương nói, mặt dài tại ngươi trên người mình, nhưng mặt mũi là muốn dựa vào chính mình dẫy, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Dương Chấn Cương cắn răng nghiến lợi xông tới, huy quyền chiếu vào Hứa Thuần Lương trên mặt đánh tới, ta thao. Hứa Thuần Lương mặc dù nội lực mất hết, nhưng là lấy tầm mắt của hắn cùng bộ pháp, đối phó loại này người bình thường vẫn là thắng được quá nhiều, một cái nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên hoạt bộ, né tránh Dương Chấn Cương một quyền. Thân thể lượn vòng, chiếu vào Dương Chấn Cương mặt to đĩa lại là hung hăng một bàn tay quất đi xuống. Ba, cái này bàn tay giòn vang ngay cả ngoài cửa đều nghe được. Nằm sấp tại cửa ra vào lắng nghe Hoàng Lập Đức cùng Trình Tiểu Hồng nghe tiếng biến sắc, Hoàng Lập Đức nói, đánh nhau, tranh thủ thời gian thông chi bảo vệ khoa. Hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Trình Tiểu Hồng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, khuyên hắn trước đừng lộ ra, tranh thủ thời gian gõ cửa. Hứa chủ nhiệm, mở cửa a, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa đây này. Dương Chấn Cương từ lúc tiến vào Trường Hưng đều là hắn khi dễ người khác, còn không có bị người khác như thế khi dễ qua, may hôm nay là đóng cửa lại bị người rút cái tát, nếu như là tại công chúng trường hợp, hắn đều có thể tìm một cái lỗ để chui vào, mất mặt a. Người thiết sụp đổ, mặt mo mất hết. Hứa Thuần Lương chỉ vào hắn nói, dạy cho ngươi một bài học. Dương Chấn Cương hét lớn một tiếng lại xông tới. Hứa Thuần Lương cũng bước nhanh vào tới trước, lúc sắp đến gần thời điểm thân thể chùn xuống, một quyền đánh trúng Dương Chấn Cương bụng dưới, đánh cho Dương Chấn Cương kém chút không có đem mật đắng cho phun ra, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, nửa ngày đứng không dậy nổi, hắn rốt cục ý thức được, mình căn bản không phải Hứa Thuần Lương đối thủ. Ta muốn cáo ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ai có thể làm chứng. Dương Chấn Cương ngẩng đầu nhìn góc tường giám sát. Giám sát bị ta tắt đi. Ngươi không sợ mất mặt một mực lộ ra. Đối phó thích lạm dụng bạo lực người, biện pháp tốt nhất chính là thủ đoạn bạo lực. Hứa Thuần Lương nói xong quay người rời đi, kéo cửa phòng ra, thiếp tại cửa ra vào nghe lén Hoàng Lập Đức kém chút một đầu ngã vào đi. Hứa Thuần Lương khinh thường nhìn qua Hoàng Lập Đức nói, ruột đục nước béo cò, nghĩ đến thật đẹp, mau đem người đống kia rách dưới cho ta dọn đi, nếu không ta đem ngươi cùng một chỗ ném trong thùng rác.